Đây là Tô Gia, nam chính số nhọ nhất trong lịch sử của chúng ta. Chúa trời chẳng may vui tay làm vài quả sét khiến cậu ấy lên thẳng thiên đàng. Để chuộc lại lỗi lầm tai hại của mình, Chúa đã xin lỗi và cho cậu một vé hồi sinh vào thế giới mới. Tô Gia thấy lời xin lỗi của ông cực kỳ chân thành, thêm vào đó cậu đã giác ngộ tư tưởng của các cụ nhà mình dưới suối vàng. Hãy trở thành một người có thể tha thứ cho lỗi lầm của người khác, ở hiền rồi sẽ gặp lành thôi người cháu yêu quý. Chúa thấy Tô Gia đã tha thứ cho mình nên ông liền ban cho cậu một điều ước. Tô Gia liền ước mình có thể sử dụng được điện thoại ở thế giới mới. Chúa vui vẻ đồng ý ngay tức khắc. Thế giới Tô Gia sẽ đến là một thế giới phép thuật, nên cậu không phải lo về vấn đề sạc pin cho điện thoại làm chi. Chỉ có một việc, đó là Tô Gia không thể gọi điện về trái đất được nữa mà thôi. Thay vào đó, điện thoại của cậu sẽ được kết nối trực tiếp với Đức Chúa. Để khi nào rảnh thì ông gọi cho Tô Gia để bán dưa chuột cho vui. Nên vừa mở mắt thì Chúa đã gọi điện thoại cho cậu. Ông đã tích hợp Google Map vào trong chiếc smartphone để Tô Gia tìm đường đến thành phố cho dễ. Ngay lập tức cậu đi theo hướng dẫn trên bản đồ. Tô Gia vừa đi vừa lo lắng chuyện ăn uống và nhà ở của bản thân. Cậu có rất nhiều tiền trong ví nhưng không thể tiêu chúng, nên Tô Gia không biết số phận của cậu sẽ đi đâu về đâu. Đột nhiên có một ông lão đi xe ngang qua, thấy Tô Gia ăn mặc rất kỳ quái. Ông liền muốn mua lại chiếc áo của cậu với giá trên trời. Ông lão đó đưa cậu đến một tiệm quần áo trong thị trấn. Tô Gia vào bên trong mới nhận ra ông ấy chính là chủ tiệm. Sau một hai bước thay quần áo thì người chủ tiệm đã lột sạch cả cái quần xịp của cậu, sau khi đã trả cậu đủ tiền như đã hứa. Ông lão còn đánh tiếng với Tô Gia rằng khi nào có mốt mới thì nhớ ghé qua bán cho lão nhé, cậu chỉ biết cười trừ cho qua. Chứ đâu dám nói quần áo tôi vừa nhập từ chợ đêm ở trái đất về đâu. Tô Gia thấy sắp đến chiều tối rồi nên hỏi ông xem có phòng trọ nào ở gần đây không. Ông chủ tiệm liền nói cậu cứ đi qua 3 ngã 5 rồi đi tiếp 5 ngã 3 là đến khách sạn Ánh Trăng rồi nhé. Trên đường đi đến nhà nghỉ, Tô Gia bắt gặp mấy anh giang hồ đang bắt nạt mấy chị em chỉ vì một vết xước trên sừng con hươu mà bọn chúng bắt bẻ hai người. Tên đầu chọc cho rằng chiếc sừng đó chỉ đáng giá 1 đồng bạc mà thôi, cô chị không chấp nhận cái giá rẻ bèo kia nên không muốn bán nữa. Tô Gia ở bên ngoài thấy chuyện bất bình liền nổi máu anh hùng lên, đầu tiên cậu đề nghị mua sừng hươu với giá 1 đồng vàng. Cô chị thấy giá hời liền gật đầu đồng ý luôn. Tiếp theo Tô Gia dùng đá đập vỡ chiếc sừng, khiến bọn giang hồ mõm rất tức giận toan lao vào đánh cậu. Nhưng Tô Gia đã được nạp VIP lần đầu nên cậu nhanh chóng né được đòn của hắn. Sau đó Tô Gia tung một hit làm tên giang hồ nằm bẹp dí dưới đất. Ở bên kia cô chị cũng xử gọn tên đầu chọc trong một tích tắc, dạy dỗ xong bọn giang hồ mõm cậu liền trả tiền cho hai chị em. Nhìn những mảnh vỡ của sừng hươu dưới đất, Tô Gia tiếc lấy tiếc để, nếu biết mình VIPer rồi như thế thì cậu đã chẳng phải phá vỡ nó làm chi cho mất công. Cô chị nhận tiền và giới thiệu đôi chút về bản thân, cô là Eze còn người đang đứng bên cạnh là Linze, em gái song sinh của cô. Ba người bàn qua tán lại một hồi lâu thì hai chị em song sinh mới biết Tô Gia đang tìm nhà nghỉ trang bạc. Thật may cho cậu, nơi đó chính là chỗ đang nghỉ của hai chị em, vậy là Tô Gia không cần tốn công đi tìm nhà nghỉ nữa. Sau khi thuê nhà nghỉ, cả ba người cùng nhau ngồi chơi xơi nước chè. Chuyện kể rằng Eze và Linze quá đói ăn nên nhận ủy thác của mấy tay xã hội đen với giá cao ngất ngưởng. Ai dè mấy tên đó chơi không sạch, muốn ăn bớt tiền của bọn cô. Nhưng mà có cái nịt ấy, chị đây dã cho mấy chú trắng mắt chứ ở đấy mà quỵt tiền chị. Eze rút kinh nghiệm, từ nay cô chỉ nhận ủy thác từ những chỗ uy tín mà thôi. Tô Gia tưởng hai người đi tìm việc làm nên muốn đi cùng để kiếm chút tiền. Hai chị em vui vẻ đồng ý cho cậu đi cùng. Đêm đã đến, cũng như bao con cú đêm khác, Tô Gia lên mạng tìm hiểu tri thức một chút liền thấy nhóm nhạc mình yêu thích đã tan rã. Cậu thở dài thườn thượt suy nghĩ, mới ngày nào các anh còn nhảy còn múa sao giờ lại thế này rồi. Ngày hôm sau, Tô Gia được hai chị em dẫn đến hội, anh nhìn tờ thông báo ở trên bảng mà không hiểu cái gì hết. Với tình hình này Tô Gia phải bỏ tiền ra để đi tìm con chữ thôi. Hai chị em nhanh chóng chọn ra được nhiệm vụ đầu tiên. Đó là đánh bại 5 con sói một sừng ở khu rừng phía đông. Sau khi đánh bại những con sói họ sẽ nhận được phần thưởng là 18 đồng. Eze thấy cậu chưa chọn được nhiệm vụ liền mời cậu tham gia cùng cho vui. Tô Gia chưa kịp từ chối thì Eze đã đi đăng ký nhận nhiệm vụ luôn rồi. Cậu vì chưa có vũ khí nên ngại đi cùng họ. Ngay lập tức hai người đã đưa Tô Gia đi mua thanh kiếm katana mới cứng, đảm bảo chém chém sắt cũng như chém chuối mà thôi. Tiếp đó Eze bàn chiến thuật đánh quái với hai người, cô cùng với Tô Gia sẽ là người đi tiên phong. Còn em gái Linze sẽ là người bọc hậu, kế hoạch tác chiến được triển khai thành công mỹ mãn, chỉ một lúc bọn họ đã thu thập đủ số sói mình cần. Họ cùng nhau đưa đống sừng về hội để nhận tiền thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh quái. Cậu đã được gia nhập hội thám hiểm của hai chị em, Tô Gia muốn họ hãy dạy cho cậu biết chữ và cách dùng phép thuật, chuyện dạy chữ nghĩa cho cậu sẽ do Linze đảm đương. Còn về việc dạy phép thuật cho Tô Gia thì họ còn phải xem thiên phú của cậu lớn đến đâu cái đã. Linze mang đá phép thuật ra để kiểm tra xem năng lực dùng phép của Tô Gia đến đâu. Hòn đá bé xíu này có thể khuếch đại và giải phóng năng lượng phép thuật. Để giải thích cho cậu dễ hiểu hơn về công dụng của đá,
Lin Je cầm đá lên và ra lệnh cho nó rằng xuất hiện đi nước. Ngay lập tức nước chảy ra từ hòn đá dưới con mắt ngỡ ngàng của Tô Gia. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được như Lin Je, chỉ có những người có năng lực nước mới có thể làm như vậy được thôi. Đó là lý do tại sao Eze không thể làm nước xuất hiện như em gái mình. Tô Gia thấy viên đá hay hay liền cầm lên thử niệm chú mấy câu. Đột nhiên nước chảy ào ạt ra như thủy điện xả lũ khiến cả hai chị em đều ngỡ ngàng. Tô Gia lần lượt lấy hết từ viên đá này đến viên đá khác ra thử. Cậu nhạc nào cũng chơi phép thuật hệ nào cũng nhảy, làm chị em song sinh vô cùng bất ngờ. Lin Je thấy mình dùng được 3 nguyên tố đã là đỉnh lắm rồi. Ông nội này lại thành thạo cả 6 nguyên tố nữa, ông có còn là con người không vậy? Ánh mắt của Tô Gia vô tình va vào hòn đá ma thuật vô tính. Đó là hòn đá đặc biệt nên không có câu niệm chú, cậu phải tự tìm ra câu chú riêng cho mình để kích hoạt hòn đá đó. Tô Gia lập tức cầm đá lên và niệm câu chú ghét, ngay lập tức cánh cổng không gian hiện ra, nó đưa cậu đến nơi mà 3 người đã cùng nhau đánh quái. Có vẻ như cánh cổng sẽ đưa người niệm phép đến nơi mà họ đã đến trước đó. Bài kiểm tra năng lực kết thúc, cả 3 người cùng nhau về nhà trọ. Tô Gia đang vui vẻ vì được gái xinh khen mình VIP, thì cô chủ nhà nghỉ đi đến nhờ họ một chuyện, chẳng là cô bé AI này làm việc ở tiệm cà phê bên cạnh. Cô không thể nghĩ ra món mới để đưa vào menu nên muốn mọi người giúp. AI muốn món ăn đó phải thật dễ ăn và phù hợp với khẩu vị của các chị em. Vừa nghe đến đây, Tô Gia đã nghĩ đến món kem mát lạnh đánh tan nóng bức ngày hè. Cậu lấy chiếc smartphone ra tra công thức làm kem trên mạng và hướng dẫn lại cho AI. Mọi người cùng bắt tay tạo ra món ăn mới. Sau một hồi lao động vất vả, món kem tráng miệng đã ra lò, hứa hẹn sẽ đốn ngã trái tim của các chị em yêu ẩm thực. Hôm nay, tổ đội thám hiểm của Tô Gia nhận nhiệm vụ gửi thư đến Kinh Đô. Cậu thắc mắc tại sao chị em song sinh lại không chọn nhiệm vụ đánh Sở Lin, mà lại chọn đi gửi thư làm gì cho mất công. Eze giải thích rằng cô chúa ghét mấy thứ nảy nảy và nhầy nhụa như Sở Lin. Với lại trong lúc đánh nhau chúng còn ăn quần áo và hành lý của họ nữa. Tô Gia nghĩ tới cảnh hai người bị ăn sạch quần áo không khỏi tiếc rẻ. Giá mà được đi đánh Sở Lin thì hay biết mấy ha. Tạm gác lại chuyện nhiệm vụ, Eze muốn tìm được chỗ nghỉ giống y hệt khách sạn Trăng Bạc và sau đó đi lấp đầy cái bụng đói của mình. Nếu muốn tìm nhà nghỉ giống Chi Bằng để Tô Gia dùng ghét để đưa họ về cho rồi, anh chàng này chẳng hiểu tâm lý phụ nữ gì cả. Con gái ai ai cũng thích thứ mới lạ, chẳng phải ở một thị trấn xa lạ và ở trọ tại một nơi xa lạ sẽ thú vị hơn sao? Đúng lúc này có tiếng xô xát thu hút sự chú ý của Tô Gia, thì ra là cuộc tỉ thí giữa một cô gái và cả đám tay to mặt dỗ. Cô gái váy hồng đã vô tình cho đàn em của hội giang hồ này gia nhập club Juventus vì dám vả vào mặt cô, bọn chúng không nói nhiều liền lao vào tấn công. Tưởng cô chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng không, cô gái đã quật ngã bọn chúng một cách dễ dàng. Đang đánh hăng máu quân thủ thì đột nhiên cô dừng lại, trong lúc lâm nguy Tô Gia đã dùng bão cát che tầm nhìn của chúng. Tiếp đó chị em song sinh lao vào đi vài đường quyền làm chúng ngất trên cành quất, nhưng đội tiếp viện của bọn giang hồ đã đến nên Tô Gia đành phải đưa cô đi trốn. Khi cả bọn đã chạy đến nơi an toàn, thì cô gái mới tiết lộ tên của mình là Gia E đến từ Esin, chẳng lẽ đây là đồng hương của Tô Gia sao? Cậu đang chối đây đẩy mới nhớ ra, mấy ngày trước mình chém gió với hai chị em song sinh rằng mình đến từ Esin. Tô Gia thắc mắc tại sao Gia E đang đánh nhau nhiệt lắm mà, sao tự dưng lại ỉu xìu như vậy cơ chứ, chẳng là cô làm mất hết tiền nên không có đồ ăn bỏ bụng. Thành ra sức mạnh của cô cũng bị tụt theo luôn, nghe vậy cả bọn liền sốc đến hóa đá và đưa cô đến quán cơm để nạp năng lượng. Gia đình Gia E là nơi đào tạo ra những chiến binh xịn sò nhất, nên cô chọn đi du hành nhân gian để cải thiện kỹ năng của bản thân, cũng như học tập thêm về võ thuật để vượt mặt cha và anh trai mình. Trước tiên cô tính đến Kinh Thành để kiểm tra năng lực cái đã. Thật trùng hợp đội thám hiểm của Eze cũng có nhiệm vụ ở Kinh Thành, nên họ liền mời cô đi cùng cho đỡ cô đơn. Trời ơi, bạn có lòng thì tôi sẵn sàng đồng hành thôi. Gia E đảm nhận vị trí đánh xe ngựa chở họ đi đến Kinh Thành. Làm cậu bé trái đất buồn ghê gớm vì mình chẳng thể đánh xe ngựa chở các cô gái đi, Lin Je ở bên cạnh liền an ủi rằng cậu có sức mạnh phép thuật bá đạo mà. Chỉ cần cậu nhớ được tên cũng như công dụng của chúng là Tô Gia sử dụng được loại ma thuật vô tính đó rồi. Cậu nhận quyển sách ma thuật từ tay Lin Je và bắt đầu học. Từ lúc đến thế giới này, Tô Gia không chỉ được búp về sức mạnh mà cậu còn được búp thêm cả trí nhớ thần thánh đọc đâu nhớ đấy của anh Sở Tanh nữa. Trong lúc nghiên cứu, Tô Gia thấy một loại ma thuật rất thú vị, đó là ma thuật hút một vật từ xa vào tay mình. Cậu thử niệm chú để thó lấy cây kiếm của Gia E, nhưng có lẽ do thanh katana đó nặng quá nên cậu không thể lấy nó được. Tô Gia hít một hơi thật sâu thử lại một lần nữa. Trong lần này cậu đã thành công lấy được chiếc nơ Gia E cột trên đầu, năng lực này cũng tiện lợi thật đấy. Nhưng mà cẩn thận không là Tô Gia bị bắt vào tù vì tội lỡ tay lấy cắp ban su của hội chị em đó. Tiếp đó cậu niệm chú long sen để mở rộng giác quan. Nó giúp Tô Gia có thể nhìn và nghe thấy mọi thứ ở xa một cách rõ ràng hơn. Đột nhiên cậu ngửi thấy mùi máu ở phía trước. Gia E nghe vậy liền tăng tốc tiến về hướng đó. Bộ tứ lập tức lao vào tác chiến. Họ chỉ trong một nốt nhạc đã hạ gục hết đám rồng xanh.
Tên áo choàng đen lập tức triệu hồi thêm Ly Gia Man để chiến đấu, cả bốn người phối hợp chiến đấu rất ăn ý. Chỉ một thoáng họ đã cho bọn chúng đắp chiếu đi ngủ với nhau hết, thấy tên áo choàng cứ triệu hồi thú làm cậu ngứa mắt quá. Tô Gia rút cạn ma sát dưới đất làm hắn không thể đứng vững mà ngã lăn ra đất, sau trận combat căng như dây đàn. Đội hộ vệ cảm ơn hội thám hiểm của Tô Gia, đột nhiên tiểu thư ở trong xe kêu cứu, ông quản gia đã bị trúng một mũi tên ở chính giữa ngực. Tô Gia liền kêu Lin Ze xài ma thuật hồi phục, nhưng mũi tên vẫn còn ở trong ngực ông nên cô không thể sử dụng phép thuật được. Quản gia hiểu được mình sẽ phải đi bán muối, nên ông nói lời từ biệt với cô tiểu thư yêu quý của mình. Tô Gia liền lấy mũi tên trong ngực ông ra và dùng ma thuật để trị thương. Kỳ lạ thay, quản gia đã tỉnh lại ngay lập tức như chưa từng bị trúng một mũi tên nào cả. Ông cảm ơn Tô Gia và giới thiệu gia thế khủng của mình. Ông là Lê Im, quản gia của công tước, còn người bên cạnh là con gái của công tước tên Su. Nghe đến đây, ba người phụ nữ lập tức quỳ xuống chào tiểu thư, chỉ còn một mình Tô Gia đứng đó là không hiểu chuyện gì cả. Lin Ze giải thích với cậu rằng công tước là bậc quý tộc cao nhất, danh hiệu đó chỉ dành cho những người trong hoàng tộc mà thôi. Lúc này Su mới tiết lộ cha mình là em trai của quốc vương điện hạ, còn cô chính là cháu gái của vua. Su trên đường đi thăm bà ngoại về thì bị phục kích, chắc chắn có kẻ nào đó đã mưu tính chuyện thay vua đổi nước nên mới muốn ám sát con gái của công tước. Nhưng hiện giờ chẳng có bằng chứng nào để chứng minh chuyện đó, tên triệu hồi sư bị bắt chỉ là lính đánh thuê thông thường. Hắn ta chỉ làm theo lệnh của kẻ thuê mình mà thôi, quản gia không biết phía trước có còn nguy hiểm nào đang rình rập họ hay không. Nên ông muốn nhờ Tô Gia hộ tống mình về kinh thành, hội thám hiểm của cậu đằng nào cũng đến kinh đô, nên họ tiện thể hộ tống tiểu thư về kinh thành để kiếm chút đỉnh. Vừa đặt chân vào lâu đài, bộ tứ cảm thấy rất choáng ngợp trước sự xa hoa của nhà công tước. Ông An Phết rất niềm nở chào đón những vị khách từ phương xa đến. Nhờ có chuyến đi của cậu mà con gái ông đã được cứu, nếu không Su Si có thể đã phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người rồi. Do An Phết có rất nhiều kẻ thù ghét mình nên tạm thời ông không thể tìm ra ai là thủ phạm gây ra vụ ám sát. Nhắc đến tiểu thư, Tô Gia liền hỏi cô bé đi đâu rồi. An Phết nói chắc là con bé đi tìm mẹ nó để kể cho bà nghe về hành trình của mình. Nhắc đến vợ mình, đột nhiên An Phết rất buồn. Vì mắt của bà không thể nhìn thấy sau vụ tấn công 5 năm về trước, ông đã thử dùng phép hồi phục để chữa trị, nhưng mà nó chỉ giúp những vết thương trên người bà lành lại, chứ không thể chữa lành đôi mắt của bà được. Có lẽ chỉ có ông ngoại của Su mới có thể chữa trị được cho bà Elen. Ông ấy sở hữu một ma thuật đặc biệt có thể loại bỏ đau đớn ra khỏi cơ thể. Nghe đến đây, hội tam cô nương liền nghĩ đến chuyện Tô Gia có thể sử dụng được phép thuật đó. Cậu đến phòng và niệm thần chú hồi phục cho Elen, chỉ mất một vài giây mắt bà đã có thể nhìn thấy được mọi vật. Tất cả mọi người đều mừng rớt nước mắt vì năng lực bá đạo của Tô Gia. Thấy vợ mình một lần nữa có thể nhìn rõ mọi vật, bá tước liền lấy một số tiền rất lớn ra để thưởng cho cậu. Ngoài ra, đội thám hiểm còn được tặng huy hiệu của hoàng tộc, giúp họ có thể thông qua trạm kiểm soát ngay lập tức. Sau khi nhận quà, họ cùng nhau rời kinh đô. Gia Ê muốn đi theo Tô Gia để rèn luyện kỹ năng chiến đấu của bản thân mình. Chuyện này liền được hai chị em song sinh đồng ý. Vừa mới gặp mà họ đã phải chia tay là buồn lắm, nên có cô đi cùng thì quá là tuyệt luôn. Từ ngày đó, Tô Gia lại có thêm một người đồng đội nữa. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ giao thư, Tô Gia quyết định tự thưởng cho bản thân một chuyến săn sale Shopee. Cả nhóm đang trên đường đi đến chợ thì Eze chú ý đến một cô bé. Có vẻ cô ấy đang đi lạc đường, Tô Gia nhanh chóng tiếp cận bé gái để hỏi thăm tình hình. Dưới sự giúp đỡ của cậu và chiếc smartphone, cô ấy đã tìm được thân nhân của mình. Cả đám chào tạm biệt hai chị em và tiếp tục chiến dịch quét sạch hàng hiệu. Mặt trời đã lặn, Tô Gia trở về với chiếc áo khoác lông cừu trên người. Nó giúp cho cậu tăng cả sát thương phép và vật lý khi đánh trúng kẻ địch. Đi shopping xong xuôi, cả nhóm cùng nhau trở về thị trấn. Tô Gia về phòng trọ liền thấy ông chủ trọ đang hăng say đánh cờ với người bạn của mình. Ông đã chơi shogi suốt mấy ngày nay, nên ông chẳng thèm để tâm đến quán xá nhà mình thua lỗ thế nào. Điều này khiến Mika vô cùng tức giận. Chuyện là vài ngày trước, Tô Gia sử dụng câu niệm chú mình mới học được để tạo ra một chiếc bàn cờ shogi. Mấy ông chú chơi xong một lần là nghiền luôn. Thậm chí chú Ba Gia còn trốn vợ để được đánh cờ từ sáng tới đêm. Đúng lúc này Eze và Gia Ê về đến nhà, họ mua bánh cho tất cả mọi người trừ Tô Gia. Quá đáng hơn, hai người còn nhờ cậu mang bánh đến nhà công tước. Đây là món quà thay cho lời cảm ơn vì đã ban cho họ phần thưởng hậu hĩnh. Chỉ một tích tắc, Tô Gia đã dịch chuyển đến nhà công tước nhờ cánh cổng không gian. Cậu dâng bánh vòng lên cho hai cha con thưởng thức. Su vừa ăn bánh vừa khen không ngớt. Tô Gia thấy cô bé rất thích ăn bánh vòng, cậu đề nghị rằng mình sẽ chỉ công thức và hướng dẫn đầu bếp nhà công tước cách làm. Tô Gia không những mang bánh đến cho bá tước mà còn đưa bàn cờ shogi đến cho ông giải sầu nữa. Sau khi được hướng dẫn cách chơi, bá tước cùng với Tô Gia solo một trận cờ cho nóng. Su thấy hai người đánh cờ cũng muốn chơi cùng, nhưng An Phết càng chơi càng nghiện. Ông chơi hết từ ván này đến ván khác cũng không dừng lại. Thấy cha không có ý định cho mình chơi, cô bé chuyển hướng sang thọc lét Tô Gia. Như được thử bóng, cười liều cao,
Tô Gia cười đến trẹo cả quai hàm mà Su vẫn không dừng cái tay hư hỏng đang sờ mó trên người cậu lại. Tô Gia liên tục ra tín hiệu SOS, nhưng bá tước giờ này chỉ tập trung nghĩ cách ăn vua, nên làm gì để tâm đến kẻ đang đau buồn là cậu đâu. Đêm cũng đã khuya, An Phết cố gắng níu giữ Tô Gia ở lại để gỡ thêm một ván nữa, nhưng cậu đánh cờ đến phát sợ, nên Tô Gia có chết cũng không dám ở lại làm thêm hiệp nào nữa. Sáng hôm sau, đội thám hiểm đi tìm nhiệm vụ mới, Tô Gia hí hửng định chọn ngay nhiệm vụ đánh Mega Slim. Để được ngắm body của dàn Hazem cho thỏa thích, khôn như ông quê tôi xích đầy rồi. Tất nhiên hội chị em không đồng ý nên cậu đành phải đổi sang một nhiệm vụ khác. Họ cùng nhau đến kinh thành cổ để lên nóc nhà bắt con gà. Sau những giờ phút combat căng thẳng cùng tem địch, họ cùng nhau đi tìm kho báu tại đây. Vì nơi này chính là kinh đô cũ nên có lẽ sẽ còn châu báu được chôn vùi. Tô Gia bật chế độ truy tìm di tích lịch sử lên. Ngay lập tức cậu đã phát hiện ra một thứ gì đó được chôn sâu dưới lòng đất. Lin Ze dùng phép thuật hệ lửa làm lộ ra lối đi vào trong mê cung. Cả bốn người đi sâu vào bên trong cung điện. Họ phát hiện ra rất nhiều ký tự kỳ quái trên bức tường. Vì không thể dịch được nên Tô Gia đã chụp lại những ký tự đó làm ra E và Eze sợ thót tim. Lin Ze ở bên này phát hiện ra một miếng thổ ma thạch. Cô cho rằng nó có thể được kích hoạt bằng cách truyền ma thuật vào. Vì đây là thổ ma thạch nên Tô Gia sẽ truyền ma lực để kích hoạt nó. Thấy cậu chuẩn bị làm điều dại dột, mọi người cật lực tránh xa Tô Gia. Cậu vừa truyền ma lực vào thì cánh cửa bí mật liền mở ra. Mọi người cùng nhau đi sâu vào bên trong. Ở góc cuối mê cung có một bức tượng bằng thủy tinh trông rất kỳ lạ. Tô Gia cố gắng nhìn sâu vào bên trong, nhưng ánh sáng đang yếu đi nên cậu không thấy gì nữa. Ánh sáng của Lin Ze chợt tắt, con quái vật đột nhiên sống dậy sau nghìn năm ngủ say. Tô Gia nhanh trí mở cánh cổng thần kỳ để cả nhóm chạy thoát thân. Con ma thú phá vỡ lối vào mê cung và tiến đến tấn công Tô Gia với tốc độ bàn thờ, nhưng anh là game thủ nạp VIP chú làm sao mà hạ được anh. Lin Ze lợi dụng sơ hở tung bản tình ca rực lửa đánh thẳng vào nó, nhưng mọi đòn đánh phép là vô dụng vì con ma thú có thể hấp thụ bất kỳ loại năng lượng nào. Hơn nữa vỏ của nó cũng rất cứng, nên cho dù Ra E và Eze có lần lượt tung đòn đánh thường về phía nó, họ cũng không thể khiến con thú kia mất một cọng lông nào. Với IQ 200 của mình, Tô Gia liền giảm ma sát dưới đất khiến con quái bị trơn trượt mà té ngã. Lin Ze lập tức làm một cục băng to tướng để hạ gục nó. Tưởng chừng đòn đánh đó có thể khiến con bọ kia mất mạng, nhưng nó đã nhanh chóng hồi phục và tung đòn chí mạng, khiến Eze bị mất máu khá nhiều. Tô Gia chạy đến chỗ của cô ấy và lập tức chữa trị cho Eze. Cậu thấy con quái này gần như không có điểm yếu, nó có thể hấp thụ ma thuật và đang trang bị giáp gai nên khá là khó rơi. Đột nhiên Tô Gia nhớ đến con vua trên bàn cờ Shogi, chẳng phải chỉ cần tóm quân vua thì câu chuyện kết thúc sao? Cậu lập tức đánh cắp lõi của con ma thú và truyền nó cho Eze. Cô rất nhanh một hit đánh tan lõi của nó, con bọ mất lõi thì như rắn mất đầu. Nó lập tức tan vào cõi hư vô, cả đội thống nhất cùng nhau báo chuyện này cho công tước biết sau khi nhận được thông tin từ họ. An Phết lập tức cử người đến khu tàn tích để điều tra. Đen đủi thay cho ông, nơi đó đã bị tàn phá nghiêm trọng sau trận chiến nên khó có thể thu thập được thông tin hữu ích. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Tô Gia đã kịp ghi hình lại những ký tự cổ trong mê cung. Với bức ảnh này, An Phết sẽ có thể biết lý do tại sao kinh thành lại bị di rời. Tô Gia về nhà rửa ảnh và mang đến cho công tước. Cậu di chuyển bằng cánh cổng thần kỳ làm cho đội cận vệ sợ vãi ra quần. Công tước đang rời khỏi nhà thì bắt gặp Tô Gia. Ông đi xuống xe ngựa và nói rằng nhà vua đang bị đầu độc nên An Phết phải đi đến cung điện ngay bây giờ. Những người trong hoàng tộc phản đối chuyện Đức vua liên minh với nước láng giềng, có lẽ một ai nào đó đã lên kế hoạch ám sát ông để chiếm đoạt vương vị. Khi Đức vua hẹo thì ngai vàng sẽ được chuyển cho con gái nhỏ của ngài, lúc này kẻ đó sẽ thông qua việc kết hôn chính trị với công chúa. Để có thể đường đường chính chính ngồi trên ngai vàng danh giá, An Phết muốn cậu sử dụng năng lực hồi phục của mình để loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể của Đức vua. Chào đón hai người trước cung điện là tổng nội Ba Sa, ông thông báo rằng mình đã tìm ra thủ phạm đã hạ độc hoàng thượng. Đó chính là đại sứ của Mi Mede. Ba Sa muốn lôi sứ giả ra xử trảm ngay lập tức, nhưng An Phết không đồng tình với ý kiến của ông. Công tước muốn khi nào Đức vua tỉnh lại sẽ xử kẻ đầu độc sau. Ở trong phòng hoàng đế, tất cả mọi người đang vô cùng đau buồn vì ngài có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tô Gia vào phòng đã mang đến hy vọng sống sót cho Đức vua. Cậu lập tức dùng phép recover để chữa trị cho ông. Pháp sư hoàng gia không thể ngờ Tô Gia có thể dùng được loại ma thuật đã bị thất truyền bấy lâu nay. Chỉ sau một hồi, Đức vua đã tỉnh lại. Cơn đau đã tan biến như một giấc mơ đã qua, mọi người vui mừng khôn xiết cảm ơn cậu tới tấp. Thấy Tô Gia sử dụng được ma thuật bị thất truyền là recover, nữ pháp sư liền có hứng thú muốn trao bằng lái máy bay cho cậu. Công chúa Jumina cũng có ý tưởng muốn cùng cậu tảo hôn. E hèm tạm gác chuyện trai gái hò hẹn ra một bên, Đức vua không thể tin được Mi Me Đe cử người đi ám sát mình. Họ chẳng có lý do nào để làm vậy cả. Chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc ở đây. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hoàng đế gục ngã sau khi uống rượu do sứ giả mang đến. Giờ tất cả bằng chứng bất lợi đều nhằm vào cô ấy. Tô Gia nghe đến đây não liền nảy số,
cậu xin phép đức vua cho gọi sứ giả đến gặp mặt mình. Tiếp đó Tô Gia vào căn phòng tổ chức yến tiệc của nhà vua, cậu bật chế độ quét độc lên và phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Tô Gia cho mời tất cả mọi người đến phòng tổ chức tiệc, cậu cho rằng thủ phạm đang ở căn phòng này. Tô Gia đi từng bước một để tìm ra kẻ hạ độc. Đầu tiên Tô Gia lấy một chai rượu không có độc mời tướng quân Leon thử trước, sau khi đã chắc chắn chai rượu này an toàn. Cậu tiếp tục rót rượu vào ly của hoàng thượng, đây mới là đoạn gay cấn nhất, Tô Gia không cho đức vua uống rượu, mà gọi nội tổng Ba Sa lên uống thay ngài. Ông ta đột nhiên trở nên vô cùng hoảng loạn và từ chối uống chén rượu đó. Nhưng làm sao Tô Gia tha cho hắn được, cậu thẳng tay đổ rượu vào miệng Ba Sa, hắn ta không ngừng kêu mình đã trúng độc. Thấy ông ấy sợ đái ra quần, Tô Gia mới tiết lộ cậu đã loại bỏ độc trong ly thủy tinh ra rồi. Sự thật trong vụ hạ độc đức vua đã được hé lộ, trong rượu mà sứ giả mang đến không hề có độc. Ly thủy tinh của hoàng thượng mới là thứ chứa độc, Tô Gia biết được điều này là do cậu đã bật máy quét lên, tất cả ly thủy tinh mà hoàng thượng hay sử dụng đều đã bị kẻ gian động tay động chân hạ dược vào trong đó, thấy âm mưu hèn hạ của mình bị bại lộ. Ba Sa co giò bỏ chạy nhưng mà chạy trời đâu khỏi nắng, Tô Gia niệm slip làm hắn ngã lăn đùng ra đất, sau đó Ba Sa đã bị bắt lại để chịu phạt theo pháp luật. Trước màn cosplay thám tử lừng danh Conan đỉnh cao của Tô Gia, công chúa Jumina nguyện dùng tấm thân của mình để trả ơn cứu mạng cha. Tô Gia luôn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Trong giây phút đầu tiên chạm vào ánh mắt của cậu, Jumina đã biết đây chính là đức lang quân tương lai của mình rồi. Thấy con gái mình nay đã có người trong lòng, đức vua liền mở tiệc ăn mừng chào đón phò mã mới. Nhưng Tô Gia ngay lập tức cản họ lại, cậu mới chỉ tiếp xúc với mọi người một lần, làm sao họ đã biết cậu là người tốt hay xấu rồi mà sẵn sàng gả con gái cho mình. Chuyện này thì phò mã khỏi phải lo, Jumina sở hữu ma nhãn giúp cô có thể nhìn rõ bản chất của con người. Nên người cô đã nhìn chúng chắc chắn là kẻ tốt. Tô Gia tiếp tục lấy lý do tuổi tác ra để từ chối hôn sự này, ở nước của cậu nam trên 18 tuổi và nữ trên 16 tuổi mới được kết hôn. Nhưng đây là thế giới khác nên chuyện hôn sự của người dân đã được quyết định ở tuổi 15 rồi. Thấy Tô Gia kiên quyết từ chối, nhà vua đành phải đưa ra phương án khác để thương lượng với cậu. Trong 2 năm tới họ sẽ cùng tìm hiểu nhau, nếu không hợp thì tan đàn xẻ nghé, còn hợp thì Tô Gia phải mang công chúa về làm lễ cưới ngay. Nhà vua đã nói đến nước này thì cậu cũng đành phải làm theo. Thế là Tô Gia đưa Jumina về ra mắt mấy bà vợ ở nhà. Cô nào cô nấy cũng mặt sưng mày xỉa lên. Chẳng hiểu tại sao cậu lại kết hôn ở độ tuổi trẻ trâu này nữa. Công chúa biết họ là đội thám hiểm nên đã đăng ký gia nhập nhóm. Cô cũng xung phong nhận nhiệm vụ chiến đấu cùng đội luôn. Cả nhóm nghe được liền muốn phản đối. Công chúa mà có chuyện gì trong lúc làm nhiệm vụ thì họ có 10 cái đầu cũng không thể đền hết tội. Jumina vẫn cố chấp muốn đi chiến đấu cùng với mọi người sau khi được mọi người đồng ý cho cô gia nhập hội. Công chúa liền bắt Tô Gia phải gọi mình là vợ yêu, làm cậu nhỏ xấu hổ không nói nên lời. Còn bọn FA ở bàn bên được một phen ăn cơm chó ngập mồm. Cả nhóm đang đi vào rừng để bắt King Alpet. Đây là nhiệm vụ Jumina đã chọn để chứng tỏ năng lực của mình. Cô triệu hồi sói bạc dũng mãnh để tìm con quái vật kia. Họ đang tán dóc với nhau về sự lợi hại trong ma thuật triệu hồi của Jumina thì đột nhiên những con khỉ đồ xuất hiện tấn công cả đội. Nhóm thám hiểm lập tức chuyển đổi trạng thái sang tấn công tổng lực, nên chỉ một lúc họ đã hạ gục toàn bộ đám khỉ đột. Tô Gia cảm thấy rất đau đầu vì đội mình chỉ có cậu là nam, đám con trai lúc nào cũng nhìn cậu bằng đôi mắt đầy đau khổ, cậu luôn được đi cùng với nhiều cô gái dễ thương nên bị soi là phải. Thì ra đẹp trai và bờ rồ quá cũng bị người đời ganh ghét, Tô Gia nhờ Jumina dạy cho mình phép triệu hồi. Chỉ trong lần đầu làm phép cậu đã gọi được thần thú Bạch Hổ lên, đây chính là quái thú có thứ hạng cao nhất, để có thể lập khế ước với Bạch Hổ cậu phải truyền ma lực vào trong cơ thể nó. Tô Gia chỉ cần truyền một chút năng lượng là Bạch Hổ đã không chịu nổi mà sùi bọt mép. Sau khi tỉnh lại nó lập tức nhận Tô Gia là chủ nhân của mình. Cậu liền đặt tên cho nó là Kohaku. Sau khi lập khế ước, Bạch Hổ đòi ở cạnh Tô Gia mọi lúc mọi nơi, nhưng mà tự dưng cậu đi xuống phố cùng con hổ này thì có vẻ hơi kỳ. Nên nó đành biến thành tiểu hổ để dễ bề hành động. Tứ cô nương thấy chú mèo dễ thương quá liền truyền tay nhau ôm chặt nó. Mèo con không thể chịu nổi việc bị sàm sỡ nên nó đành kêu cứu. Nhưng hông bé ơi, hãy quen với việc này đi, anh bó tay rồi không cứu được chú em đâu. Ngày hôm nay đội thám hiểm cùng nhau thực hiện nhiệm vụ mới. Bình thường các cô gái của chúng ta sẽ vô cùng phấn chấn trước công việc được ủy thác. Nhưng hôm nay mặt của họ buồn như xít ngâm. Tất cả là vì nhiệm vụ họ được giao lần này là điều tra sờ lim tại lâu đài của kẻ chuyên nghiên cứu về nó. Bọn sờ lim xanh sẽ ăn sạch quần áo của mấy cô gái nên đứa nào đứa nấy mặt mày cũng cau có. Nhưng riêng bên nhà ta thì khoái khoái chảy nước miếng. Cậu hăng hái tham gia nhiệm vụ điều tra sờ lim này, còn tứ đại cô nương thì không, với phương châm diệt cỏ phải diệt tận gốc. Họ định thủ tiêu đám sờ lim khốn nạn cùng với tòa lâu đài kia luôn. Cả bọn đã đến nơi, Tô Gia vừa vào cửa đã bị đập cho một phát u cả đầu, tiến sâu vào lâu đài. Họ nhận thấy mọi tài liệu nghiên cứu đều đã bị bọn sờ lim ăn sạch, may cho họ là vẫn có một quyển sách còn trinh nguyên.
trong đó ghi lại rất nhiều đặc tính của Slim, có lẽ nó sẽ giúp ích cho chuyến thám hiểm lần này. Họ tiếp tục khám phá thì bị chặn đường bởi bọn Slim xanh. Linze tính tiễn chúng về nơi cát bụi thì Tô Gia đã kịp thời ngăn cản cô ra sát chiều. Cậu lệnh cho tiểu hổ hóa lớn và gầm lên để đuổi bọn chúng đi. Cả đội nhân cơ hội chạy lên tầng trên. Đang đi được nửa đường, Tô Gia nhận ra bọn Slim không còn đuổi theo nữa. Tưởng chừng đã thoát khỏi bọn ăn quần xé áo phiền phức, ai ngờ con Slim xám từ đâu chui ra tiết chất nhờn làm cả đội lăn lông lốc xuống dưới. Nhờ thế chúng ta mới được xem thân hình sexy của các cô gái thế này đây. Sau khi thay quần áo mới, họ tiếp tục cuộc hành trình. Tô Gia phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, cậu thấy ngực của những bức tượng chuyển động. Với tính hiếu kỳ của những người đàn ông, Tô Gia đưa tay lên sờ thử tí xem thế nào, ai ra đúng là vừa mềm vừa căng hơn hẳn hàng thật rồi. Đột nhiên cái ngực mềm mại rớt đột một cái, con Slim chuyên tấn công vào ngực phụ nữ và làm chúng to lên lộ ra. Ngực ai càng nhỏ thì chúng càng thích, Jumina lập tức trở thành con mồi béo bở của bọn chúng. Tuy nhiên chị không có dễ rơi vậy đâu nha. Cô gọi gió đến xé chúng ra thành trăm mảnh. Cuối cùng họ đã đến được tầng cao nhất. Đó là nơi mà người nghiên cứu lũ Slim đã từng sống. Tô Gia đọc được cuốn sổ ghi chép trên bàn. Trong đó viết rằng cuối cùng thì giấc mơ của mọi người đàn ông đều đã hoàn thành. Cậu đọc xong mà không hiểu cái gì sất. Đột nhiên bốn con Slim chui ra hóa thành một dàn harem trần như nhộng. Tô Gia thấy cảnh này không khỏi đỏ mặt nóng tai. Cả bốn cô gái hoảng lên tung đòn khiến cậu không còn được xem cảnh nóng nữa. Sau đó lâu đài đã bị thiêu rụi hoàn toàn, trả lại sự bình yên cho các cô gái. Ngày hôm sau Tô Gia đưa cô Haku đi tham quan thị trấn. Trên đường đi họ bắt gặp Jae đang dỗ dành một bé gái. Cả hai đi đến hỏi thăm tình hình. Jae nói có vẻ như cô bé bị lạc mẹ. Cô đã cố gắng hỏi tên tuổi và địa chỉ của bé gái nhưng em chỉ ngồi đó khóc thôi mà chẳng chịu nói năng gì cả. Tiểu hổ dễ thương tiến đến hỏi chuyện cô bé. Lúc này họ mới khai thác được cô bé tên là Lim. Lập tức Tô Gia bên cạnh sớt địa chỉ nhà Lim nhưng ngôi nhà đó không trong phạm vi tìm kiếm. Cậu lấy điện thoại ra và cường hóa nó. Lần này Tô Gia đã tìm được mẹ bé và trả Lim trở về nơi sản xuất. Thấy Tô Gia có năng lực sớt nhân vật quá Viper rồi, Jae liền nhờ cậu đi tìm anh trai của mình. Cô bỏ nhà đi bụi đã lâu nên muốn gặp mặt chút xem anh lâu nay ra sao. Tô Gia liền đồng ý giúp đỡ Jae. Sau một vài thao tác cơ bản, cậu đã tìm thấy anh ấy đang ở Hashiba. Có lẽ anh trai đang ở trong võ đường để luyện tập. Nghe đến đây Jae lộ ra vẻ mặt của một đứa em si mê Oni-chan. Cô kể rằng anh trai mình rất mê kiếm thuật. Đặc biệt anh ấy còn vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng y hệt Tô Gia vậy. Cô cũng yêu Tô Gia như thế. Lúc này Jae mới phát hiện ra mình nói hớ rồi. Cô vội vàng ăn hết từ đĩa cơm này đến đĩa cơm khác để che giấu đi sự quê của mình. Về đến nhà Tô Gia thử cường hóa năng lực phóng đại giác quan trên điện thoại. Nó có thể xuyên qua tường và chộp lấy khoảnh khắc Linze đang thay quần áo. Đúng là cô bé giang đẫm và chàng trai may mắn mà. Đúng lúc này Linze sang phòng tìm cậu. Tô Gia vội vàng giấu chiếc điện thoại đi. Cô nói rằng hôm nay mình muốn học một ma thuật mới nên đã tìm đến tiệm đồ cổ. Rồi mua một cuộn giấy phép để học tập kiến thức mới nhưng trên đó toàn là ký tự cổ nên cô không thể hiểu được. Biết chuyện đó, Tô Gia liền làm ảo thuật biến ra kính đọc ma tự cổ cho cô. Thấy hàng nóng, Linze liền đeo nó và bắt đầu đọc hiểu văn bản. Sau khi lĩnh hội kiến thức từ các cụ, cô lập tức muốn ra ngoài để học phép thuật mới. Nhưng Linze thử đến sức cùng lực kiệt cũng không thể tạo ra được chiêu thức đó. Những ngày tiếp theo cho dù cô có thử bao nhiêu lần thì kết quả Linze nhận được cũng chỉ là con số không tròn chỉnh. Cô lại một lần nữa kiệt sức và ngất đi. Thấy vậy Tô Gia liền nhanh chóng đến gần để truyền năng lượng cho Linze. Vào ngày hôm qua cậu đã được Pháp Sư Hoàng Gia truyền lại chiêu thức bá đạo này. Linze hồi sức cái là lao vào luyện tập ngay, nhưng cô không thể tưởng tượng chính xác ý nghĩa của chiêu thức đó trong đầu. Nên có cố gắng cách mấy cũng chỉ như dã tràng xe cát mà thôi. Tô Gia lập tức giải thích ý nghĩa của chiêu thức cho cô. Bắp bồ nghĩa là bọt nước, còn boom thì giống như lựu đạn vậy. Để dễ hiểu một chút thì cứ tưởng tượng ra bong bóng xà phòng nổ tung là được. Nhờ lời gợi ý của cậu mà Linze đã hoàn thiện được chiêu thức này. Trong trận chiến gần nhất, găng tay của Eze đã bị nứt vỡ, nên cô muốn Tô Gia đưa mình đến kinh thành để mua một cái găng tay mới. Cậu lập tức dùng gate để đưa Eze đến đó và mua đồ. Trên đường đi về, ánh mắt của Eze vô tình va vào chiếc váy đỏ. Cô luôn mồm nói mình vai u thịt bắp thế này làm sao hợp với chiếc váy sang chảnh kia được. Tô Gia liền lôi cô vào trong cửa hàng để thử đồ. Thấy chiếc váy quá hợp với cô, Tô Gia liền vung tiền ra tặng Eze món đồ đó. Cô lập tức mặc đồ mới cho mọi người đánh giá, ai cũng khen lấy khen để. Họ không hẹn mà cùng nhau bắt Tô Gia đi mua váy cho mình. Cậu nghe thế sởi cả gai ốc, mấy má ơi, tôi hết xiền rồi, tha cho tôi được không? May cho Tô Gia đúng lúc này có thư từ kinh thành gửi đến, họ nói muốn cậu trở lại hoàng cung để phong tước hiệp sĩ, cũng như tặng phần thưởng vì Tô Gia đã giải độc cho nhà vua, cậu muốn từ chối nhưng có được đâu. Tô Gia sẽ phải giải trình lý do không nhận phong tước, có chạy đằng trời cũng không thoát, nên cậu đành phải lên đường đến kinh đô thôi. Sau khi đến kinh thành, Tô Gia đã được nhà vua triệu kiến và tặng cho cậu một lâu đài siêu to khổng lồ.
Tòa nhà này cực kỳ rộng rãi, đủ chỗ cho 5 người cùng nhau sinh sống. Ba cô gái đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm cậu. Họ nghĩ rằng lâu đài này là món quà quốc vương tặng riêng cho Toja và Jumina, nên cả ba người làm gì có cửa để sống trong tòa lâu đài hoành tráng này đây. Toja ngốc nghếch không hề nghĩ vậy, cậu rất yêu thích dàn harem của mình. Hơn nữa từ lâu Toja đã coi họ như gia đình của mình rồi. Vậy nên được sống chung cùng nhau là điều tuyệt cả là vời. Nói đến đây cả ba cô nàng mặt đều đỏ như trái cả. Để che giấu sự mê trai đầu thai cũng không hết của mình, họ đánh trống lảng cùng nhau đi khám phá mọi ngóc ngách của lâu đài. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Jumina đã hiểu thấu hồng trần, cô bé muốn làm một người vợ tốt để cùng với Toja san sẻ cuộc sống sau này. Nên Jumina sẽ không độc chiếm tình yêu của cậu, cô quyết định đi tìm hội chị em để nói chuyện chia lịch đóng gạch với chồng. Sau khi chuyện phân chia xong xuôi, những người làm việc trong lâu đài đã đến chào hỏi mọi người. Quản gia là Liam, đi cùng với ông là hai người hầu gái tên là Lapis và Sisen. Ngoài họ ra còn có hai người giám sát mọi chuyện trong dinh thự. Và hai anh thanh niên lo về vấn đề an ninh nữa. Jumina tiết lộ rằng ông Liam từng phụ trách chăm lo cho cha mình trong nhiều năm. Nhưng giờ ông đã chuyển giao lại công nghệ và kỹ thuật lấy lòng nhà vua cho con trai rồi. Ông đến đây làm việc là vì Toja đã cứu Liam nên ông nguyện dùng cả thanh xuân để chăm sóc cậu. Jumina cảm thấy rất may mắn khi có người tài giỏi như thế ở bên cạnh hai vợ chồng cô. Đúng lúc này quản gia thông báo Su và công tước đến thăm Toja. Đức vua đã nhanh tay gả Jumina cho cậu làm ông thấy tiếc vô cùng, phải chi an phép nhanh tay hơn thì có thằng con rể bá đạo rồi. Vào chuyện chính thì công tước đến đây để nhờ Toja một chuyện. Gần đây đất nước đã quyết định liên minh với Mid-Mede, vậy nên cần phải chuẩn bị một nơi để quốc vương hai nước bàn bạc. Sau khi thảo luận với đức vua một hồi thì an phép thấy đi đến nước họ để bàn chuyện là cách tốt nhất, nhưng trên đường đi khó tránh khỏi cạm bẫy. Nên ông muốn nhờ Toja sử dụng gate để đưa hoàng thượng đến đó. Nhưng cậu không thể dùng phép để đi đến một nơi mà mình chưa từng đến. Nên Toja đành phải đích thân lên đường đi đến Mid-Mede để bảo vệ Toja và những người bạn. Hai nước đã cử những chiến binh tinh nhuệ nhất đi theo họ cho đến khi đặt chân đến kinh thành. Đầu tiên quân đội sẽ tiến đến thành phố Kana rồi vượt qua sông Gzgao để tiến vào lãnh thổ Mid-Mede. Trên đường đi các cô gái giết thời gian bằng cách cùng nhau chơi lật bài. Ra E chơi mãi mà vẫn thua nên Toja đề nghị cô đánh cờ Shogi thay mình. Ở bộ môn này Ra E đã được lĩnh hội nhiều tuyệt kỹ ăn vua của Đô Lan. Nên cô tin chắc rằng mình sẽ giành được phần thắng, nhưng Ra E vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi. Tôi đến cả đội dừng chân tại một khu rừng, mọi người đang chăm chú nghe Toja kể chuyện thì bỗng nhiên nữ vệ sĩ phát hiện ra có kẻ đang đến gần. Có lẽ đó là đám thổ phỉ đang đóng quân gần đây, Toja lập tức lôi điện thoại ra tra cứu vị trí của quân địch. Tổng cộng có 28 tên đang núp lùm ở trong những bụi cây, cậu lập tức dùng ma thuật khóa chân bọn chúng lại làm đội thổ phỉ không nhúc nhích được nữa. Sau khi cột hết bọn chúng lại, Leon đề nghị gửi công văn đến trạm canh nhờ viện trợ. Oga nhờ anh đi đến trạm một chuyến, Leon liền đỏ mặt đồng ý đi ngay. Cả đám nhìn cái là biết anh đang trồng cây si trị Oga, chứ đâu có giống như ai kia mỡ dâng tận miệng rồi mà còn không biết đường ăn, quỳ xuống cầu xin thì may ra các chị cho hưởng khoan hồng. Sáng hôm sau cả nhóm đi mua đồ thì bắt gặp Leon đang chọn quà cho ai đó, thấy anh khó khăn trong chuyện chọn đồ Toja liền mua đồ cho em gái Oga. Cô bé nhanh chóng chọn chiếc kẹp tóc hình trái nho, sau khi gửi tiền xong Toja liền hỏi Oga có thích mấy cái cài tóc thế này không. Ama nói rằng chị mình rất thích kẹp tóc hình bông hoa Elliot. Đợi khi cả nhóm của Toja rời khỏi đó, Leon liền mua chiếc kẹp tóc để tặng Oga. Jumina rất tiếc vì mình không mua được chiếc kẹp tóc nào cả, nhưng chỉ cần Toja đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô là Jumina hết buồn ngay. Cậu ở một bên sốc không nói được lời nào, chẳng lẽ bé Loli này định cho mình vào tù bóc lịch sao? Cả đội phải đi thuyền để vượt qua Gzgao thì mới đến được lãnh thổ Mid-Mede sau một trận cuồng phong bão táp. Linze bị say sóng khá nặng nên Toja phải cõng cô lên đất liền. Đột nhiên cậu phát hiện có kẻ đang theo dõi mình. Cô Haku ở bên cạnh cũng cảm nhận được sự hiện diện của kẻ đó. Có lẽ cả hai nên tăng cường cảnh giác thì tốt hơn. Cả đội tiếp tục cuộc hành trình đến làng E. Vì nơi đây cách khá xa làng nên họ đành phải hạ trại trong rừng. Tối đó có một con hắc long sổng chuồng chạy đi chơi khắp trốn. Rồng là sinh vật sống ở nơi linh thiêng nằm chính giữa Mid-Mede. Trừ khi có kẻ đột nhập còn không chúng sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đó. Nhưng trường hợp này là ngoại lệ. Đây có lẽ là một con rồng trẻ bố láo đi vào làng để quậy phá. Tình thế cấp bách, Toja yêu cầu Jumina ở lại bảo vệ Oga, còn cậu dẫn đội của Gazen vào làng E để giải cứu người dân, để tránh cho con rồng tiếp tục gây thiệt hại về nhà cửa. Toja liền dẫn dụ nó đi đến một bãi đất trống và chiến đấu tại đó. Cậu dùng hàng ngàn ngọn thương đâm về phía rồng con làm nó bị thương mà ngã xuống. Linze nhân cơ hội liền tung lưỡi gươm cắt đứt đôi cánh của hắc long, tưởng chừng nó đã bị khuất phục nhưng không, con quái thú tiếp tục phun lửa về phía họ. Đúng lúc này Ra E và Eze ứng cứu kịp thời, dù họ không thể đánh bại nó nhưng ít nhất cũng khiến con rồng bị ong đầu. Toja lập kế hoạch tác chiến mới, Eze và Ra E cùng nhau đánh lạc hướng sự chú ý của nó.
Sau đó Lin Ze lập nên một bức tường phòng ngự to bự cho cậu. Cuối cùng Tô Gia tập trung tất cả mũi tên lại một điểm thiêu cháy da của Hắc Long. Cuối cùng họ đã thành công đánh bại con quái thú. Đúng lúc này một con rồng khác xuất hiện xin lỗi về sự cố này. Xích Long là kẻ đang canh giữ vùng đất thánh. Nó đến đây để bắt con rồng hư đốn này nhưng mà không kịp. Bạch Hổ nhờ rồng đỏ nói với vua của bầu trời là hãy dạy dỗ con cháu cho đàng hoàng đi. Thấy thần thú, Xích Long liền tưởng rằng Bạch Hổ đã hạ gục con cháu của mình. Nhưng cô Haku đã kịp thời đính chính lại rằng chủ nhân mới là người đã trấn áp nó. Xích Long không thể ngờ con người cũng có thể làm chủ nhân của Bạch Hổ. Nó liền bay xuống để quan sát cậu rõ hơn. Thấy khí chất của cậu hơn người, nó liền cảm ơn Tô Gia đã tha cho cái mạng của cái thằng Hắc Long mỏ hỗn kia rồi rời khỏi nơi này. Đêm hôm đó cả quân đội ra sức cứu trợ những người dân trong làng. Đến hôm sau đám cháy đã hoàn toàn được dập tắt, thấy mọi người đã yên say giấc nồng. Tô Gia cũng muốn chợp mắt tí cho đỡ mỏi. Jumina lập tức lấy chăn ra để phu quân tương lai ngủ cho đỡ lạnh. Cậu tựa vào gốc cây để ngủ nhưng thế méo nào, khi tỉnh dậy Tô Gia lại đang gối đầu lên đùi công chúa. Mấy cô gái khác tiếc mãi không thôi, nếu không phải bị thua trong trò oản tù tì thì họ đã sung sướng trở thành cái gối cho cậu rồi. Thấy mấy cô gái cứ hậm hực nhau, Tô Gia liền quay sang hỏi cô Haku xem tiểu hổ có biết chuyện gì xảy ra không. Xì xì, tôi sẽ không nói là mấy cô ấy đang tranh giành ông đâu. Leon và Gazen vô cùng bất ngờ khi chỉ với bốn người, tổ đội diệt quỷ của Tô Gia đã hạ gục con rồng và dùng ma thuật hồi phục để chữa trị cho người dân. Ngoài ra họ còn khuyên góp bộ phận của quái thú rồi đem bán để giúp khôi phục ngôi làng nữa. Leon còn phải xách dép đi theo Tô Gia học hỏi dài dài. Trưởng làng dùng chiếc sừng của rồng để trả ơn cho cậu. Ông để ý thấy vũ khí của Tô Gia đã bị hỏng, nên trưởng lão muốn cậu dùng nó làm nguyên liệu để chế tạo vũ khí mới. Tưởng chiếc dao găm là của Tô Gia nên ông đã trả nó về cho chủ. Điều này khiến cậu trăn trở rất nhiều. Chắc chắn có người đang theo dõi họ, chỉ là Tô Gia không biết động cơ của bọn chúng là gì thôi. Vào đến cung điện nhà vua hỏi tứ đại anh hùng diệt rồng là ai. Jumina liền giới thiệu tổ đội của Tô Gia với hoàng thượng. Thấy nước Be phát cử hẳn công chúa đến đây khiến ông rất bất ngờ. Cô gửi bức thư của phụ vương đến tay đức vua Mid-Mede. Sau khi đọc thư, ông muốn có thêm thời gian suy nghĩ trước khi trả lời. Trong thời gian đó, đức vua rủ dê Tô Gia đi chơi trò đấu vật cùng mình. Trước khi trận đấu bắt đầu, trọng tài thỉnh cầu cậu hãy đánh cho nhà vua như tử, vì ông ấy không thể cưỡng lại mong muốn solo khi thấy đối thủ mạnh. Nên nếu nhà vua bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, thì bọn họ sẽ không phải tổ chức mấy trận đấu vớ vẩn này nữa. Đây là một trận đấu loại trực tiếp. Hai đấu thủ sẽ đánh đến khi một bên có dấu hiệu sắp lên thiên đàng hoặc một bên chấp nhận thua cuộc thì thôi. Họ được phép sử dụng ma thuật, nhưng không được phép sử dụng nó để tấn công thẳng vào đối thủ. Trận đấu vừa bắt đầu đã kết thúc vô cùng chóng vánh. Nhà vua không thể chấp nhận nổi thất bại này. Ngài liền cấm Tô Gia không được dùng chiêu slip nữa, trận đấu lại được tiếp diễn. Lần này cuộc chiến đã cân tài cân sức hơn rất nhiều, nhà vua dùng A-xe để tăng tốc độ tấn công, chỉ một xíu nữa ông đã có thể hạ gục được Tô Gia rồi. Thấy nhà vua xài chiêu thức đỉnh quá, Tô Gia liền copy ma thuật đó để phản đam, hai người như hóa thân thành Son Goku và Vegeta để đánh một trận long trời lở đất. Khán giả ở bên ngoài không thể thấy được bất kỳ diễn biến nào trong trận đấu, vì tốc độ ra chiêu của họ quá là căng. Cuối cùng Tô Gia đã búp sức mạnh và tốc độ nên cậu đã giành chiến thắng trước nhà vua. Tối đó tất cả mọi người đều được quốc vương tiếp đãi rất nồng hậu. Ai ai cũng được mặc bộ đồ của quý tộc nước Mid-Mede. Thấy tứ cô nương nhà mình quá xinh đẹp, Tô Gia liền lấy điện thoại ra check-in một cái. Điều này đã thu hút sự chú ý của nhà vua. Cậu nhân cơ hội PR chiếc iPhone 14 Pro Max của mình. Nó cho phép chúng ta có thể lưu trữ mọi khoảnh khắc với những người thân yêu. Thấy thế nhà vua liền nhờ cậu chụp dùng mình một tấm để giữ lại làm kỷ niệm. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tô Gia mệt lả ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang. Đột nhiên có một chú gấu dẫn cậu đến gặp một cô bé xa lạ. Nhìn cô ta trẻ trung vậy thôi chứ thật ra Lin là bô lão của tộc tiên nhân đó. Cô ấy năm nay đã hơn 600 cái nồi bánh trưng rồi, còn con gấu Paula chỉ là con thú bông bình thường. Nó có thể cử động được là do ma thuật vô tính Pờ-Dô-Gờ Giam của cô. Phép thuật này có thể khiến đồ vật vô tri hoạt động. Lin lập tức dùng Pờ-Dô-Gờ Giam lên một chiếc ghế và làm nó di chuyển đưa cô đến trước mặt Tô Gia. Thấy ma thuật này rất thú vị, cậu liền thử một chút. Tô Gia dùng phép lên chiếc ghế khiến nó dịch ra sau khi cậu ngồi vào. Thấy năng lực xài phép của cậu đỉnh của chóp, Lin liền thu nhận Tô Gia làm đồ đệ của mình. Cậu nghe thấy thế liền ba chân bốn cẳng chạy tót ra khỏi phòng. Hôm sau Tô Gia cùng với Jumina và Lin Ze đi vào rừng để chế tạo vũ khí. Đầu tiên cậu nhờ Lin Ze cắt nhỏ chiếc sừng ra, sau đó cậu biến miếng sừng trở thành súng. Tô Gia cầm hàng nóng lên và thêm chức năng tự động nạp đạn. Cậu thử bắn vài phát vào cây nhưng vì không có nòng nên toàn trượt. Tô Gia lập tức tạo nòng cho cây súng, nhờ vậy mà độ chính xác trong mỗi lần bắn đã được cải thiện lên rất nhiều. Lin Ze và Jumina ở bên ngoài đòi cậu tạo súng mới cho mình, các cô muốn thì thiếu ra đây chiều, sau khi đã đưa hàng nóng cho mấy cô nương. Tô Gia lập tức thêm chức năng chuyển hóa lưỡi dao trên súng thành kiếm dài,
Sau khi chiến đấu với nhà vua, cậu đã nghĩ đến trường hợp không thể dùng được ma thuật, nên Tô Gia mới tạo ra những loại vũ khí đặc biệt thế này. Sau khi luyện tập hàng ngon xong, cả nhóm đói dã rời cả người nên họ định vào quán cà ri để lấp đầy cái bụng. Đột nhiên Tô Gia phát hiện có người đang theo dõi cậu từ trên cao. Cậu lập tức dịch chuyển đến đó để chào hỏi hai đồng chí áo đen. Họ nhanh chóng dùng bom sáng để thoát khỏi cậu. Tưởng thoát khỏi tôi mà dễ à? Các em chỉ như con cá nằm trên thớt chờ anh tới chén thôi. Tô Gia lập tức bám theo hai đồng chí xấu số kia. Cậu bắn đạn cao su về phía họ rồi cột tay hai người lại. Theo đúng quy trình, Tô Gia phải kiểm tra xem họ còn cất giấu vũ khí ở đâu nữa. Ai ngờ hàng nóng thì không thấy, chỉ sờ được quả đào mềm mềm mọng nước thôi. Chiếc mặt nạ rớt xuống lộ ra bộ mặt của Lapis và Sisen. Thì ra hai người là gián điệp làm việc dưới sự quản lý của vua Befat. Họ đến đây là để bảo vệ công chúa từ xa. Apis mong cậu không nói chuyện này cho Jumina biết. Nếu để công chúa biết thì cô sẽ giận quốc vương cho mà xem. Thế là Tô Gia đành quay về thưởng thức món cà ri cay bỏng lưỡi và xem như chưa từng có cuộc gặp gỡ kia. Hôm sau cậu dùng ghế để đưa hai quốc vương đến bên cạnh nhau. Ở một nơi nào đó, Lin đang suy tính đến Befat một chuyến để gặp đồ đệ pháp sư hoàng gia Charlotte, tiện thể hốt tên Tô Gia về làm chồng của mình luôn. Mọi người cùng nhau dùng ghế trở về dinh thự. Tô Gia đã dùng ma thuật vô tính đưa Lapis và Sisen quay lại lâu đài trước để tránh Jumina nghi ngờ hai người. Cậu trở về phòng và xem lại những tấm hình. Sau những chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, có lẽ Tô Gia phải nghỉ thám hiểm một thời gian để hồi sức thôi. Khi tỉnh dậy, Tô Gia tính đi tắm rửa cho sạch sẽ. Vừa mở cửa phòng ra, mắt cậu đã được bổ sung vitamin gái. Lập tức các chị em bắt Tô Gia quỳ xuống để trừng trị tội vào phòng mà không gõ cửa. Nhưng Tô Gia nào có để ý đâu, giờ đôi mắt cậu đang lạc theo từng quả đào trên người mấy chị em rồi. Ngày hôm sau, Tô Gia đang chế tạo một chiếc xe đạp thì công tước đến thăm cậu. Anfet đến đây để cảm ơn vụ ở Miss Mede và tiện thể hốt luôn chiếc xe đạp thần kỳ. Công tước bắt đầu công cuộc thuần phục thú cưỡi mới, nhưng ông tập hoài mà vẫn không đạp được. Các chị em thấy hàng mới cũng bắt Tô Gia phải làm cho mỗi đứa một cái. Ai ai cũng gặp khó khăn khi làm quen với phương tiện di chuyển mới này. Nhưng riêng Jumina chỉ với một hai lần cô đã hoàn toàn thành thạo cách điều khiển nó. Thấy công chúa được khen, Eze lập tức cướp lấy xe của Gia E và đạp rất nhanh. Để thể hiện bản thân mình cũng điều khiển xe đạp tốt không kém trước mặt Tô Gia. Thấy chị mình nhập cuộc, Linze cũng tăng tốc để đua cùng. Do hai người đi quá nhanh nên đã bị chú công an bắn tốc độ rồi đưa lên phường uống nước chè. Công tước thấy món xe đạp này chơi rất vui nên đã nhờ Tô Gia làm một cái khác cho con gái mình. Vì vậy mà cậu phải ra ngoài mua nguyên liệu mới. Trên đường đi, Tô Gia phát hiện có một đám đang bắt nạt trẻ em. Cậu bé kia vì móc túi thất bại mà khiến cho binh lính canh phòng nghiêm ngặt hơn. Bọn cướp thấy mối làm ăn ngon lành của mình bị phá thì chúng định lấy dao ra để thủ tiêu cậu bé. Tô Gia liền xuất hiện ra mặt giúp đỡ. Cậu bắn đạn cao su về phía chúng và đưa thằng nhỏ đi ăn. Nhóc con hí hửng chạy theo Tô Gia ngay. Đúng lúc này mũ của thằng nhỏ rơi xuống lộ ra mái tóc dài. Thì ra đó là một bé gái và tên của em là Jenne. Đứa nhóc không có chỗ ở cố định. Khi thì là ở công viên, lúc khác lại ngủ ở trong hẻm. Một năm trước cha Jenne đi đánh ma thú và không trở lại nữa. Mẹ em thì đã mất ngay sau khi Jenne được sinh ra. Thấy cô bé quá đáng thương, Tô Gia đã nhận Jenne về làm người hầu. Chỉ cần em làm việc tốt thì muốn ăn gì cũng được. Lập tức Jenne được khoác trên mình chiếc áo của hầu gái. Cô bé sẽ đi theo Lapis để học tập những quy định cũng như cách làm việc ở đây. Ngày hôm sau, Tô Gia dùng ghế đưa Jumina và Su đi đến tham quan Miss Mede. Họ bắt gặp Ama cũng đang đi mua sắm tại nơi đây. Tô Gia đột nhiên phát hiện Leon và Oga đang hẹn hò cùng nhau. Với tính tò mò của mình, Ama và Su nhanh chóng bám theo hai người, làm cho Tô Gia và Jumina cũng phải bất đắc dĩ đi theo họ. Leon rất muốn nắm tay đằng gái nhưng vì quá ngại ngùng mà tay anh cứ thập thò mãi mà chẳng làm được. Jumina thấy vậy rất tức giận. Có mỗi cái nắm tay thôi mà cũng chẳng làm nổi, vậy thì làm được cái trò trống gì nữa. Sau đó Leon dẫn Oga đến một tiệm trà. Cả nhóm Tô Gia muốn vào đó nhưng nếu làm vậy thì họ sẽ bị lộ mất. Ở bên ngoài, Ama đứng ngồi không yên. Đây là chuyện mang tính bước ngoặt trong cuộc đời của chị mình. Cô không thể đứng ngoài cuộc mãi như thế này được. Cậu thấy Ama nói cũng đúng nên đã lôi chiếc điện thoại thần kỳ ra và dùng long sen để ghi lại cuộc trò chuyện của họ. Qua màn hình, Ama thấy chị mình rất vui vẻ nên cô muốn ra mặt để giúp hai người thành đôi. Bỗng nhiên có một người đàn ông bên đường va vào Ama. Thì ra đó là nhà vua của Miss Mede. Thấy bọn trẻ đi rình cặp đôi đang hẹn hò, đức vua cũng nhập hội cho vui. Thỉnh thoảng chạy vòng quanh thị trấn để thư giãn đầu óc, mà gặp cảnh tượng hẹn hò của đôi trai tài gái sắc này cũng thú vị nha. Thời trẻ của ta đây bạo dạn lắm, muốn tán em nào là chơi liền. Đột nhiên có một đám người bắt nạt kẻ yếu thế. Leon lập tức chạy đến kêu họ thả người đàn ông đó ra. Các cô bé thấy cảnh đó vô cùng ngưỡng mộ anh. Sao lúc nãy rụt rè thế mà giờ ngầu lòi vậy kia chứ? Bọn chúng định lao lên đánh Leon nhưng Tô Gia và nhà vua đã can thiệp kịp thời. Họ xử gọn bọn giang hồ kia trong vòng một nốt nhạc. Cứ tưởng mình đã hóa trang kỹ lắm rồi nhưng Tô Gia vẫn bị Leon phát hiện.
vua thú cũng phải chuồn ngay sau đó vì Oga cũng nhận ra ông. Anh định xử đẹp cậu vì dám theo dõi họ hẹn hò, nhưng Tô Gia đã nhanh miệng biện minh cho hành động của mình. Tất cả là do Leon không chịu nói ra mình muốn hẹn hò với Oga, nên cậu mới phải đi theo để giúp hai người thành đôi. Cô sứ giả nghe thế mặt đỏ như trái cà nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, Leon liền hét lên trong sung sướng. Cuối cùng sau bao ngày trồng cây si, Oga cũng trở thành bạn gái của anh rồi, Tô Gia dùng ghế để đưa mọi người trở về dinh thự. Quản gia thông báo có người đến tìm cậu, tưởng ai xa lạ thì ra là bô lão tiên tộc Lin. Cô ấy đến đây để bàn về con thạch ma thú mà Tô Gia đã tiêu diệt mấy tháng trước. Chuyện là có một vài người tị nạn đến từ ngôi làng phía tây Midmede nói rằng, vài ngày trước họ đã nhìn thấy một vết nứt kỳ lạ trên bầu trời, Lin thấy hứng thú nên đã đi đến ngôi làng đó xem sao. Tuy nhiên ngôi làng đã bị con quái thú đốt hết sạch không còn trừ lại cái gì, nên cô đã quay về nghiên cứu con quái vật. Trong lúc đó Lin biết được Tô Gia đã hạ được một con thạch thú làm cô rất bất ngờ, Lin đưa hình phác thảo của nó ra cho cậu xem. Ngày xưa có những con quái vật được gọi là Phờ Rách, nó có sức mạnh có thể phá hủy thế giới, đặc biệt hơn cơ thể ma thú gần như trong suốt. Vậy nên Lin đang phỏng đoán con quái vật sinh ra từ trời kia chính là Phờ Rách trong truyền thuyết, cô muốn Tô Gia dùng ghét để đi đến Isen. Nhưng cậu chưa đến đó bao giờ thì dùng phép kiểu gì, Lin tiết lộ có một ma thuật vô tính tên là Zico. Nó giúp cho Tô Gia có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nhờ đó mà cậu có thể dùng ghét để đi đến nơi hiện hữu trong ký ức của họ. Isen chính là quê nhà của Gia E nên cô sẽ là người được chọn để đọc suy nghĩ, hai người đan tay và để chán chạm vào nhau. Trong phút chốc ký ức của Gia E được mở ra, Tô Gia nhìn thấy hết những hình ảnh trong đầu cô, cậu ngay lập tức dùng ghét để đưa mọi người đến Isen. Lin muốn tìm đến tàn tích Nizuza nhưng cô không biết nó nằm ở đâu cả, nghe thấy cái tên quen quen Gia E tin chắc rằng cha mình biết Nizuza nằm chỗ nào. Lin lập tức nắm tay dẫn cô trở về nhà làm hội những người đàn bà ở lại ghét cay ghét đắng. Cô ta có quyền gì mà dẫn dắt đội cơ chứ, cả nhóm đi một hồi là đến Oedo, đây chính là quê nhà của Gia E. Ở Isen có vua nhưng đất nước sẽ chia ra làm mỗi vùng để lãnh chúa cai quản và người quản lý vùng này là Ieyasu. Tô Gia thấy vô cùng bất ngờ khi những sự kiện ở đây không khác gì những ghi chép trong sách giáo khoa cả. Những đồ vật ở đây cũng giống hệt những thứ Tô Gia được thấy trong bảo tàng. Gia E trở về nhà đoàn tụ với gia đình, nhưng cha và anh của cô lại không có ở nhà. Họ đã cùng với lãnh chúa Ieyasu ra chiến trường, vài ngày trước quân đội nhà Takeda đột nhiên tấn công lãnh thổ Oedo. Vì vậy mà mọi trai tráng trong kinh thành phải ra chiến trường hết. Điều này khiến cho dân chúng vô cùng hoang mang và lo sợ. Nếu trận chiến cứ tiếp diễn thì sớm muộn gì pháo đài Kawagoe cũng sụp đổ thôi. Gia E lập tức kêu Tô Gia sử dụng Zico đưa cả nhóm đến chiến trường để vào được bên trong pháo đài. Cậu sẽ dùng long sen kiểm tra xem có kẻ địch trong vòng 1 km hay không. Nếu cảm thấy an toàn Tô Gia sẽ dùng gate để đi vào trong đó. Sau khi vào được đến nơi thì cậu sẽ mở cánh cổng đưa mọi người vào pháo đài. Nên mọi người cứ chờ Tô Gia ở đây thôi. Khi đến gần pháo đài cậu phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Những người lính bị bắn tên vẫn đứng lên và tiến về phía trước. Yutazo ở bên trong đã nắm hết tình hình, thực sự không có cách nào để cản chúng lại cả. Theo nguồn tin không được xác thực, khi bắn vỡ chiếc mặt nạ bọn lính quỷ sẽ dừng lại. Đúng lúc này Tô Gia mở cánh cổng không gian để đối mặt với Yutazo, cậu giới thiệu mình là bạn của Gia E và đến đây để giúp đỡ anh. Nói rồi Tô Gia dùng ghét để đưa cả nhóm đến đây, Gia E vừa thấy anh trai đã lao vào ôm hôn tới tấp. Tô Gia quan sát thấy những người lính đang bị thương nên cậu bèn dùng ma thuật phục hồi để chữa trị cho họ. Chỉ một giây cơn đau của những người lính đã hoàn toàn biến mất, Tô Gia quay ra hỏi Yutazo về những con quỷ đeo mặt nạ là gì. Anh cũng không biết nữa, lẽ ra chúng phải ngỏm cả rồi nhưng cứ mỗi lần bị hạ gục thì bọn quỷ lại đứng lên tấn công. Làm cho Yutazo không biết phải chặn nó lại kiểu gì, theo Lin suy đoán thì có vẻ thứ điều khiển bọn chúng là Artifact. Một ma pháp khí nằm trong các di tích văn minh cổ đại, dù chẳng hiểu lắm nhưng Tô Gia quyết định sẽ tiêu diệt hết lính quỷ cùng một lượt. Cậu lập tức nhân vô số các ngọn thương trên đầu chúng và giáng một chưởng khiến cả bọn về với lòng đất. Ngay sau đó, Tô Gia được dẫn đến gặp lãnh chúa Ieyasu. Ông nghĩ đội quân của nhà Takeda sẽ tiếp tục tấn công khi tập hợp đủ lực lượng. Dạo gần đây có tin đồn rằng lãnh chúa Shingen đã qua đời, hiện tại quân sư Kansuke đang lãnh đạo một đội quân xác sống. Theo những gì đang diễn ra thì có vẻ lời đồn đó là thật. Lin suy đoán có thể hắn đang dùng artifact hoặc một ma thuật điều khiển zombie nào đó. Tất cả sẽ được làm sáng tỏ khi họ tóm gọn tên khốn Kansuke. Nhưng mà giờ hắn đang ẩn mình trong doanh trại, nên quân đội của Ieyasu không thể tìm ra chỗ trốn của Kansuke. Đột nhiên có một cô gái xuất hiện, cô ấy là Tsubaki thuộc hạ của Kosaka, một trong 4 tướng lĩnh nhà Takeda. Ngoại trừ Kosaka ra thì 3 vị tướng kia đều đang bị nhốt dưới hầm ngục. Ông ấy nhờ Ieyasu ngăn hắn ta lại và cứu lấy nhà Takeda, vốn dĩ lãnh chúa không có ý định cứu người. Nhưng nếu không giúp thì nhà ông cũng sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Tô Gia xung phong đi vào hang cọp.
Nếu cậu sử dụng gate để đi đến đó thì bọn chúng sẽ phát hiện ra ngay. Vậy nên Tô Gia nhờ Lin sử dụng phép tàng hình để xâm nhập vào hang ổ của kẻ địch. Trước khi đến đó, Tô Gia phải đưa Gia E về nhà để báo tin cho mẹ rằng cha và anh cô vẫn an toàn cái đã. Lin Ze cũng muốn trở về dinh thự để báo cho Lai Im biết họ sẽ không về trong đêm nay. Hơn nữa, chuyện cấp thiết là cung cấp thực phẩm cho binh lính trong pháo đài nên cậu không thể đi ngay bây giờ được. Lin ở bên cạnh được dịp mỉa mai Tô Gia. Không thể tin người đàn ông mạnh mẽ vừa tiêu diệt hết lính quỷ lại có chứng sợ vợ, trong khi chờ đợi thì cha của Gia E sẽ đi chuẩn bị ngựa. Tô Gia ngăn ông lại và yêu cầu Tsubaki tưởng tượng ra quân trại nhà Takeda để cậu đến đó dễ dàng hơn nhờ vào việc đọc suy nghĩ của cô. Thấy hai người tay chạm tay chạm trán, mấy bà vợ ở bên ngoài phát ra luồng khí hắc ám khiến Tô Gia cảm thấy lạnh cả gáy. Tối đến Lin dùng phép tàng hình lên cậu, Tô Gia liền mở cánh cổng không gian để đi vào trong nhưng không được. Kết giới đã ngăn chặn sự dịch chuyển của cánh cổng không gian. Vậy nên Tsubaki định lẻn vào để phá tan nó. Lin không đồng tình với hành động của cô. Nếu kết giới bị phá hủy thì bọn chúng sẽ phát hiện ra ngay. Giờ họ chỉ còn cách đi theo Tsubaki lẻn vào trong để xem tình hình như thế nào mà thôi. Đột nhiên ánh mắt của Lin va vào hai quả bưởi của Tsubaki. Cô vừa nhào nặn nó vừa mắng chửi Tô Gia sao lại lợi dụng phép tàng hình mà làm chuyện đồi bại thế này. Thấy Lin vừa ăn cướp vừa la làng khiến cậu vô cùng tức giận. Tô Gia liền cho cô ăn một nộ long cước vào đầu để xả cục tức. Theo chân của Tsubaki, hai người đã đi đến trại giam để giải cứu ba tướng quân ở hầm ngục. Sau khi giải cứu con tin, Tô Gia lấy điện thoại ra để dò vị trí của Kansuke, nhưng họ đang ở trong kết giới nên không thể mò ra hắn được. Cả đội tìm đến nơi chứa lá bùa ma thuật và phá vỡ nó. Ngay sau đó, cậu dùng hàng ngàn ngọn thương phóng đến nơi những con quỷ đang ẩn náu và tiêu diệt bọn chúng. Cuối cùng, tên trùm cuối cũng chịu ra mặt rồi. Hắn ta sai khiến ngài Shingen chiến đấu với thủ hạ của mình. Những tướng quân trung thành của lãnh chúa không dám xuống tay với ông. Nhưng Tô Gia thì khác, cậu lập tức bắn vỡ chiếc mặt nạ để hạ gục Shingen. Tên Kansuke lập tức lôi bảo bối bên mắt trái ra. Chỉ cần còn viên bảo ngọc bất tử này thì hắn không thể chết. Hắn ta đang ba hoa về hòn đá thần kỳ thì Tô Gia đã nhanh tay thó lấy và phá hủy nó. Kansuke ngay lập tức đã già cỗi rồi tan vào cát bụi. Vào ngày hôm sau, Ba Ba tiết lộ tàn tích Nijuza nằm ở dưới biển. Để đến được đó, Tô Gia đành dùng Zico để lấy ký ức của ông. Ai chà, mấy mẹ hủ nữ lại được một phen bỏng mắt rồi. Cả đội cùng nhau chào tạm biệt gia đình tướng quân và dùng cánh cổng đi đến di tích Nijuza. Trước mặt họ là cả một vùng biển rộng lớn. Tô Gia thấy tàn tích đã chìm sâu xuống đáy biển, để xuống được đó rất khó khăn. Nên cứ chơi cái đã, còn điều tra thì tính sau. Eze đề nghị Tô Gia dùng ghế đưa họ trở về mua đồ bơi. Cậu ngần ngại xin ý kiến của Lin. Họ đến đây để đi nghiên cứu về tàn tích chứ có phải chơi đâu. Đối với Lin, chỉ cần giúp mình điều tra thì cô chẳng quan tâm gì sất. Được rồi, đã tốn công đến đây thì các em cứ chơi hết mình đi anh bảo. Để cuộc chơi thêm phần long trọng, Tô Gia liền mời cả nhà đức vua lẫn công tước đến biển. Sau đó cậu tạo mấy chiếc lều để mọi người thay đồ. Mấy bà vợ của Tô Gia nhanh chóng thay bộ cánh bikini sexy. Linze và Jumina nhìn những quả bưởi mọng nước mà thèm khát. Nhìn lại quả cam của mình, hai người chán không buồn nói. Linze, Eze và Gia E khoe những con hàng nóng bỏng trước mặt cậu. Làm Tô Gia mắt chớp chớp, còn mồm thì nuốt nước miếng không kịp. Sau đó Su và Gene cũng tìm cậu để khoe đồ bơi dễ thương của mình. Đây là lần đầu tiên Gene đến biển nên cô bé định mang nắm cát về làm kỷ niệm. Chợt Tô Gia nhớ đến chiếc máy ảnh của mình. Cậu chụp một tấm hình để lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ của hai bé. Đột nhiên Si Sen từ đâu chui ra dọa Tô Gia sợ chết khiếp. Ánh mắt cậu va vào hai quả núi căng tròn của cô, to như vậy không biết có nổi được dưới biển không ta. Lapis bỗng nhiên xuất hiện hỏi cậu cái gì nổi cơ. Tô Gia đỏ mặt tía tai, nhanh trí trả lời là phao nổi chứ còn cái gì nữa. Lúc này cậu chú ý tới cái khay Lapis cầm trên tay. Thì ra cô đang phải phục vụ nước cho mấy quý bà. Ở dưới biển những người đàn ông đang cùng nhau đua tốc độ. Ai chà, mấy ông lão trung niên cũng năng động phết đấy. Sau khi chợp mắt một lúc, Tô Gia quyết định lặn xuống biển để điều tra về tàn tích. Đúng lúc này Jumina tìm đến cậu để hỏi xem bộ áo tắm này có bỏng mắt không. Tiện thể cô lôi Tô Gia đi chơi với hội chị em luôn. Nhưng mà giờ này cậu phải đi khám phá tàn tích rồi. Nào có chơi với Jumina được đâu, nên hẹn lần sau gặp lại nhé. Lin đến gần Tô Gia và nhắc nhở cậu phải dùng Protect để tránh cho điện thoại bị ướt. Tất cả đã chuẩn bị xong, giờ thì xuất phát thôi. Tô Gia sẽ một mình lặn xuống đó vì Lin không muốn bị cháy nắng. Cậu đi xuống gần khu di tích thì phải quay xe về bờ gấp để xin ít khí oxy. Nijuza nằm sâu dưới đáy biển nên khó có thể tiếp cận được nó. Giờ mà có ma thuật nào cho phép Tô Gia hoạt động dưới nước thì hay rồi. Thật ra là có, nhưng bố lão tiên tộc không hứng thú nên chẳng thể nhớ nổi. Đúng lúc này cha Lót đi ngang qua, cô liền bị Lin gọi vào hỏi xem có biết phép nào giúp con người có thể hoạt động dưới nước không. Do cha Lót học kiến thức này đã lâu nên cô chẳng còn nhớ nữa. Lin lập tức phạt cha Lót phải mặc đồ bơi cả ngày và không được quay về cung điện cho đến khi cô trở lại. Kohaku lúc này mới lên tiếng, tiểu hổ biết kẻ có thể kiểm soát tất cả loại nước đó là Hắc Đế,
Liên lập tức tạo ra vòng triệu hồi để Tô Gia gọi nó lên. Bạch Hổ sẽ hòa nhập linh lực của mình với ma thuật của chủ nhân để gọi hai tên kia, chỉ có cách này bọn chúng mới đáp lại lời triệu hồi mà thôi. Hai người bắt đầu truyền năng lượng để gọi Hắc Đế lên, rắn và rùa vừa xuất hiện đã chọc ngoáy Tiểu Hổ. Không ngờ thần thú trong truyền thuyết lại nhận con người vô tri này làm chủ nhân, ngươi cũng xuống cấp giữ Hà Bạch Đế. Trêu đùa tình cảm của Tiểu Bạch xong, Hắc Đế giao đề kiểm tra cho Tô Gia, nếu cậu hạ được chúng thì Hắc Đế sẽ lập giao ước. Ở ngoài Ly nhắc nhở Tô Gia phải cẩn thận đừng để chúng đạp lên không là tèo đấy. Hắc Đế đang định tiến công thì cậu dùng slip làm chúng ngã lăn ra đất. Tiếp đó Tô Gia niệm phép để tạo ra vòng lặp vô tận, cứ mỗi lần hiệu ứng slip kết thúc thì nó lại được kích hoạt tiếp. Trời ơi, cậu giơ cái nách lên xem có thâm không nào. Tô Gia tạo ra chiêu thức này là do cậu nhớ lại lúc đánh nhau với lũ slim. Thôi thì cầm bịch sờ nách bật Netflix lên xem, đợi cho đến khi nào bọn chúng bỏ cuộc thì thôi vậy. Ở ngoài bãi biển các cô gái đang hăng say chơi bóng chuyền. Đột nhiên áo ngực của Lin Ze rơi xuống, may cho cô là Tô Gia không có ở đây chứ cậu mà thấy cảnh này có khi lại xịt máu mũi hẹo luôn. Sau 7749 lần xoay quanh vòng quay mặt trời, đám Hắc Đế đã phải xin hàng và nhận cậu trở thành chủ nhân của mình. Tô Gia đặt tên cho con rắn là Kokuzo, còn chú rùa là Sango, để tránh gây sự chú ý cho mọi người Hắc Đế phải hóa nhỏ lại. Cả nhóm đi đến gần biển, Tô Gia chỉ cần Hắc Đế làm cho cậu thở dưới biển là được, tưởng gì chuyện này còn dễ hơn ăn bánh nữa. Trước khi đi xuống đó, Tô Gia phải tận hưởng không khí của biển cái đã. Cậu nhanh chóng chạy về chỗ của mấy cô vợ trẻ. Họ tra hỏi xem từ nãy đến giờ Tô Gia đi đâu với ai và làm gì. Cậu khai rằng mình đi với Lin và họ chỉ nói chuyện về tàn tích thôi. Nhưng mấy bà vợ không có tin lời cậu, làm Tô Gia bối rối vô cùng. Đột nhiên Jumina chuyển chủ đề hỏi cậu xem ai là Miss Bikini mùa này. Tô Gia liếc qua chỗ đám trẻ đang chơi đùa và chọn Su, chẳng lẽ nào cậu là Loli con sao, thật không thể tin được. Tô Gia đang biện minh cho câu trả lời của mình thì điện thoại rơi cái đục, trên màn hình xuất hiện ảnh của Su và Jenne. Giờ thì cậu chẳng còn đường nào mà chối nữa rồi, cũng may Jumina còn tin tưởng Tô Gia nên cô đã xí xóa chuyện này. Mọi người lại vui vẻ cùng nhau nô đùa với những con sóng, hoàng hôn đến cũng là lúc Tô Gia phải đi đến di tích Nizuza. Nhờ có Hắc Đế mà cậu có thể thở bình thường và đi lại dưới đó. Vào sâu bên trong tàn tích, Tô Gia đã phát hiện một bàn thạch rất lớn. Cậu đi đến trung tâm và truyền năng lượng vào đó. Đột nhiên cả bàn thạch xoay chuyển đưa Tô Gia đến một thế giới khác. Ở đây cậu bắt gặp một người phụ nữ. Cô giới thiệu mình tên Phờ Gian Setka và là người kiểm soát khu vườn Babylon trên không này. Cậu nhìn cô đỏ mặt hỏi tại sao Phờ Gian Setka lại không mặc ban su thế. Thấy cô cứ thả rông như thế này không ổn, Tô Gia hốt hoảng yêu cầu Setka kiếm đồ mà mặc vào. Sau một thời gian đấu tranh tâm lý với cậu, cô mang đồ ra chuẩn bị mặc vào nhưng thấy Men cứ quay mặt né tránh. Nên Setka tiếp tục dụ dỗ Tô Gia làm chuyện người lớn, nhưng cậu đây tinh thần vững vàng lắm, còn lâu mới dụ được tôi phạm tội nhé. Sau khi thay đồ xong, cô dẫn Tô Gia đi tham quan khu vườn trên mây. Nơi đây được xây dựng theo sở thích của giáo sư Zezina, Setka được tạo ra dưới danh nghĩa người trông nom khu vườn này. Cô đã ở đây hơn 5.000 năm rồi, Setka là người máy không hoàn toàn vì cô có một số bộ phận sinh học được tạo bằng ma thuật. Tuy không thể sinh con nhưng mỹ nữ tóc xanh vẫn có thể chơi trò này kia được. Cô nhân cơ hội dụ dỗ Tô Gia lên giường với mình. Cậu nhanh trí đánh trống lảng chuyển sang chủ đề khu vườn. Tô Gia không thể tin được nó đã tồn tại hơn 5.000 năm mà không hề hỏng hóc hay héo úa. Setka giải thích rằng mọi thứ đã được cường hóa bằng ma thuật hết rồi, trừ trường hợp khẩn cấp xảy ra. Còn không thì việc bảo dưỡng khu vườn vẫn được tự động hóa. Khi có một vị khách tìm đến đây thì chính là trường hợp khẩn cấp. Setka lập tức chấp nhận Men là đối tượng tương thích. Kể từ nay mọi quyền kiểm soát khu vườn sẽ được giao cho cậu. Thêm vào đó, Tô Gia còn được tặng kèm cô người máy nữa. Chỉ có người sở hữu tất cả năng lực giống như giáo sư mới có thể kích hoạt được vòng tròn ma thuật. Tiếp theo, kẻ đó phải vượt qua bài kiểm tra Pansu thì mới được công nhận là boss mới của khu vườn này. Trong giây phút cậu bảo Setka hãy mặc thêm quần thì cô đã quyết định giao cả đời mình cho Tô Gia rồi. Trường hợp cậu để dục vọng lấn át và tấn công thì Setka sẽ ném Men xuống dưới ngay. Ngoài ra, Tô Gia không làm gì mà để cho em người máy thả rông chạy lông nhông thì cô sẽ mời cậu quay lại mặt đất. Giáo sư cho rằng nếu dùng cách này để kiểm tra thì sẽ xác định được người tốt để dẫn dắt khu vườn. Từ giờ trở đi cô sẽ là vật sở hữu của Tô Gia. Cậu muốn làm gì Setka cũng chấp nhận nghe theo. Hội những bà vợ trẻ vẫn ở trên bờ chờ Tô Gia trở về. Đột nhiên cánh cổng không gian mở ra. Cậu đưa mọi người đến với khu vườn trên mây. Tất cả bọn họ đều ngây ngất trước vẻ đẹp của nó. Liên lập tức nhận ra đây là tàn tích của nền văn minh cổ Parthenon. Đó là nơi đã tạo ra nhiều ma thuật và ma cụ. Lúc này Lin mới chú ý đến cô gái lạ mặt, ai chả lại có bồ mới rồi hả chàng trai trẻ. Câu nói này khiến Lin Ze rất tức giận, cô liên tục chất vấn cậu với những câu hỏi không có lời giải đáp. Để mọi chuyện thêm phần kịch tính, Setka đã nhận Tô Gia là chồng đồng thời cũng là chủ nhân mới của khu vườn này. Hơn nữa cậu đã nhìn thấy hàng của Setka và làm chuyện này kia với cô rồi, nghe được tin như sét đánh ngang tai này.
Lin Je lập tức kêu Tô Gia quỳ xuống để chất vấn chuyện 18 cộng của anh chàng. Đột nhiên Lin lên tiếng nếu cô cứ tiếp tục mắng cậu ta mà chẳng nói rõ được lý do tại sao thì không ổn đâu. Ít nhất phải ngang hàng với công chúa kia rồi, thích mắng gì thì mắng chứ. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Jumina lôi mọi người đi tản bộ để Tô Gia và Lin ở lại giải quyết chuyện khu vườn. Trên đường đi hội chị em rất lo lắng nhỡ Men lao vào lưới tình của Setka thì sao, ai ai cũng muốn quay lại đó để nghe lén cuộc hội thoại của họ. Đột nhiên Jumina nhắc đến chuyện khi xưa các chị em phân công đi đóng gạch, ngày hôm đó cô bé đã hỏi thẳng tất cả mọi người đều thích Tô Gia phải không. Dù mặt đỏ đến tận mang tai ra rồi mà chẳng có cô nào chịu thừa nhận, biểu hiện thích thú của các chị làm sao qua mắt được em. Jumina liền nói có phải Eze lúc nào cũng vui vẻ nhìn bộ đồ Tô Gia đã tặng không, cả Lin Je nữa, ngày nào cô cũng quanh quẩn bên cạnh Men đúng nhận sai cãi. Ngoài ra còn có Gia E khi nào bị thương cũng tìm đến chỗ Tô Gia trong khi Lin Je hoàn toàn có thể xử lý vết thương đó. Giờ phút này chẳng có ai biện bạch được gì nữa. Jumina liền nói ra quan điểm của mình, chúng ta là chị em một nhà chớ hoài đá nhau. Vậy nên mọi người hãy xác định tình cảm của mình, rồi chị em ta sẽ cùng nhau trở thành cô dâu của Tô Gia. Đây là giây phút quyết định để mọi người nói ra cảm xúc rồi, tất cả cô gái ở đây đều có tình cảm với cậu. Ai ai cũng nghĩ đến hình ảnh mình tay trong tay cùng Tô Gia tiến vào lễ đường, quay trở lại câu chuyện về khu vườn. Lin đã tìm thấy thứ còn tuyệt vời hơn cả ma thuật cổ đại nữa, đó là một chuỗi phép thuật khiến ngôi vườn này không hề bị tàn úa hơn 5.000 năm. Hơn nữa ngoài vùng trời này các chị em của Setka cũng đang quản lý và kiểm soát những nơi khác. Đúng lúc này nhóm của Jumina đã quay trở lại, cô lo ngại nếu mọi người nhìn thấy khu vườn trôi nổi trên trời sẽ loạn mất. Đó là điều Jumina không cần phải quan tâm, Babylon được bao bọc bởi một kết giới ma thuật ngăn cho người bên ngoài nhìn thấy. Mỗi khu vực là những mảnh ghép tạo nên một Babylon hoàn chỉnh, hiện tại Setka đã bị ngắt liên lạc với những chị em khác. Nên chẳng ai có thể xác định những mảnh ghép còn lại đang nằm ở đâu, ngay cả khi Tô Gia dùng chiếc iPhone 14 Pro rồi cũng không thể search ra vị trí được. Họ chỉ còn cách tìm từng chiếc vòng tròn ma thuật mới có thể thấy được các mảnh ghép của Babylon mà thôi, giờ chuyện hệ trọng hơn là giải quyết cô quản lý. Setka cứ nằng nặc đòi đi theo cậu, nếu cô rời khỏi đây thì ai sẽ làm người chăm sóc khu vườn này. Cái đó thì Men cứ yên tâm, cô người máy có năng lực dịch chuyển nên chỉ cần có chuyện gì xảy ra là Setka có thể trở lại đây ngay lập tức. Hơn nữa khu vườn có chế độ quản lý tự động nên Tô Gia không cần phải lo lắng gì cả, giờ thì Men chỉ có thể chấp nhận sống trong khổ đau mà thôi. Tiếp theo Setka muốn cậu hoàn thành việc đăng ký quyền sở hữu khu vườn, Tô Gia đang thắc mắc không biết xác nhận kiểu gì thì cậu đã bị Setka cho ăn một nồi cháo lưỡi. Chuyện này khiến mấy bà vợ la hét ỏm tỏi lên, hôn là cách nhanh nhất để Setka ghi nhớ cấu trúc gen của Tô Gia. Làm đến mức này thì Lin Je không thể nhịn nổi nữa rồi, cô thổ lộ tình cảm của mình và hôn lên môi cậu. Tối đến Tô Gia đưa Setka về nhà làm hầu gái, từ nay chuyện huấn luyện cô sẽ do Lai Am đảm nhiệm. Nói là dạy dỗ nhưng thật ra Setka đã thành thạo mọi chuyện từ dọn dẹp đến chuẩn bị đồ ăn rồi. Cô chỉ cần được nghỉ ngơi đầy đủ là được. Sau khi giao việc xong Tô Gia trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu nằm trên giường nhớ lại khoảnh khắc Lin Je hôn mình. Điều này làm Tô Gia bối rối vô cùng, đúng lúc này Jumina đến tìm cậu. Hai người kia cướp nụ hôn đầu của Tô Gia một cách trắng trợn khiến cô vô cùng tức giận. Đến bây giờ công chúa ta đây còn chưa được hôn thì hà cớ gì mấy mẹ kia lại có được nó cơ chứ. Cô yêu cầu Tô Gia phải đề cao cảnh giác trước mọi sự dụ dỗ của hội chị em. Tuy nhiên nếu cậu chịu hôn mình thì Jumina sẽ tha thứ cho phu quân tương lai. Thấy vị công chúa này quá ghê gớm nên cậu đành phải động thủ thôi. Sau khi được Tô Gia hôn cô vô cùng vui sướng, công chúa nhanh chóng hỏi về cảm nhận của Men với Lin Je. Đến bây giờ Tô Gia vẫn không thể nào hiểu rõ được cảm xúc của mình, cậu có một chút thích và trân trọng cô ấy. Đột nhiên Jumina lên tiếng gọi Lin Je ra mặt, nhờ Lin niệm phép tàng hình mà cô pháp sư mới có thể lẻn vào phòng mà không một ai phát giác. Đã mấy ngày nay Lin Je luôn tự nhốt mình trong phòng. Chỉ vì cậu không trả lời câu tỉnh tò mà cô đã khóc rất nhiều, giờ khi nghe thấy Tô Gia thích mình thì Lin Je đã cảm thấy thoải mái hơn. Bỗng nhiên Jumina đề cập đến chuyện kết hôn của hai người, ở thế giới này đàn ông có hai hay ba vợ cũng là chuyện bình thường ở huyện. Nên là hốt hai em nhanh lên anh ơi, Tô Gia thấy mình không thể chối từ những cô bé đáng yêu này nên đành đồng ý. Giờ thì cả hai người đều là vợ chưa cưới của cậu rồi. Nên trước khi về phòng Tô Gia phải dành tặng nụ hôn tạm biệt cho các cô gái. Sáng hôm sau mặt trời chưa lên đỉnh thì Tô Gia đã bị lôi ra ngoài đồng đánh trận. Nghe nói cậu định cưới Lin Je làm vợ nên Eze và Gia E liền đưa Men ra pháp trường để hỏi tội. Nếu Tô Gia đánh thắng hai người thì họ sẽ không bàn luận thêm về chuyện này nữa. Nhưng nếu thua thì cậu phải chấp nhận một thỉnh cầu từ họ. Lin Je yêu cầu Men không được sử dụng ma thuật vô tính, đổi lại cô cũng không dùng phép tăng sức mạnh để đấu với cậu. Găng tay đã đeo kiếm đã rút khỏi vỏ giờ thì chiến thôi, trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Dù là hai đánh một thì Tô Gia vẫn là người chiếm được lợi thế nhờ sức mạnh được nạp lần đầu của mình, tưởng chừng như Men đã thắng cuộc nhưng không.
Jae đã nhanh tay phá túi đạn dự phòng khiến Tô Gia không còn đạn trong người nữa. Lin Jae nhân cơ hội đấm một phát cho cậu ngất trên cành quất. Trận chiến kết thúc cũng là lúc Lin Jae và Jae nói ra cảm xúc của mình cho cậu biết. Họ muốn được làm vợ của kẻ ngốc này. Đột nhiên Jumina từ đâu chui ra nói mọi kế hoạch đều do mình đã chuẩn bị từ lâu. Nếu không làm đến bước này thì Tô Gia đâu có biết được tình cảm của họ trước sự dồn ép từ tứ phương. Cậu thỉnh cầu mấy bà nội hãy cho mình xin ít thời gian để suy nghĩ. Chứ gì deadline cho em thế này thì sao em trả lời được. Hôm sau Tô Gia tìm đến khu vườn Babylon cho khuây khỏa. Cậu không biết mình có thể làm tốt nhiệm vụ của một người chồng không? Nói đến đây Setka mới nhớ ra Zezina gửi tin nhắn cho cậu. Cô rút dây từ trong cơ thể của mình ra và đưa cho Tô Gia. Cậu liền lấy dây cắm vào chiếc smartphone. Đột nhiên giáo sư Zezina hiện ra và cho cậu xem chiếc pansu yêu thích của mình. Thấy bà cô này đùa giỡn quá trớn Tô Gia định tắt đi thì Zezina lập tức nghiêm chỉnh trở lại. Bà ta chưa từng gặp Tô Gia ngoài đời nhưng đã biết được tên cậu nhờ vào công cụ nhìn thấy tương lai. Nó cho phép Zezina có thể trò chuyện giả lập cũng như theo dõi cuộc hành trình của Tô Gia và những cô vợ xinh đẹp. Nhưng có một khoảng thời gian bà ta không thể nhìn thấy tương lai do sự xuất hiện đột ngột của Project. Đó là chuyện mà Zezina không đoán trước được. Vậy nên cho dù có thử bao nhiêu cách thì nền văn minh Parthenon vẫn sụp đổ. Cứ tiếp tục như thế này thì thế giới sẽ bị phá hủy mất. May mắn thay một ngày kia lũ Project bỗng dưng biến mất khỏi trái đất. Bà lại tiếp tục nhìn thấy tương lai và theo dõi cuộc hành trình của Tô Gia. Tương lai là thứ không thể biết trước nên cậu định hối lộ để Zezina kể chuyện đó. Nhưng hông bé ơi biết trước là mất vui. Tiện thể thì sau khi đoạn hội thoại kết thúc thì Setka sẽ khỏa thân nha. Nghe đến đây Tô Gia sợ hết hồn hết vía chạy đi gặp Chúa. Cậu đến đây để xin ngài cho lời khuyên. Chúa nhanh trí gọi thần tình yêu để xin sự trợ giúp. Ngay lập tức một cô gái với mái tóc hồng xinh đẹp xuất hiện. Tuy là thần nhưng cô ấy không thể áp đặt cảm xúc cho người khác được. Thần chỉ có thể làm rõ tình cảm hoặc tạo ra những tình huống giúp mọi người bộc lộ được cảm xúc thật mà thôi. Cô khuyên cậu dẹp bỏ tư tưởng của thế giới cũ đi. Nếu thích cả bốn người và muốn làm họ hạnh phúc thì cứ lấy đi sao phải xoắn. Nhờ lời động viên của thần tình yêu mà Tô Gia đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Về đến nhà cậu nhờ cô Haku gọi hết mấy cô vợ trẻ ra nói chuyện. Đầu tiên Tô Gia thông báo mình sẽ không kết hôn. Điều này làm mấy bà nội dựng ngược tóc gáy lên định cho cậu lên thớt thì Tô Gia đính chính lại. Chỉ là bây giờ cậu chưa muốn kết hôn thôi. Hiện tại Tô Gia vẫn chưa đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với cuộc đời của người khác. Nghe thấy vậy hội chị em cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì cậu phải đi hôn từng người coi như là lời đính ước trao cho họ. Tô Gia kéo lấy tay Eze và định đặt một nụ hôn lên môi thì cô đã đấm một phát làm cậu ngất ngây con gà Tây. Ở bên ngoài Lin đang rất thích thú khi theo dõi cuộc đại chiến hôn nhân này. Setka ở bên cạnh tiết lộ tương lai Tô Gia sẽ có 9 người vợ. Chẳng lẽ Lin cũng là một trong những người đó sao? Hôm nay Tô Gia và những người vợ đưa nhau đi làm nhiệm vụ ủy thác của hội thám hiểm. Đối thủ của họ chính là con golem nồi đồng cuối đá khá khó xơi này. Tô Gia mở cổng dịch chuyển đưa chúng phê pha ở trên 9 tầng mây rồi thả xuống. Sau đó cậu dùng tốc biến đến gần golem để mấy bà vợ lần lượt xử lũ nồi đồng cuối đá kia. Chỉ sau một loáng họ đã hạ được chúng và mang chiến lợi phẩm về nhà. Thấy chủ nhân về thì bé Zene lập tức ra chào đón và hỏi xem cậu đã đánh bại tên golem đó chưa. Đương nhiên là chớp mắt anh đã hạ được nó rồi bé. Hơn nữa anh đây còn lên hạng đỏ trong hội thám hiểm. Từ giờ trở đi Tô Gia và những bà vợ đã được vào top những mạo hiểm giả hàng đầu. Xong việc Tô Gia tính đi tắm cho sảng khoái chút bỗng nhiên Zene phát hiện ra Setka không đi cùng mọi người. Thôi toi rồi Tô Gia sau khi chiến thắng thì quên cô người máy ở trên trời luôn. Về đến nhà Setka luôn miệng nói cô không để ý đến việc chủ nhân bỏ rơi mình đi về trước đâu. Tô Gia biết ý cũng xin lỗi tới tấp nhưng bà robot không những không buông tha cho cậu mà còn cằn nhằn nhiều hơn. Cũng may Lin ở bên cạnh kêu Setka dừng lại đi nếu không Tô Gia sẽ bỏ cô lại thật đấy. Nghe thế Setka liền gợi ý nếu cậu tặng cho mình một bộ đồ lót nóng bỏng mắt thì cô sẽ tha cho. Gì vậy chẳng lẽ cô không nghĩ ra được món quà nào trong sáng chút sao? Trong khi Tô Gia đang chẳng biết xử sự sao cho phải thì Lin lại đang rất vui vẻ ngồi xem màn kịch hay này. Cô thấy thái độ giận dỗi và đùa giỡn của Setka trông rất giống con người. Đến giờ Lin vẫn không thể tin được công nghệ cao lại có thể tạo ra những robot tuyệt vời thế này. Quay lại chuyện chính Lin đến tìm Tô Gia là để nói về việc tìm kiếm mấy cái ma trận của Babylon. Tô Gia rất bất ngờ vì tới giờ cô ta vẫn còn kiên nhẫn đi tìm mấy cái đó. Lin cực kỳ thất vọng khi tên mê này chẳng quan tâm gì đến tri thức của đại cả thật là chẳng có ước mơ gì sất. Thấy thái độ của Lin khá căng thẳng Tô Gia liền hứa khi nào có thông tin về ma trận dịch chuyển thì cậu sẽ cùng cô đi khám phá nó. Đột nhiên Thượng Đế gọi điện cho Tô Gia kêu cậu lên thiên đàng chơi cho vui. Vừa đến ông đã hỏi cậu lâu nay ra sao cuộc sống hiện tại có tốt hơn so với kiếp trước không? Đương nhiên là tốt rồi nhà có đến 4 vị hôn thê lận cơ mà hơn nữa còn có chiếc smartphone chiến đét này thì ngại gì bố con thằng quái vật nào. Bỗng nhiên thần tình yêu ở bên cạnh lên tiếng hỏi sao Tô Gia không lấy hình mấy bà vợ làm màn hình chờ đằng nào cũng đã công khai rồi mà.
Cậu nói rằng nếu như mình đánh rơi điện thoại rồi có người nhặt được và nhìn thấy hình nền thì Tô Gia sẽ rất ngại. Gì chứ sao lại cổ hủ như thế, đôi khi làm việc áp lực quá. Bỗng nhiên mở điện thoại ra thấy hình ảnh mấy bà vợ thì lại tự nói với bản thân rằng ở với mấy con sư tử này mình còn chịu được giam ba cái thử thách thì sao làm khó được ta cơ chứ. Lúc đấy có khi lại hừng hực khí thế lên chiến tiếp chứ không đùa được đâu. Ông xã đang ở trên thiên đình nói chuyện với thượng đế, còn mấy bà vợ lại cùng nhau hưởng thụ sự ấm áp của nước sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bỗng nhiên Eze hướng sự chú ý đến chiếc nhẫn Tô Gia trao cho cô. Từ lúc đeo nó vào đến giờ cô ấy vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác lâng lâng vui sướng. Không chỉ Eze mà cả ba người kia cũng như thế, đây không phải là chiếc nhẫn bình thường. Ngoài có công dụng là để xác nhận mấy bà là người có gia đình ra thì nó còn được tích hợp thêm nhiều phép thuật như tốc biến hay dịch chuyển nữa. Có được nhiều đặc quyền từ phép thuật của Tô Gia là điều tuyệt vời, nhưng nó cũng khiến cho Jumina lo lắng. Cô sợ rằng nếu có một người rất yêu mến nhưng lại bị kẻ địch lợi dụng rồi cho Tô Gia đắp chiếu luôn thì sao? Điều đó là hoàn toàn có cơ sở khi Tô Gia càng ngày càng có nhiều người yêu mến hơn, đồng nghĩa với việc mến sẽ có nhiều thê thiếp. Chính vì vậy hội những bà vợ phải cùng nhau đoàn kết và nâng cao năng lực. Tô Gia và Gia Ê đang cùng nhau trên đường trở về nhà thì bỗng nhiên cô kéo cậu lại và ngỏ ý muốn mời Tô Gia đi hẹn hò cùng mình. Nghe vậy Mên ngại ngùng nắm lấy tay Gia Ê rồi họ cùng nhau sánh bước trên con đường về nhà. Hôm sau Jumina đưa Tô Gia về kinh đô để thông báo tin vui cho phụ thân. Từ giờ trở đi cô đã là vợ người ta rồi, khiến đức vua và hoàng hậu vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên cho tới năm 18 tuổi Tô Gia sẽ không kết hôn với ai cả. Lập tức đức vua đứng dậy và trêu đùa rằng cưới sớm đi để ta có con bồng cháu bé nào. Jumina liền bay đến cho ông cha này một cước khiến vua đau điếng người. Hoàng hậu ở một bên ái ngại nhìn Mên, nếu họ thông báo việc Tô Gia là hôn thê của Jumina cho cả nước biết thì sẽ có nhiều rắc rối xảy đến với cậu lắm. Sẽ có người muốn trừ khử Tô Gia, cũng sẽ có người muốn lấy lòng cậu. Và nếu Mên không thể hiện năng lực của bản thân thì những người trong quý tộc sẽ không chấp nhận cậu là bạn đời của công chúa đâu. Điều này khiến Tô Gia khá lo lắng. Khi về nhà cậu liền hỏi Jumina về vấn đề mình có thể sẽ làm vua trong tương lai. Cô nói điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì công chúa là con một, nhưng nếu cha hoặc hoàng thúc sinh con trai thì cậu trai đó sẽ lên làm vua. Đó không phải điều Mên quan tâm, thứ cậu để tâm đó là ý tứ trong câu nói của hoàng hậu kia. Nếu cậu lập nên đại công lớn hoặc tạo ra lợi ích cho đất nước thì Tô Gia sẽ được công nhận về năng lực. Vậy nên cậu nhanh chóng đến khách sạn Trăng Bạc và hỏi tình hình kinh doanh của họ. Nếu bạn muốn biết thì tôi trả lời ngay, giờ này khách hàng giảm thấy rõ so với trước đây. Thị trấn không có đặc sản hay danh lam thắng cảnh nào đặc biệt cả, đành ra chẳng có gì để giữ chân họ hết. Nghe vậy Tô Gia liền dựng một suối nước nóng lên để mọi người có thể xả sờ chết sau ngày làm việc căng thẳng. Lập tức chủ trọ và Tô Gia kêu gọi những người quen đến để dùng thử và đánh giá chất lượng dịch vụ của phòng tắm. Cả bốn cô vợ đều được mời gọi đến nơi đây. Suối nước nóng sẽ giúp họ có làn da căng bóng để tự tin khoe thân thể dưới mắt chồng hơn. Nói đến đây thì cô nào cô nấy cũng chối đây, đẩy Jumina lập tức cho rằng họ không yêu Tô Gia hết lòng. Đương nhiên là chẳng ai chịu nhận cả, vậy nên Jumina kêu họ hãy kể cho cô nghe tại sao mọi người lại đem lòng yêu Tô Gia. Đầu tiên là Eze, từ trước đến nay chưa có ai coi cô là người con gái thật sự cả. Ông trai nào cũng nghĩ cô là bờ rô thân thiết, chỉ mình Tô Gia là khen ngợi khi Eze mặc váy. Từ đó cô để ý đến Mên từ lúc nào không hay. Tiếp theo là Linze, cô là người hướng nội toàn tập nên rất kém khoản trò chuyện với đàn ông. Nhưng Tô Gia thì khác, dù Linze có nói chuyện ấp a ấp úng cậu cũng không chê trách gì cô. Ngược lại Mên còn tỏ ra ngưỡng mộ và lắng nghe cô ấy nữa. Rồi dần dần tình bạn được chuyển hóa thành tình yêu. Còn Gia Ê mê chồng là vì Mên rất dũng cảm, luôn cố gắng bảo vệ những người thân yêu của mình. Hơn nữa Tô Gia còn luôn giang tay giúp đỡ những người khó khăn, chính vì vậy mà Gia Ê đã đổ Mên đứ đừ. Cuối cùng là Jumina, cô có nhãn thần nên có thể xác định được người tốt kẻ xấu. Khi gặp Tô Gia lần đầu tiên, Jumina đã biết đây chính là bạn đời của mình rồi. Tô Gia đang thưởng thức tiệc suối nước nóng cùng mấy ông bạn già thì Setka lại muốn sang phòng nam để kỳ cọ cho cậu. Khi Setka đang vượt rào ngon lành thì bị giật đùng một cái. May cho Tô Gia là cậu đã lắp đặt điện tê liệt lên tường rào. Không thì hôm nay con chim trong lồng của Tô Gia bị bắt đi rồi. Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, ai dè đúng lúc này Lin xuất hiện thông báo mình đã tìm ra di tích Babylon. Tô Gia và đồng bọn đang trên khu vườn kỳ bí di chuyển đến sa mạc Jabi, nơi có những cột đá ma thạch kết nối với di tích cổ đại Babylon. Hiện nay nó đã bị sa mạc nuốt chửng và chôn vùi dưới cát rồi. Đang thao thao bất tuyệt thì Lin phát hiện ra Tô Gia có thái độ thờ ơ với di tích. Cô liền nói nếu còn như thế thì mua cho tôi pansu mới đấy. Nghe vậy Mên đành ngậm đắng nuốt cay, nghiêm túc với việc tìm kiếm di tích hơn. Bỗng nhiên trên màn hình xuất hiện con phờ dây đang tấn công một đoàn người trên sa mạc. Không để nó tiếp tục làm loạn, Tô Gia cùng những người vợ tìm mọi cách để tiêu diệt con phờ dây nhưng không thành. Đúng lúc này ND xuất hiện, do thấy dấu hiệu của phờ dây nên cậu ấy lập tức chạy đến đây. Chỉ sau một cú đá, ND đã cho em nó tan thành cho bụi, khiến cho Tô Gia vô cùng bất ngờ. Chỉ cần dùng phép thuật cùng tần số là ND đã tiêu diệt nó nhanh gọn lẹ.
bọn phờ dây này đã đi qua lỗ hổng kết giới của thế giới để đi vào đây. Con này chỉ là hạng tôm tép đang được phái đi tìm kiếm vị vua đang ngủ say của phờ dây thôi. Giờ thì ND phải tiếp tục cuộc hành trình đi tìm vua phờ dây nên nhanh chóng chào Tô ra rồi đi mất. Đoàn người men vừa giải cứu là đội mạo hiểm giả đi cùng với những nữ nô lệ. Trên cổ những cô gái là vòng cổ nô lệ, khi đeo vào họ sẽ không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân cho dù có bị đánh đập dã man. Nếu cố gắng tháo vòng cổ ra sẽ khiến cho người đeo phải chịu một cơn đau khủng khiếp và có thể mất mạng. Đặc biệt hơn nữa, chỉ những người đích thân đeo vòng cổ vào mới có thể tháo nó ra. Hiện tại người đó đã tỏi rồi nên họ muốn đi các nước khác hy vọng tìm được cách tháo vòng. Nắm được tình hình, Tô ra liền niệm phép Apot và lấy được nó ra khỏi cổ của những người nô lệ. Sau khi tháo được vòng cổ, đội thám hiểm tính đưa họ đi sang quốc gia khác để sinh sống. Lập tức Jumina nói hãy đến Be Phát, đất nước cô luôn chào đón những người dân tị nạn. Nghe vậy cả đoàn cảm ơn Jumina và sau đó họ được đưa đến dinh thự của Tô ra, về nhà Mên liền để đội thám hiểm ở lại và tiếp tục đi tìm di tích cổ. Trước khi đi, Lin hỏi Tô ra về in tư của chàng trai khi nãy, cậu ta tên là ND Mên gặp lúc đi mua nhẫn đính hôn cho mọi người. Khi đó ND mua bánh và dùng đồng tiền cổ để trả nhưng chú bán hàng không chấp nhận, vậy nên Tô ra đã trả tiền hộ. Thấy mình nghèo khổ vơ lề nên ND đi tìm việc để làm. Thấy thế Mên liền dẫn cậu đi đến hội thám hiểm kiếm chút money. Sekka chú ý đến đồng tiền cổ đó là Supathenon được tạo ra từ 5.000 năm trước. Vậy thì ND quá kỳ quái rồi, cậu mang theo đồng xu cổ, hạ gục con quái vật chỉ bằng một cú đạp và biết rõ về phờ dây. Chắc chắn có điều gì mờ ám ở đây rồi. Bỗng nhiên Linze chú ý đến con phờ dây và hỏi thông tin về nó. Mên đành kể hết tất cả những gì mình biết về nó từ giáo sư Zezina. Tô ra thắc mắc tại sao thứ có thể khiến thế giới diệt vong lại đột nhiên biến mất. Có lẽ kết giới của thế giới đã ngăn chúng lại, nhưng giờ thì nó đang bị hư hại, vậy nên bọn phờ dây đang từ lỗ hổng đó đến thế giới loài người. Khoảng 5.000 năm trước đã có trận chiến xảy ra giữa con người và phờ dây. Sekka cũng đã tham gia trận chiến sinh tử quyết định vận mệnh trái đất này. Tại thời điểm đó, giáo sư đã phát triển vũ khí quyết chiến chống lại phờ dây. Bỗng nhiên một ngày đẹp trời, bọn phờ dây biến mất không còn con nào trên đời. Khi đó, giáo sư đã chế tạo ra vũ khí chiến đấu dạng người có thể điều khiển được. Tên nó là phờ Zemgi, đang được cất giữ ở kho chứa của Babylon. Nghe thấy có thứ vũ khí đỉnh như thế làm Tô ra phấn khích và nhảy cẫng lên. Đúng lúc này cả đội đã đến được nơi di tích được ẩn giấu. Tô ra đi vào khu di tích và đến được Babylon bằng cách mở khóa ma trận dịch chuyển. Vừa đến Mên đã được một cô gái dễ thương tên là Rosetta đi ra chào đón. Cô ấy là quản lý của công xưởng thuộc Babylon. Trước khi vào được bên trong, Tô ra phải vượt qua được bài kiểm tra xem cậu có phải người tương thích không. Cô yêu cầu Tô ra phải đứng yên một chỗ và đoán xem pantsu của Rosetta có màu gì. Cậu thử dùng gió để tốc váy lên lẫn lửa để đốt cháy chiếc váy cũng không ăn thua. Đã thế thì ta chơi kèo khác. Tô ra bật mắt thần lên và sốc tận óc khi nàng ta chẳng mặc cái pantsu nào cả. Sau khi cậu nói ra đáp án thì liền trở thành người cai quản công xưởng. Mên chưa kịp định thần lại đã bị cô ấy tặng cho một nụ hôn kiểu Pháp để lưu lại gen của cậu. Sau khi xong các thủ tục, Rosetta đưa Tô ra đi tham quan công xưởng. Trong đó là một căn phòng trắng tinh và trống trơn, chẳng có dụng cụ nào cả. Trông vậy thôi chứ nó có thể làm ra mọi công cụ mà Tô ra hình dung được. Hơn nữa công xưởng còn phục chế được công cụ nếu có đầy đủ nguyên liệu nữa. Lập tức Mên mang súng và đá mitre rít ra để Rosetta phục chế. Chỉ trong một vài giây, Tô ra đã có ngay khẩu súng bạc với sức mạnh được nâng cấp đáng kể. Đột nhiên Mên nhớ đến phờ James ghi trong truyền thuyết nên hỏi cô xem có biết nó là gì không. Đương nhiên là Rosetta biết rồi, vì phờ James ghi được chế tạo ở đây mà. Giờ khá khó để làm ra nó vì cần rất nhiều nguyên liệu và bản thiết kế mới thực hiện được. Chỉ có đến được kho chứa may ra mới chế tạo được mà thôi. Tô ra đưa mọi người tới để tham quan công xưởng, tiện thể cho hai cô người máy gặp nhau. Bình thường người quen lâu không gặp thì tay bắt mặt mừng. Còn hai bà robot này thì cãi nhau chí chóe xem khu vườn và công xưởng cái nào tốt hơn. Tô ra chen ngang giữa hai người và kêu Rosetta hãy đưa công xưởng đến gần nước Be Phát để hợp nhất với khu vườn. Sau khi biết Tô ra là phò mã tương lai, đội thám hiểm dập đầu lia lịa xin lỗi vì đã bất kính. Cậu nói không sao và hỏi những cô gái nô lệ kia sẽ làm gì để kiếm sống đây. Họ chẳng có kỹ năng gì đặc biệt cả nên không thể đi nhận nhiệm vụ ủy thác như đội thám hiểm. Đây thật sự là bài toán khó giải cho Tô ra, vì từ giờ cậu sẽ phải kêu mang họ. Nếu như không có công việc để các cô gái mưu sinh thì sao họ sống nổi đây? Ngay hôm sau, Tô ra đã lập ra tiệm cà phê sách Nguyệt Độc. Các cô gái vừa có thể đọc sách vừa thưởng thức được những tách cà phê ngọt ngào. Chính những điều đó đã thu hút rất nhiều thiếu nữ đến đây. Điều này khiến một cậu bé trong đội thám hiểm vô cùng ngưỡng mộ. Trong khi Tô ra có thể tạo ra được các trang thiết bị thì ông của bé chỉ có thể làm cho vật được chạm vào nặng thêm tí mà thôi. Vậy nên cậu bé nghĩ đó là một ma thuật vô dụng, nhưng Tô ra không nghĩ vậy. Có lẽ do chỉnh của ông ấy hơi cùi nên phép trọng lực đó mới không bá thôi. Hôm nay Tô ra và Jumina cùng nhau đi hẹn hò, chẳng hiểu hai ông bà hẹn kiểu gì lại đi đánh quái.
Đúng là cuộc hẹn đẫm máu, thực ra do Jumina muốn lên hạng đỏ trong hội thám hiểm cùng mọi người nên mới gạ gẫm Tô Gia đi để gánh mình. Tô Gia nhìn đống nhiệm vụ ủy thác và chọn ngay ra việc tiêu diệt con cua máu. Cô nhân viên nhìn thẻ của mình một lúc và nhận ra cậu chính là chủ tiệm cà phê sách. Thời tới Pờ Jim năn nỉ xin Tô Gia hãy nhập bộ sách Đoàn Kỵ Sĩ Hoa Hồng vào tiệm để các chị em hủ nữ thỏa sức sống trong những câu chuyện. Thấy cô nàng rất có hứng thú với bộ truyện đó, Tô Gia cũng đành chiều theo ý độc giả đồng ý nhập sách về. Trên đường đi, Jumina hỏi cậu có biết bộ truyện đó nói về cái gì không? Đương nhiên là Tô Gia không biết rồi, khỏi phải hỏi. Cô nói nó kể về tình yêu của mấy ông và mấy bà trong đoàn kỵ sĩ. Nghe đến đây, Minh khá bất ngờ vì chẳng phải trong đoàn kỵ binh hoa hồng đó toàn là nam sao? Lúc này Tô Gia mới nhận ra tác giả bộ truyện có sở thích kỳ quái như thế. Thật hiếm thấy có ai lại viết về chuyện đấu kiếm trên giường một cách công khai thế này. Cậu thắc mắc sao công chúa lại biết rõ về bộ truyện đó đến thế, chẳng lẽ cô ấy là hủ nữ sao? Thật ra Jumina biết về tác giả của bộ sách nên mới nắm rõ nội dung câu chuyện mà thôi. Người viết ra tác phẩm đó là người có quyền có thế và đó chính là đại công chúa của Hoàng quốc Zephyrzit. Vương quốc Bayfat và Zephyrzit có quan hệ rất thân thiết. Nên từ nhỏ Jumina đã quen với Jelly nên biết đại công chúa viết chuyện là chuyện thường tình thôi. Quên công chúa công chủng gì đi, giờ thì đến bắt con cua máu nào. Trông nó khá là đáng sợ và nguy hiểm, Jumina nhanh chóng trói và bắn nát cái chân của con cua. Tô Gia tốc biến và dùng trọng lực khiến nó bị dính bẹp dí trên đất. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Jumina được thăng lên hạng đỏ. Giờ Tô Gia sắp đi nhập hàng nên hỏi xem Pờ Jim có biết cuốn sách nào ăn khách không. Lập tức cô ấy tập hợp mọi người và lên được một list danh sách chuyện đam mỹ cực hay cho Tô Gia nhập. Sau khi có được danh sách chuyện, Mên liền đến nhà sách ở Zephyrzit để săn hàng. Cô nhân viên bán hàng thấy tờ giấy ghi tên chuyện trong tay mà không khỏi phấn khích. Tô Gia thấy thế liền biết cô bé này hiểu lầm bản thân rồi, nhưng cũng kệ, chẳng thanh minh gì hết. Khi đang lựa thêm sách quân sự và địa lý để tránh tình trạng chênh lệch thể loại sách, bỗng nhiên có cô gái thu hút sự chú ý của Tô Gia. Cô nàng muốn mua tập cuối của chuyện ma thuật màu hoa hồng, nhưng cửa hàng chỉ còn một quyển cuối cùng và nó đã nằm trong giỏ sách thanh toán của Mên rồi. Thấy vậy, cô gái liền xin Tô Gia hãy để lại cuốn sách đó cho mình, đổi lại cô ấy sẽ ký cho cậu toàn bộ các tập của Đoàn Kỵ Sĩ Hoa Hồng. Tô Gia không đồng ý vì nó có mang lại lợi lộc gì cho cậu đâu. Cô gái bí ẩn tiết lộ mình chính là tác giả của bộ truyện kỵ sĩ này đây. Nghĩ mình bị lừa, Mên liền hỏi cô có phải đại công chúa Jelly không thì mặt mày bà này tái mét và hoảng loạn. Cái quái gì thế này, chuyện cô là tác giả phụ vương còn không biết thì người ngoài biết thế nào được. Với tâm hồn đờ ra ma của mình, Jelly đã nghĩ ra câu chuyện vô cùng cầu huyết. Cô cho rằng Mên điều tra ra mình là tác giả rồi đem chuyện đó ra để uy hiếp, biến Jelly thành bàn đạp để tiếp cận thái tử là em trai bé bỏng của cô. Rồi cua đổ thế tử và biến đất nước Zephyrzit thành của mình. Lập tức Jelly bị ăn ngay một đập đến từ vị trí của Tô Gia. Mên không thể tin được là công chúa có thể tưởng tượng ra những câu chuyện kinh khủng như thế. Cái đất nước này có ổn không đây? Nếu không phải Jumina kể chuyện về tác giả cho Mên thì cậu cũng chẳng quan tâm đâu. Nghe thấy tên của công chúa xứ Bayfat khiến Jelly bất ngờ, cô còn sốc hơn nữa khi biết Tô Gia chính là vị hôn phu tương lai của Jumina. Jelly thẳng thốt kêu lên gì chứ không thể tin được Jumina là con gái mà lại lấy chồng. Chẳng lẽ đây là cuộc hôn nhân bình phong sao? Má ơi má, sống trong chuyện đam mỹ bách hợp nhiều quá rồi đó. Chẳng thể cứu nổi sự ảo tưởng của cô công chúa này, Tô Gia bèn gọi vợ mình đến giải thích cho Jelly. Sau đó Mên đưa cho cô ấy tập cuối của ma thuật màu hồng. Quyển này đã được tái bản trong công xưởng của cậu nên yên tâm, đây không phải sách lậu. Giải quyết xong xuôi mọi việc, Tô Gia và Jumina dùng dịch chuyển về nhà. Từ khi có bộ sách mới, khách hàng đến quán của Mên đông hơn hẳn. Cô Pờ Jim cũng đến ủng hộ và cảm ơn Tô Gia. Một khách hàng không biết những cuốn sách cô cần tìm đang nằm ở đâu nên hỏi nghiêu. Nhưng cậu ấy lại ấp úng không rõ nó nằm chỗ nào. Lập tức Linze đến chỗ khách hàng và thành thạo chỉ chỗ cho cô ấy. Chắc là Tô Gia phải giao lại vị trí chủ quán cho Linze thôi, vì cô biết hết quyển sách nào đang nằm ở đâu rồi. Thấy mình không làm được việc gì, ra hồn nghiêu buồn bã. Tô Gia ở bên cạnh an ủi cậu bé đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ rồi, không có gì phải buồn cả. Tiện đây Mên muốn cảm ơn Nghiêu lần trước đã chỉ cho mình phép trọng lực và hỏi xem cậu bé muốn phần quà là gì. Nghiêu nói mình muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người quan trọng và đặc biệt là cô bé mà Nghiêu đang yêu thương. Tô Gia lập tức đưa cậu bé đến kỵ sĩ đoàn để huấn luyện. Đúng lúc Eze vừa tập luyện xong nên cô nhờ Mên đưa mình về suối nước nóng để tắm một trận cho đã. Trong lúc vợ đang tắm, Tô Gia hỏi thăm tình hình kinh doanh của khách sạn. Lượt khách ra vào đang ngày một tăng lên theo từng ngày. Đa phần họ đến đây để tắm suối nước nóng, có khi chủ khách sạn nên chuyển sang kinh doanh nhà tắm công cộng thì hơn. Bỗng nhiên có người quen đến chào hỏi Tô Gia, ông ấy chính là Gia Nắc, chủ tiệm quần áo đã mua đồ của cậu khi Mên chân ướt chân ráo đến thế giới này. Ông đã làm xong bộ trang phục mà Tô Gia thiết kế nên muốn cậu đến tiệm quần áo để xem thử. Thấy vậy Tô Gia nhờ ông làm thêm một bộ đồ nữa cho Eze, khi khoác lên mình chiếc sườn xám trông Eze xinh đẹp cực kỳ. Tô Gia biết vợ mình rất thích mấy món đồ dễ thương nhưng lại luôn nghĩ bản thân không hợp với chúng nên không mặc.
Vậy nên Tô Gia đã tạo ra những tình huống ép Eze phải mặc nó. Sau khi nghe Men thuyết phục, cô đã e thẹn nhận lấy chiếc sườn xám sexy này. Hôm sau, Linze mang đến cuốn sách mới xuất bản của Jelly cho Tô Gia đọc. Khi thấy nội dung trong sách, Men xây sẩm mặt mày vì nó quá đắt. Một chàng trai có sức mạnh vô song tán đổ kỵ sĩ, công chúa và hoàng tử rồi đường đường chính chính lên làm vua. Tô Gia nghe xong tức giận muốn đi tìm Jelly để bổ vào đầu một cái cho cô ta tỉnh ra. Vì có yêu cầu của khách hàng muốn đọc sách từ vương quốc Zegulot nên Tô Gia dịch chuyển đến đó. Đúng lúc này có một cuộc bạo loạn đang diễn ra ở đây. Tô Gia vô tình cứu được một chàng trai trẻ. Men hỏi chuyện gì đang diễn ra ở vương quốc này vậy. Chàng trai đáp nơi đây đang có một cuộc đảo chính. Nghe vậy, Tô Gia liền trị thương và giấu anh ấy ở nơi an toàn rồi phi đến cung điện. Chỉ cần cậu tìm được đức vua và dịch chuyển ngài về Befat thì trận chiến sẽ hạ nhiệt. Trong khi tìm kiếm hoàng đế, Tô Gia vô tình cứu được công chúa Lucia. Men trị thương cho cô ấy, thấy Lucia sợ hãi, Tô Gia đưa tay đỡ công chúa đứng dậy. Trong giây phút đó, Lucia đã phải lòng chàng trai Tô Gia tốt bụng. Đúng lúc này, Kazon, binh sĩ thân cận của công chúa, đi vào. Khi biết Tô Gia là người có thể sử dụng được dịch chuyển, cô liền cầu xin cậu hãy đưa đức vua, hoàng tử và công chúa đến nơi an toàn. Đương nhiên là Tô Gia sẽ giúp rồi, vì đó cũng chính là ý định ban đầu của cậu mà. Trong tình hình này, mạng sống của hoàng đế và hoàng tử sợ là lành ít dữ nhiều. Vậy nên Tô Gia định đưa công chúa đi trước, nhưng Lucia không muốn, cô rất lo lắng cho an nguy của hai người họ. Vậy nên công chúa cầu xin Men hãy cứu người thân của mình trước. Hiểu được tình hình, Tô Gia dưới sự chỉ dẫn của Kazon đã đến được phòng ngủ của hoàng đế. Khi họ đến nơi, hoàng đế đã bị tướng quân Bazo hãm hại. Hắn ta vì đức vua không phá vỡ hiệp ước hòa bình của Befat và Zegulot để Bazo thỏa sức xâm lược nên tạo phản. Tô Gia thấy tướng quân Bazo quá tự tin rồi, làm sao hắn ta có thể một mình đánh lại ba nước cơ chứ. Trong 20 năm qua, Bazo đã chuẩn bị rất nhiều thứ và vũ khí bí mật của hắn chính là công tước ác quỷ. Để có thể ký khế ước với con ác quỷ này, Bazo đã hiến tế rất nhiều tù nhân bị giam giữ ở đế đô. Hơn nữa, trên tay hắn còn có vòng hấp ma dùng để hấp thụ ma lực của kẻ khác, nên Bazo chẳng việc gì phải sợ ai cả. Giờ thì Tô Gia đã hiểu vì sao bản thân mình lại bị mệt mỏi đột ngột như vậy. Không suy nghĩ nhiều, Men dùng Apod để cướp chiếc vòng nhưng không được. Do ác quỷ có skill vô hiệu hóa ma pháp nên đòn đánh phép không có tác dụng với hắn. Tô Gia không dùng được phép thì dùng sát thương vật lý. Vậy thế nhưng đòn đó cũng chẳng ăn thua vì Bazo có vòng tay thủ vệ. Nó sẽ bảo vệ cho hắn khỏi mọi đòn đánh vật lý. Ăn gian vậy toàn dùng vật phẩm VIP, chắc tên này lại nạp lần đầu rồi. Đột nhiên Tô Gia phát hiện ra đức vua vẫn còn ngọ nguậy được. Cho nên cậu liền mở cổng và đưa đức vua cùng công chúa đến nơi an toàn. Trước khi rời đi, Tô Gia tặng hắn vé một ngày làm chú hề ở rạp xiếc trung ương và một màn ảo thuật mang tên ảo giác bọ chúa và cười trong sung sướng. Vừa về nhà, cậu đã tập hợp các cô vợ đi họp chợ để kể về tình hình chiến sự ở Zegulot. Sau khi biết được thông tin đó, mọi người đều muốn ngăn chặn chiến tranh trước khi nó lan đến Befat. Nhưng mà tấn công hắn ta bằng đòn đánh phép hay vật lý đều không được thì thắng kiểu gì đây. Thật bất ngờ, Tô Gia cảm thấy kế hoạch kháng chiến của cậu chắc chắn thành công. Nhìn cái mặt của Men là biết ổng đang có âm mưu đen tối gì đó rồi. Sau khi bàn chiến lược xong, Tô Gia đưa Lucia đi thăm đức vua. Mọi chuyện giờ đã tạm ổn, sức khỏe của hoàng đế đang dần hồi phục. Lucia như chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Giờ chuyện nước đã xong, chuyển sang chuyện tình nào. Sau tất cả, Lucia muốn Tô Gia gọi mình là Lu, như người được chuyện gì mờ ám. Jumina đã ở ngay bên cửa để điều tra xem cô gái này có lai lịch như thế nào. Vừa chào hỏi, Jumina đã khai ra mình là hôn thê của Tô Gia, khiến cho Lucia rất bối rối, thì ra là Giai có vợ rồi. Sau khi Tô Gia rời đi đến lâu đài của vua Befat để báo cáo chuyện của đế quốc Zegulot, thì Jumina sấn đến hỏi có phải Lucia thích Men hay không. Lucia hoảng hốt thanh minh rằng chỉ xem Tô Gia như là người bạn đã cứu mạng mình thôi, chứ không có ý tứ gì khác cả. Thôi đừng giải thích nữa, chị đây có mắt thần biết tỏng rồi. Jumina tiến đến nắm tay và mời Lucia đến phòng riêng để tiện thể dụ dỗ cô vào hậu cung của Tô Gia. Sau khi biết được tình hình chiến tranh ở đế quốc Zegulot thì đức vua cũng khá lo lắng, không thể ngờ được tin tốt và tin xấu lại đến cùng một ngày như vậy. Jumina sắp có em nên có thể đứa bé trong bụng chính là người kế vị. Nhà vua muốn đưa Tô Gia lên ngai vàng nhưng nhỡ sinh ra hoàng tử thì đành chịu vậy. Sau khi nghe xong kế hoạch đánh bại tướng quân Bazo của cậu, vua liền lệnh cho Tô Gia hành động ngay lập tức. Men đến công xưởng để chuẩn bị dụng cụ cho trận chiến sắp tới. Rosetta ở bên cạnh cứ suy nghĩ mãi về hai chiếc vòng tay của tên Bazo kia. Hai thứ đó giống với vật phẩm đang ở trong kho chứa. Có lẽ vòng tay đã lọt ra khỏi đó và đến chỗ tên tướng quân rồi. Chắc là người quản lý kho là một tên bất cẩn và cầu thả đây. Đến tối Tô Gia về dinh thự thì đức vua đã tỉnh táo và khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Ngài biết vụ náo loạn lần này là do sự yếu kém của bản thân nên muốn đánh bại tên tướng quân kia càng sớm càng tốt. Chuyện đó dễ ở, Tô Gia có thể giành lại đế đô ngay ngày mai nữa cơ. Lucia thỉnh cầu Men trước khi xử lý tướng quân hãy giúp cô ấy tìm hoàng huynh của mình. Tô Gia đồng ý và hỏi đặc điểm nhận dạng của hoàng tử.
Lucia ngoài nói được anh mình có mái tóc bạc ra thì chẳng tả được gì nữa, em với uốn thế đấy. Vậy thì tô ra đành đọc suy nghĩ của cô ấy thôi. Cậu nắm tay và áp đầu mình vào đầu cô khiến Lucia hoa mắt chóng mặt. Khi nhìn thấy được khuôn mặt hoàng tử trong trí nhớ của công chúa, thì tô ra giật mình nhận ra đó là chàng trai cậu đã cứu trên đường đến lâu đài của vua Regulus. Mên mở điện thoại và tìm kiếm vị trí của hoàng tử rồi đưa cho đức vua nhìn xem đó là ở đâu. Ông nói đây là dinh thự của tướng quân Romeo người đối địch với Bazo, vậy là chắc chắn hoàng tử đang ở nơi an toàn rồi. Hôm sau tô ra giao nhiệm vụ cho hội chị em và đám pet của mình đi trấn áp quân đội của Bazo. Còn cậu sẽ trực tiếp chạm trán với hắn và con ác quỷ kia. Họ nhanh chóng tiến đánh đến trung tâm vương quốc, thấy tô ra đã đến Bazo liền gọi ác quỷ lên để thịt cậu. Nhưng có cái nịt mà thịt được Mên, tô ra lên nóc nhà gõ cho con gà một phát khiến nó ngã rúi rụi xuống đất. Trong trận đánh này tô ra đã sử dụng phép trọng lực làm tăng sức nặng của cây kiếm khiến con quỷ không chịu nổi trọng lượng của nó mà bị ngã từ trên cao xuống. Sau khi đánh bại boss thì đến lượt con sen nào. Cậu mang con Slim hôi thối đã ngỏm từ ba đời đến và nhốt Bazo lại chung với nó. Hắn ta đã ngất ngay tắp lự khi hít phải mùi hương nồng nàn của Slim. Trận chiến kết thúc, nhà vua phát trực tiếp live stream gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân vì sự yếu kém của mình mà để đất nước xảy ra loạn lạc. Tô ra trở về nhà thì gặp phải ánh mắt kỳ thị của mấy bà vợ vì trên người cậu toàn mùi hôi thối. Đến giờ họ vẫn không thể tin được là Mên lại dùng kế sách kinh tởm đó. Tô ra thanh minh rằng mình cũng không muốn làm thế đâu, chẳng qua là do tình thế bắt buộc thôi, gì chứ trông mặt ông vui thấy rõ mà chối cái gì nữa. Vì đã giúp cho Regulus xác lập lại hòa bình nên đức vua muốn ban thưởng cho tô ra. Nhưng cậu kiên quyết từ chối và nói rằng mình chỉ tiện đường ngang qua thấy khó khăn thì giúp sức thôi. Vua của Belfast thấy Mên vẫn khiêm tốn như ngày nào, ông định sau này trao lại vương vị cho tô ra nhưng bị cậu từ chối. Cũng may là Mên đã đồng ý lấy Jumina làm vợ, không thì đức vua chẳng biết ban thưởng gì cho xứng nữa. Nghe đến đây vua của Regulus liền hỏi tô ra có muốn lấy Lucia làm vợ không. Mên chưa kịp nêu ý kiến thì Jumina đã kịp kết nạp Lucia vào hậu cung rồi. Cô công chúa nước Regulus rất vui khi được trở thành vợ của tô ra. Hai đức vua lợi dụng chuyện này mà củng cố sự đoàn kết trong liên minh hai nước. Đây là chuyện hợp lẽ thường khi tô ra có sức mạnh bá đạo như thế. Nếu cậu chỉ hỗ trợ một đất nước thì các quốc gia khác sẽ xem cậu là mối đe dọa tiềm tàng. Đức vua Belfast muốn nhân dịp này công bố việc hôn sự của tô ra và công chúa hai nước cũng như cho cậu một danh phận. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hai nhà vua quyết định sẽ cắt một phần lãnh thổ cho tô ra ở vị trí giao nhau của hai nước. Ở nơi đó, Mên sẽ thành lập quốc gia mới và có thân phận phù hợp để kết hôn với hai công chúa. Tô ra dù không muốn cũng phải nhận món quà từ trên trời rơi xuống này. Mên nhìn vào chiếc súng và quyết định đặt tên nước là Bờ Du Hy. Tô ra chưa muốn chuyển đến đó ngay nhưng Eze cho rằng nên đến lãnh thổ mới. Vì sắp tới tô ra sẽ kết hôn với hai công chúa, nếu tiếp tục sống ở Belfast thì sẽ bị coi là ông chúa ăn bám. Thế thì khó nhỉ, chẳng lẽ chuyển dinh thự đến Bờ Du Hy sao? Linze cho rằng cậu không nên làm vậy, dinh thự này cứ để lại khi nào rảnh rỗi tạt qua Belfast chơi là có chỗ ở ngay rồi, sao phải chuyển nó đi làm gì? Chắc chắn tô ra phải xây một tòa nhà mới ở Bờ Du Hy rồi. Đúng lúc này Lucia xuất hiện cùng bộ trang phục cực kỳ dễ thương khiến tim tô ra bị đánh rơi một nhịp. Thấy mọi người đang bàn tán rôm rả về chuyện xây nhà, Lucia liền gợi ý họ nên xây một tòa lâu đài. Tô ra bật điện thoại lên và xem nên xây lâu đài có kiểu dáng gì. Đương lúc cậu không biết chọn cái nào thì Rosetta xuất hiện và đưa tô ra đến công xưởng để xây căn nhà ưa thích của cậu. Chỉ cần 3 ngày Rosetta sẽ hoàn thành lâu đài mới cho tô ra, chỉ cần cậu chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu là có thể khởi công bất cứ lúc nào. Có rất nhiều vật liệu xây dựng cần thiết để xây nhà khiến tô ra phát bực. May cho cậu là ở phía bắc Regulus có lâu đài bỏ hoang. Chỉ cần đến đó và lấy nguyên liệu rồi sử dụng lại là xong. 3 ngày sau lâu đài đã được hoàn thành, mọi người ai cũng vui mừng chạy đi tham quan lâu đài. Lin cũng xuất hiện sau khi nghe tin tô ra trở thành vua, cô đến thăm cậu ngay. Từ giờ Lin là đại sứ của Miss Mede đến sống trên lãnh thổ của Mên, ở đây cô tha hồ ăn chơi hưởng lạc. Bỗng nhiên tô ra nhớ ra mình đang làm cánh cổng dịch chuyển nên đi hoàn thiện nó. Jenna tình cờ đi ngang qua thấy chủ nhân đang làm chuyện mờ ám thì vào hỏi. Mên giới thiệu cho cô bé đây là cổng và chìa khóa để mở nó. Chỉ có người nào được cho phép mới được đi qua thôi. Nói rồi tô ra cho cô bé thử nghiệm đầu tiên. Jenna chạm vào thẻ khóa, lập tức cánh cổng mở ra và đưa cô đến dinh thự của tô ra ở Belfast. Thấy Jenna đi mãi không về, tô ra tìm cô và nhận được thư từ hoàng gia Belfast. Cậu tức tốc đến hoàng cung và được gặp mặt vua của Geoffrey. Ông ấy muốn xây dựng mối quan hệ thân thiện và hữu nghị giữa nước Bờ Du Hy và đất nước Geoffrey, tiện thể gả con gái mình cho cậu. Nghĩ đến cô công chúa quái gở kia, tô ra lắc đầu lia lịa từ chối đề nghị của nhà vua. Cũng may là ông ấy chỉ trêu thôi vì đã tìm được chỗ gả Jelly đi rồi. Tiếp đó vua Geoffrey muốn có một trận quẩy linh đình tại lâu đài mới của tô ra để tăng tình cảm giữa các nước. Nói là thế thôi chứ thật ra mấy ổng ấy muốn xóa bỏ sứ nên mới phải kiếm cớ để quẩy đấy.
Về lâu đài, Tô Gia đã chuẩn bị phòng ốc lẫn trò chơi rất kỹ càng để đảm bảo các vị vua có được một buổi ăn chơi khó quên trong đời. Cậu đang suy nghĩ xem nên lắp đặt hệ thống phòng thủ cho lâu đài như thế nào, thì Senshi đến thông báo Tô Gia có khách đến chơi nhà. Thì ra đó là Suba Kiko không còn là nhẫn giả của nhà Takeda nữa nên muốn về dưới trướng của Tô Gia để làm việc. Sau khi gia tộc Takeda có lãnh chúa mới lên thay thì tình hình lãnh địa vô cùng bất ổn. Tên lãnh chúa mới xem thường dân chúng, tăng tiền thuế và tùy tiện gây hấn với lãnh địa khác. Chính vì vậy mà hắn gặp quả báo nhãn lồng. Lãnh địa thì bị đoạt mất, còn bản thân thì chẳng biết mất xác ở đâu rồi. Vậy nên tứ trụ của nhà Takeda họp bàn với nhau và ra quyết định sẽ mang gia tộc đến đây để làm việc cho Tô Gia. Men thấy rất cảm kích khi được gia tộc tứ trụ của Takeda đến giúp sức. Nhưng số lượng người quá lớn nên Tô Gia không thể nhận hết vào lâu đài làm việc được. Chuyện đó thì Men khỏi phải lo. Vì đa số người trong tứ đại gia tộc có nghề tay trái nên họ tự khắc kiếm được đường mưu sinh thôi. Vậy thì Tô Gia không cần lo lắng gì nữa mà nhận người vô. Do biết Kosaka là người có hiểu biết về chính trị và thương mại nên Tô Gia tìm đến ông để xin tư vấn. Chuyện là cậu muốn thu hút thương nhân để phát triển kinh tế đất nước, giúp dân chúng có thêm miếng cơm manh áo. Kosaka quan sát một hồi và bảo Tô Gia nên xây dựng những công trình để thu hút du khách trước. Vậy là Men cùng với Kosaka và những người dân trong thị trấn đã xây dựng đường xá, sông ngòi và những căn nhà đầu tiên. Khi chồng đang đầu tắt mặt tối đi xây dựng đất nước thì Lucia đang tập làm quen với vai trò làm vợ. Jumina và Jae thấy cô ấy quá căng thẳng thì an ủi và động viên cô. Khi thấy nhẫn đính hôn trên tay của hai người, Lucia tự nhủ mình sẽ cố gắng học hỏi để nhanh chóng giúp ích cho Tô Gia. Thấy Men bận cả ngày, Lucia mang cơm hộp do đích thân cô nấu đến cho cậu ăn. Tô Gia vui vẻ ăn cơm và khen Lucia dễ thương làm mặt cô đỏ như trái cả. Ngày tổ chức tiệc ăn chơi đã đến, mọi người đều quẩy rất nhiệt tình. Đó là khung cảnh thật khó tin, chỉ cách đây ít lâu, Leon còn nghĩ rằng vua của các nước sẽ không thể gặp mặt nhau đâu. Vậy mà giờ ai ai cũng chơi rất vui vẻ tại nơi đây. Ánh trăng lên cũng là lúc đến màn trình diễn cuối cùng để khép lại cuộc vui ngày hôm nay. Đó chính là màn bắn pháo hoa từ trên trời xuống do Rosetta và Setka trình diễn. Lucia bước đến bên Tô Gia và cảm ơn cậu. Từ khi chuyển đến đây, lúc nào cuộc sống của cô cũng ngập tràn niềm vui. Tô Gia mang ra chiếc nhẫn đính hôn và trao cho Lucia. Có thể hiện giờ trông họ chỉ là anh em thân thiết thôi, nhưng sau này hai người sẽ cùng nhau xây đắp tình yêu này và trở thành vợ chồng và sống mãi trên đất nước bờ du hi. Tô Gia và những bà vợ đã tìm được ra di tích Babylon tiếp theo bị vùi trong tuyết trắng. Chỉ một lúc, Men đã tìm được lối vào khu di tích và nhanh chóng kết nối năng lượng của mình với ma trận để mở khóa tàn tích Babylon, nơi mà Tô Gia đến là tòa luyện kim. Vừa nghe xong, mặt cậu liền ỉu xìu vì Tô Gia muốn tìm ra thư viện hoặc kho chứa, ai ngờ lại ra cái tòa vô dụng này. Cũng giống như những lần trước, Men phải vượt qua bài kiểm tra của Floria xem cậu có phải là người tương thích không. Cô cầm lấy tay của Tô Gia và đem đặt lên trái tim mình, lập tức cậu đứng hình, còn mặt thì tối sầm lại. Sau đó là nghi thức lưu lại gen di truyền với một nụ hôn. Men đã chính thức thông qua bài test đó. Nếu như khi chạm vào ngực Floria mà cậu dở trò sàm sỡ thì toi rồi. Tòa luyện kim là nơi kết hợp kim loại và ma pháp để tạo ra sản phẩm mới. Đặc biệt ở đây có công nghệ tạo ra thuốc trị thương, ngay cả khi bị đứt chân hay tay đều có thể tái tạo lại được. Trong phòng dược có rất nhiều loại thuốc quý như dốc kết 24 giờ hay tăng cường sinh lực. Men tưởng bà này chế tạo được loại thuốc cứu giúp loài người, ai dè toàn là thứ hàng tà giam thôi. Sau khi trở thành chủ nhân tòa luyện kim, Tô Gia đưa những người vợ của mình đến. Các cô nàng chẳng hề quan tâm đến cái tòa nhà này là mấy thứ, họ để tâm là vòng ba cực khủng của Floria. Chỉ cần liếc nhìn nó thôi là mấy bà đã không thể thở được rồi. Lướt qua vòng ba của mình, Jumina và Lucia thấy tiền đồ của họ tối như chị dậu, vì vòng ba của hai người không khác gì quả quýt. May ra E an ủi rằng các em sẽ còn phát triển chỗ đó nên mấy cô bé mới vui vẻ trở lại. Còn Eze và Linze thì đau đớn tột cùng khi biết tâm hồn của mình chẳng thể to và bự nữa, nỗi đau chưa dừng lại với các cô vợ. Khi Floria tiết lộ rằng Tô Gia vừa nhào nặn tâm hồn và hôn lên môi cô, giờ thì nhà Tô Gia chính thức bị đốt cháy rồi. Hôm sau, Men tìm ra pháp thuật mới là bay và lơ lửng, sau đó cậu luyện tập tuyệt chiêu này. Tô Gia bay lên cao lượn lờ vài vòng trên không trung rồi hoa mắt chóng mặt mà đáp xuống vòng tay của Eze. Thấy ma pháp đó hay hay nên cô cũng muốn thử. Tô Gia bay lên cao rồi niệm phép đưa Eze theo cùng. Với ma thuật vô tính này thì Tô Gia đã có thể đấu ngang ngửa với mấy con phờ dây trên bầu trời rồi. Để thuần thục sờ kiêu mới, Men liền bay đi khắp xóm làng, vừa để ngắm nhìn thị trấn vừa coi như là tập luyện luôn. Đang bay ngon nghẻ thì có đoàn người đến chào Tô Gia. Đây là nhóm cậu mới thuê để thành lập kỵ sĩ đoàn. Đúng lúc này, thần tình yêu gọi điện chúc mừng Tô Gia trở thành vua một nước và kêu cậu đã xong việc quốc gia đại sự rồi thì tính đến chuyện dựng vợ gả chồng đi. Bà thần khuyên Tô Gia hãy đến nhà Gia E và chị em song sinh Eze và Linze để thông báo chuyện kết hôn. Nghe lời thần tình yêu, hôm sau Men đưa Gia E về nhà cô và xin được mang chầu cau sang hỏi cưới. Cha vợ lập tức muốn đọ kiếm với Tô Gia để xem năng lực của cậu thế nào, có bảo vệ được con gái mình không.
Thấy vậy, Gia Ê cầm kiếm lên quyết đấu với cha mình. Cô không muốn người quan trọng nhất trong cuộc đời bị thương nên quyết tâm bảo vệ Tô Gia đến cùng. Thấy được tâm ý của con gái, người cha cũng không làm khó nữa mà đồng ý hôn sự của hai người. Tiếp đó, Tô Gia theo chân chị em song sinh về miền quê xa. Vừa gặp mặt, chú vợ đã quỳ xuống hành lễ với cậu. Ông ấy là người rất yếu đuối trước quý tộc, có vẻ như hồi nhỏ ông đã gặp phải chuyện gì đó liên quan đến quý tộc nên cực kỳ sợ hãi họ. Thấy Tô Gia là vua mà lại khiêm tốn và lễ phép khiến cô Lana rất hài lòng. Giờ thì cả hai cô chú có thể yên tâm gả chị em song sinh cho cậu rồi. Một cậu bé nghĩ mên rất mạnh nên thỉnh cầu Tô Gia hãy đánh bại gấu sấm sét. Nó là con ma thú phóng ra sấm sét từ cơ thể. Dạo gần đây chúng vô cùng hư hỏng, nhiều mảnh dụng bị chúng tàn phá. Tô Gia liền nhận lời và tiêu diệt bọn gấu trong một nốt nhạc. Do số lượng ma thú cậu tiêu diệt được khá lớn nên Tô Gia phải ngồi lại hội thám hiểm trước khi nhân viên kiểm duyệt xong. Trong thời gian chờ, Mên vô tình gặp lại ND. Đây là cơ hội tuyệt vời để thu thập thông tin. Tô Gia kêu ND vào uống chén trà cho mát ruột mát gan rồi hỏi chuyện về mấy con phở dây. ND nói rằng chúng không phải vật thể sống ở trái đất và phở dây có một vị vua. Hiện tại chúng đi đến thế giới này để tìm lõi của vị vua đó. Chúng tàn sát người vô tội vì lõi vua đang trú ngụ trên cơ thể ai đó trong thế giới này. Phờ dây tìm lõi dựa vào âm thanh vị vua phát ra, nhưng tim người cứ đập bình bịch. Thì làm sao mà nghe thấy tiếng kêu thất thanh của lõi vua chứ? Thành ra chúng mới làm hại con người, mong có thể nghe rõ tiếng vua kêu hơn. Đây cũng là lý do xảy ra cuộc chiến giữa con người và phờ dây vào 5.000 năm trước. Không rõ tại sao kết giới được hồi phục khiến cho bọn chúng không xâm lược được nữa. Ở thời điểm đó, ND đã có mặt để đánh đuổi tàn dư của lũ phờ dây khép lại cuộc chiến. Nhưng giờ kết giới đang mở ra rồi nên sớm muộn gì bọn phờ dây cao cấp cũng đến thôi. Giờ thì ND sẽ đi sang thế giới khác trước khi lõi vua xuất hiện, vậy là trước khi bọn phờ dây đổ bộ vào thế giới này một lần nữa. Tô Gia phải nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó với bọn chúng. Cậu đến công xưởng để hỏi Rosetta về phờ diêm ghi. Cô nói người điều khiển nó cần ma lực và cơ thể tương thích với bộ máy, nhưng nếu rèn luyện thì ai cũng có thể lái được thôi. Còn việc sản xuất hàng loạt thì rất khó vì cần nhiều nguyên liệu và công sức. Ngay cả công xưởng vạn năng cũng chỉ có thể sản xuất một ngày một con. Hiện nay trong kho chứa chỉ có 4 đến 6 con, vì chưa kịp sản xuất hàng loạt thì bọn phờ dây đã bị bít cửa đến đây rồi. Vậy thì Tô Gia chỉ còn cách thu thập nguyên liệu và tiếp tục tìm kiếm di tích Babylon thôi. Cậu về nhà và cùng với Bạch Đế và Hắc Đế để triệu hồi Viêm Đế. Đó là vị vua của bầu trời, chỉ cần ho một cái thì sẽ có cả đàn chim đi tìm di tích cho mình. Khi Viêm Đế gặp Tô Gia cùng với các thú đế thì đồng ý ký hợp đồng lao động ngay. Vì Tô Gia đã thu phục được họ rồi thì chẳng có lý do gì lại không ký được khế ước cả. Từ giờ trở đi tên của Viêm Đế sẽ phục vụ Tô Gia dưới mật danh Koji. Sau khi lập khế ước, chú chim non gọi cả bầy chim đi làm nhiệm vụ tình báo tìm Babylon cho chủ. Hôm sau Tô Gia và Jumina chung chăn chung gối cùng nhau thức dậy. Tô Gia thấy vợ ở trước mắt thì ước hai người cứ mãi như thế này. Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng hôm qua đi ngủ có một mình, sao nay mọc ra thêm người nữa vậy? Thấy cô ngọ nguậy, Tô Gia giật mình nhảy bổ ra khỏi giường. Dáng vẻ mới thức dậy cực kỳ dễ thương của thiếu nữ Jumina khiến cho trái tim Tô Gia phải loạn nhịp. Do gần đây Mên bận việc nước lơ là hậu cung nên cô đành trèo lên giường để ngủ cùng cậu để củng cố tình cảm vợ chồng. Sắp đến giờ ăn sáng nên Jumina hôn tạm biệt Tô Gia và đi chuẩn bị bữa sáng. Cậu đang than khổ than sở với cô Haku vì sự bạo dạn của Jumina thì cô Ji quay về thông báo tin vui cho Tô Gia. Một chú chim trinh sát đã tìm thấy một kim tự tháp đen tuyền được xây bằng chất liệu kỳ lạ. Nghe vậy Tô Gia tập hợp hội các bà vợ để lên kế hoạch đi đến đó bằng Babylon. Cậu hy vọng lần này sẽ tìm thấy kho chứa, nhưng những người còn lại nghĩ đó là những di tích khác như thư viện hay phòng nghiên cứu. Đã thế họ lại còn mang chuyện này ra nhà cái đến từ châu Âu để cược xem ai đoán chúng sẽ nhận được hết tiền đóng bát họ. Tô Gia thấy mấy bà này có máu đỏ đen quá, phải cản ngay không thì có ngày bị công an rước lên phường. Họ đến hoang đảo để tìm kiếm di tích, trên đường đi nhà Tô Gia gặp vô số quái thú. Tất cả đều bị các cô vợ đánh bại hết. Tô Gia ở bên ngoài bất lực ca thán, tôi còn chưa kịp đổ mồ hôi ra đập chúng nữa mà sao tỏi hết rồi. Sau khi tiêu diệt lũ quái vật, Paula kéo áo cậu và dẫn Tô Gia đến kim tự tháp. Mê nhanh chóng vào bên trong và dịch chuyển đến di tích Babylon kia. Tô Gia xém nữa thì ăn cú đập dáng trời của người cai quản nơi đây là Monica. Cô quản lý này khá hung dữ, sau khi biết Tô Gia là chủ nhân của khu vườn công xưởng và tòa luyện kim, Monica liền tiến đến solo với cậu. Nhưng Tô Gia dùng phép trơn trượt và lá chắn làm Monica té ngã. Toàn bộ xiêm y bên trong của cô bị Mên thấy tất không chỉ một mà đến hai lần, khiến cô bé bất lực chấp nhận Tô Gia là người tương thích làm chủ nhân kho chứa. Nghe đến đây Tô Gia vui mừng khôn xiết và hỏi về robot phờ diêm ghi. Monica dẫn cậu đến nơi người máy được cất giấu và bảo quản. Cửa được mở ra, con người máy khổng lồ xuất hiện khiến Tô Gia rất phấn khích. Cậu muốn bay lên đó để điều khiển nó ngay lập tức, nhưng Monica đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt Tô Gia. Hiện tại không có nhiên liệu dầu ethe nên không thể sử dụng phờ diêm ghi được. Monica nhớ rằng người quản lý của phòng nghiên cứu có thể tạo ra nó.
Tô Gia bật ngửa vì giờ phải đi kiếm thêm phòng nghiên cứu mới dùng được con robot. Chợt Monica nhớ ra Floja cũng biết cách tạo ra dầu ethe. Lập tức mên phóng như bay đến gặp cô ấy. Floja xác nhận mình cũng biết làm ra loại dầu đó, mỗi tội chất lượng kém hơn so với loại dầu mà quản lý phòng nghiên cứu làm ra. Thôi thì méo mó còn hơn không. Tô Gia muốn Floja sản xuất dầu ngay lập tức. Nhưng mà không có quặng ethe thì làm ra dầu kiểu gì? Quặng ethe là loại quặng có tính chất khuếch đại lưu trữ và giải phóng ma lực. Linze nghe thấy tính năng rông giống ma thạch nên mang nó ra cho Floja xem. Đúng là ethe rồi, vậy là vấn đề đã được giải quyết. Tô Gia quay lại tính ăn mừng thì gặp bộ mặt như kít ngâm của mấy bà vợ. Ma thạch là một thứ rất quý giá, nếu như Tô Gia cần số lượng lớn thì khó có được. Vì chỉ với một lượng nhỏ đã có giá rất cao rồi, nếu cần cả quặng thì chẳng thể định giá nổi mất. Tô Gia nghe xong liền suy sụp, rất may Gia E đã gợi ý cậu nên dùng iPhone 14 để tìm xem nhỡ đâu lại thấy. Tô Gia rút điện thoại ra và xác định được vị trí quặng rồi đi đào chúng lên. Với quặng ethe to đùng này, Floja có thể sản xuất khá nhiều dầu. Nhưng nửa tháng sau sản phẩm mới ra lò, vậy nên Rosetta đã làm ra hệ thống giả lập điều khiển Frenzy. Chỉ cần chút ma lực thì Tô Gia đã có thể trải nghiệm cảm giác điều khiển robot rồi. Khi cậu đã quen dần với chuyển động của Frenzy thì Monica xuất hiện để dạy cho Tô Gia cách chiến đấu. Sau vài đường kiếm mên đã khiến cho robot của Monica ngã chồng vó lên trời. Sau khi tập luyện, Tô Gia mời những người vợ đến phòng mô phỏng chơi cho xôm. Đến giờ thì cậu đã chuẩn bị kha khá được vũ khí để chiến đấu với bọn phờ dây rồi. Thấy tên người máy là phờ dêm ghi quá phèn nên Tô Gia đang tính đổi sang cái tên che vali thì đột nhiên Su lao đến người mên và đòi kết hôn với cậu. Quản gia Lê Im nhanh chóng đi đến và tách cô bé ra khỏi người của Tô Gia. Ông nói rằng có người đã đến cầu hôn tiểu thư Su, nhưng cô bé nhất quyết không chịu và kêu lên nếu người đó không phải Tô Gia thì nhất quyết không lấy. Người cầu hôn tiểu thư là hoàng tử Gia Bune của Line, hắn ta có rất nhiều sờ can đồ về chuyện tình ái. Đã có vô số những tiểu thư và thiếu nữ trong vương đô phải rơi lệ vì sự tàn bạo và thái độ lồi lõm của hắn với phụ nữ. Có lời đồn thổi rằng chính vì điều này mà hoàng tử 30 tuổi rồi vẫn chưa được nối ngôi. Má ơi, ông này là loli con ưa bạo hành phụ nữ sao? Vậy mà tên đó lại nhất kiến trung tình với Su vừa mới gặp mặt cô bé ở yến tiệc đã ngỏ lời cầu hôn rồi. Su không đồng ý, quản gia Lê Im cũng phản đối chuyện này. Cô bé chạy đến cầu xin Tô Gia hãy kết nạp mình vào dàn harem của cậu để tránh phải lấy cái thằng dở hơi kia. Thật ra Tô Gia cũng phản đối hôn sự này, nhưng đây là vấn đề mang tính quốc gia nên không thể quyết định chỉ bằng ý kiến của một mình cậu được. Tô Gia quay về nhà để hỏi ý kiến tổ tư vấn thì ai ai cũng đồng ý. Chị em nào cũng thích có thêm đồng đội vào băng đảng nóc nhà của Tô Gia cho vui nhà vui cửa, nhưng mà chuyện cậu muốn thảo luận có phải đưa Su vào dàn harem đâu. Tô Gia muốn bàn xem làm thế nào để từ chối cuộc hôn nhân với hoàng tử Gia Buneker mà. Mấy cô vợ ngây thơ nghĩ rất đơn giản, đó là cứ cho Tô Gia và Su đính hôn là được. Nhưng đời có như mơ đâu, hoàng tử là tên thù dai. Hắn ta sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Belfast nếu mọi chuyện không như ý. Seka đưa ra ý kiến cứ để tên khốn đó bay màu để làm sạch bầu khí quyển trái đất. Nghe vậy đội robot nghĩ ra 1001 cách tiễn tên hoàng tử kia về trời. Sau tất cả các phương án, Tô Gia quyết định đến tìm gặp công tước và cho ngài ấy biết suy nghĩ của Su để cùng nhau tìm cách giải quyết. Công tước nói chỉ cần Tô Gia đồng ý kết hôn với Su thì mọi tức giận sẽ đổ lên nước bờ du hi, còn nước Belfast sẽ chẳng sao cả. Vậy mà cũng nghĩ ra được ấy hả công tước? Tô Gia thắc mắc sao tên hoàng tử ngu ngốc và nhiều tai tiếng như thế vẫn chưa bị trục xuất khỏi vương tộc cơ chứ. Alfred nói rằng đằng sau hắn ta có sự hậu thuẫn rất lớn của người chú ngoại là thủ tướng Wadak. Tên Wadak đó thao túng triều chính biến vua trở thành một con bù nhìn, vậy nên hoàng tử Gia Bune tha hồ tung hoành ngang dọc mà chẳng sợ điều gì cả. Hiện giờ người đàng hoàng trong vương tộc chỉ có đệ nhị hoàng tử mà thôi. Người là con của thê thiếp nên không có liên quan gì đến tên Wadak kia. Dù cho nhị hoàng tử bị đày ra đảo sống và bị người trong hoàng cung khinh thường thì ngài vẫn là một người tuyệt vời. Đúng lúc này sứ giả của Line đến để nhận lời hồi đáp cho cuộc hôn nhân. Công tước lập tức từ chối lời đề nghị đó và nói rằng ngài đã quyết định gả Su cho Tô Gia vua của bờ Du Hi rồi. Sứ giả nghe xong lập tức dập đầu quỳ lạy và cầu xin Tô Gia sử dụng phép dịch chuyển để cứu mẹ mình. Tô Gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên bảo anh sứ giả kể đầu đuôi câu chuyện cho mình nghe. Bất ngờ anh ấy chính là Cờ Lao, nhị hoàng tử của vương quốc Line. Tô Gia và công tước rất bất ngờ khi người mình vừa nhắc lại xuất hiện ngay tại đây. Cờ Lao nghe đồn mẹ mình bị cách ly do bệnh tật nhưng anh biết đó không phải sự thật. Chắc chắn Vương Phi đang bị giam cầm trong tay thủ tướng Wadak rồi. Đức vua cho dù muốn cứu Vương Phi cũng không được. Vì quyền lực của Wadak là quá lớn nên có động tĩnh cái thì Vương Phi sẽ bị thủ tiêu ngay. Đột nhiên đầu của Tô Gia nảy số, chẳng lẽ chuyện kết hôn lần này là cái cớ để tên Gia Bune lên ngôi vua sao? Đúng là như vậy, có lẽ hắn chọn Su là vì cô bé còn quá nhỏ nên rất khó phản kháng và dễ điều khiển. Công tước Alfred đứng dậy và thỉnh cầu Tô Gia hãy tập hợp vua của các nước để lập mưu phế truất tên hoàng tử ngu ngốc kia, đồng thời lập nhị hoàng tử Cờ Lao lên ngôi vua.
Liên minh phương Tây được tập hợp các quốc vương đều đồng ý đưa cờ lao lên ngai vàng, nhưng nhỡ đâu không có quý tộc nào theo phe nhị hoàng tử thì đất nước lại chia bè phái và loạn lạc ngay. May là có cựu thủ tướng Cope đang ủng hộ cờ lao trong bóng tối nên mọi chuyện được giải quyết dễ dàng hơn. Tất cả nhà vua các nước đồng loạt giơ tay tán thành cuộc lật đổ hoàng tử Jabune này. Tô gia đề nghị hạ bè lũ tên qua đắc trước và tránh đàn áp bằng vũ lực. Nghe vậy mấy ông vua ném hết mọi chuyện cho Tô gia tùy ý hành sự. Đầu tiên cậu tàng hình đi theo cờ lao để xem tên Jabune kia là người thế nào. Trong khi nhị hoàng tử đến hoàng cung gặp hắn để báo cáo chuyện hôn sự, lúc cờ lao nói chuyện với Jabune thì Eze và Tô gia chú ý đến chiếc vòng nô lệ trên cổ một cô gái. Từ cách tên Jabune nói chuyện đến cách đối xử của hắn với người khác đã đủ để thấy đây là tên khốn nạn đến cỡ nào rồi. Ngay sau khi cờ lao báo cáo công tước Anfet từ chối hôn sự vì Su đã có hôn phu thì Jabune tát thẳng vào mặt cờ lao và chửi anh là kẻ vô dụng. Ít nhất cũng phải bắt được con tiểu thư kia và mang cho nó vòng cổ nô lệ chứ, biết Tô gia là vị hôn phu trong truyền thuyết. Nên Jabune kêu em trai quay về Befat để lan truyền tin đồn Men là kẻ hám gái và sở khanh khiến rất nhiều cô gái phải đổ lệ. Cờ lao nghiêm mặt tỏ rõ ý phản đối vì vậy mà hắn ta đánh đập và mắng chửi anh không thương tiếc. Đúng lúc này hoàng hậu xuất hiện hỏi có chuyện gì thì Jabune liền bày ra vẻ mặt vô tội, nói mình chỉ đang dạy dỗ em trai không nghe lời thôi. Thấy vậy hoàng hậu liền khen ngợi hắn và hỏi chuyện hôn sự. Jabune nói mọi chuyện bị đổ bể vì cờ lao rồi. Nhưng dù cho hôn sự bị hủy bỏ thì hắn ta vẫn sẽ trở thành hoàng đế. Nghe vậy hoàng hậu đi kiếm qua đắc để nói chuyện thử xem sao. Sau khi đám người Jabune rời đi, Tô gia đưa cờ lao đến nơi an toàn để trị thương. Tiếp đó cậu dùng dịch chuyển tìm gặp nô lệ và giải cứu cô khỏi tên Jabune kia. Không thấy đồ chơi của mình đâu, Jabune giáo giết đi tìm. Hắn ta đang chạy quanh hoàng cung thì gặp qua đắc. Hắn ta kể lể rằng chẳng biết nô lệ của mình bỏ đi đâu chơi rồi. Thấy vậy qua đắc bảo Jabune xử cô ta đi, còn lại thì ông sẽ xử lý việc hậu sự cho. Xem ra thủ tướng cũng độc ác không kém gì đại hoàng tử cả. Qua đắc dự định sẽ cho cờ lao sang nước Pha Lô để gửi thư tuyên chiến. Ông ta quá nham hiểm rồi, vua Pha Lô nhận được tin có lẽ sẽ đắp chiếu cho cờ lao ngủ giấc thiên thu luôn. Giờ này họ không chỉ đối phó với Jabune mà là cả tên cầm thú qua đắc nữa. Trời chập tối, Tô gia và những người bạn cùng nhau đến Galia, nơi giam giữ mẹ của cờ lao để cứu người. Men mở điện thoại lên niệm phép khóa chặt quân lính và làm họ bị tê liệt, rồi đường đường chính chính đi vào trong tòa tháp nơi giam giữ vương phi. Khi gặp nhau hai mẹ con xúc động khóc không ngừng, họ như chưa hề có cuộc chia ly vậy. Tô gia mở cổng dịch chuyển nhanh chóng giải cứu vương phi. Thủ tướng Cope biết tin nhị hoàng tử quyết tâm đối đầu với thủ tướng qua đắc, hơn nữa lại còn có sự giúp sức của các quốc gia khác thì vui mừng vô cùng. Mặc dù có nhiều nước can thiệp vào vấn đề này nhưng Tô gia vẫn không muốn dùng vũ lực để giải quyết ân oán. Cậu tính tìm cách khác để chốt quyền kế vị của Jabune nhưng điều đó là khá khó khi những bằng chứng về tội trạng trước đây của hắn đã được qua đắc thủ tiêu. Trong cái rủi có cái may, mặc dù chưa thể phế truất được Jabune nhưng họ đã cứu được vương phi rồi nên từ giờ Tô gia có thể tự do hành động. Nhìn cái bản mặt đắc đắc này là biết trong đầu ông Men lại có kế hoạch đen tối gì đây. Biết vương phi Ezia được hoàng tử cờ lao cứu ra khỏi nhà giam thì qua đắc rất tức giận. Hắn ta muốn ép đức vua nhường ngôi cho Jabune và nhanh chóng bắt cờ lao lại. Tô gia bật điện thoại lên ghi lại toàn bộ âm mưu chiếm đoạt ngôi vị của qua đắc và hoàng hậu Dacia. Sau khi Jabune lên ngôi, qua đắc sẽ cho hoàng thượng cùng cờ lao ngỏm củ tỏi luôn. Ông ta không để cho bất kỳ ai mang dòng máu hoàng tộc được sống sót. Ơ, chẳng phải Jabune là con trai đức vua sao? Sự thật được tiết lộ, tên hoàng tử khốn nạn kia không mang dòng máu hoàng tộc. Hắn ta thực ra là con của qua đắc cùng hoàng hậu. Đó là lý do tại sao tên thủ tướng lại dốc sức phò tá tên Jabune kia lên ngôi. Giờ phút này thì cờ lao không còn chút lưỡng lự và đắn đo nào nữa. Anh quyết tâm sẽ chiến đấu với bọn tạo phản kia. Tô gia mở cánh cổng dịch chuyển đến chỗ vua Line đang ở để mách lẻo chuyện của đôi gian phu dâm phụ. Hôm sau đức vua thông báo mình sẽ nhường ngôi cho cờ lao khiến cả nhà ba người sốc tận óc. Họ phản ứng và nói đệ nhất hoàng tử mới là người kế nghiệp ngai vàng chứ. Đức vua tức giận, ông không thể tin được người đàn bà ngoa độc này lại mang thai của kẻ khác rồi đưa đứa con đó lên làm vua. Đúng lúc này Tô gia đi vào và phát trực tiếp đoạn phim qua đắc và Dacia tình tứ cùng nhau lên kế hoạch ám sát vua. Qua đắc cố gắng thanh minh mình trong sạch nhưng vô vọng thôi. Giờ vương phi Ezia đã được giải cứu nên chẳng có gì khiến vua sợ nữa. Ngài tước bỏ chức vị thủ tướng của qua đắc và ra lệnh xử tội bọn phản quốc. Jabune tức giận cho rằng mình không liên quan gì và muốn cho Tô gia viên kẹo đồng rồi dẫm đạp lên những người thân yêu nhất của cậu. Men rút súng ra bắn vài phát đạn làm hắn sợ đến mức ngất xỉu. Cuối cùng ba người bị nhốt vào trong hầm ngục chờ ngày phán xử. Sau lễ đăng quang, cờ lao khôi phục lại chức thủ tướng cho Cope và thanh trừng những người bắt tay với qua đắc. Còn Jabune, qua đắc và Dacia bị bí mật bán cho bọn buôn nô lệ ở Sandoza. Nước Line sau đó đã gia nhập khối liên minh các nước phương Tây, còn Su được đặc cách trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất trong hội những bà vợ của Tô gia. Hôm nay là ngày tổ chức lễ cưới của Leon và Oga.
mọi người đều đến chúc phúc cho đôi uyên ương. Trong hai người họ hạnh phúc mà hội những bà vợ của Tô gia bấn loạn cả lên tưởng tượng đến cảnh làm đám cưới với Mên. Sau khi tham gia đám cưới, Jumina đề xuất hẹn hò tập thể để cho tình yêu của họ với Tô gia trở nên sâu đậm hơn. Mên bất ngờ, bây giờ chẳng phải họ đều là hôn thê của cậu rồi mà sao lại muốn thân mật hơn làm gì cơ chứ? Jumina phản bác, dạo gần đây Tô gia đã bỏ bê hội vợ con quá nhiều khiến cho ai ai cũng thấy cô đơn. Chẳng lẽ Mên là kiểu nồng nhiệt khi tán và lạnh nhạt khi yêu sao? Lời nói này khiến Tô gia phải xem xét lại bản thân. Đúng là dạo gần đây cậu chạy đôn chạy đáo khắp nơi nên không dành thời gian cho mọi người được. Sau một hồi suy nghĩ, Tô gia quyết định cùng họ ra ngoài chơi để tạo thật nhiều kỷ niệm bên nhau. Qua vài tiếng chuẩn bị, hội chị em xuất hiện với bộ trang phục mang hơi thở hiện đại. Họ đã đặt may ở cửa hàng của chú gia nác theo thiết kế của Mên. Thực sự thì Tô gia cũng khá bất ngờ khi mấy bà vợ của mình coi trọng buổi hẹn hò này đến mức đặt áo theo sở thích của cậu. Giờ thì ngày quẩy tới bến bắt đầu. Trước đó các cô gái cùng nhau chơi trò kéo búa bao để phân chia xem ai sẽ được ôm Tô gia trước. Điểm đến cho buổi hẹn hò lãng mạn này là ở Jefferson. Họ cùng nhau đi shopping, uống cà phê và đi xem diễn kịch. Mọi người đang chuẩn bị đi vào rạp thì mấy ông giang hồ từ đâu chui ra. Thấy Tô gia có vẻ là người có money nên tên cầm đầu muốn xin chút tiền để tiêu cho đỡ buồn. Ai ngờ chỉ một tích tắc bọn chúng đã bị đánh cho ngất trên cành quất, rồi bị tống đến căn cứ của đoàn hiệp sĩ tại Jefferson. Mặc dù có bọn cướp phá rối giữa buổi hẹn nhưng họ đã kịp thưởng thức buổi diễn kịch kia. First date thành công mỹ mãn, hội chị em vui vẻ kéo Tô gia về nhà để cùng nhau ăn tối. Chạy được một đoạn thì Mên thấy Su ở phía trước. Cô bé rất tức giận vì mọi người bỏ quên mình ở nhà, thành ra hôm sau Tô gia phải sắp xếp một buổi đi chơi riêng với Su. Họ cùng nhau đi vòng quanh thị trấn và dừng lại bên cạnh con suối nhìn đám trẻ chơi đùa. Cô bé đã rất vui khi được ở bên cạnh cậu cả ngày. Su mới chỉ là một đứa trẻ nhưng cô đã biết mọi người sống ở đất nước này đều được nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Điều đó chứng tỏ Tô gia đúng là người đàn ông tuyệt vời và là một vị vua tốt. Thực ra ban đầu Mên chỉ định lập quốc gia để những người thân cận sống thoải mái thôi. Ai ngờ dân số đã được tăng lên, kinh tế cũng được phát triển. Dường như mọi người dân đều đang rất hạnh phúc với cuộc sống tại nơi đây, Tô gia tự nhủ mình sẽ phải cố gắng hơn để người dân hạnh phúc hơn nữa. Đúng lúc này cô Haku gọi cho Tô gia thông báo đã chiết xuất xong dầu Ether rồi. Mên chạy như bay đến kho chứa để tận mắt thấy con robot được khởi động, người điều khiển nó đầu tiên là Jae. Cô đã có lần lái thử đầu tiên thành công mỹ mãn, Lucia quay ra hỏi sao Tô gia không lên lái đầu tiên, cậu đã rất mong chờ chuyện đó mà. Mên giải thích rằng Jae là người có lượng ma lực ít nhất, nên nếu cô ấy điều khiển được nó thì người khác cũng có thể làm được. Tô gia đang tính lên lái thì Eze đã nhanh chân leo lên buồng điều khiển đưa robot đi chỗ khác chơi. Vậy là Tô gia từ slot thứ hai biến thành slot cuối cùng. Vì mấy bà vợ ai cũng muốn thử trước thôi thì đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Sau đó Rosetta gọi cậu đến công xưởng để đưa cho Tô gia vũ khí dùng để chống lại phờ dây. Cây kiếm này được làm từ tinh thể của con phờ dây. Cách lấy độc trị độc này chỉ có Tô gia nghĩ được ra mà thôi. Vũ khí chống lại chúng đã có, giờ chỉ còn lại việc sản xuất phờ dây ghi hàng loạt nữa là xong. Nhưng lượng Ojicha còn lại quá ít nên Rosetta muốn bổ sung thêm. Chuyện này làm Tô gia khá đau đầu vì không biết lấy đâu ra số lượng lớn như vậy. Bỗng nhiên Jumina và Lucia chui từ bên đường ra đến bên cạnh xà nẹo với cậu và kêu sao Tô gia cứ bỏ mặc vợ ở nhà như thế. Mên nói rằng mình phải thu gom Ojicha làm nguyên liệu cho phờ dêm ghi nhưng mà không biết ở đâu. Jumina gợi ý cậu có thể đến mỏ quặng rồi tìm người bán nhưng nó là kim loại hiếm nên giá cũng khá chát. Tô gia lo cho tương lai đất nước nên muốn tiết kiệm. Đột nhiên cậu nghĩ ra đến chuyện đánh golem Ojicha để lấy nguyên liệu. Tô gia bật điện thoại lên để xác định vị trí của nó và bay đến vương quốc Letia thu thập chúng. Khi đang bay trên bầu trời, cậu phát hiện nơi đây đang bị mấy con phờ dây quấy phá. Gì chứ, ông là điểm gở à mà đi đến đâu cũng có biến thế. Tô gia nhanh chóng bay đến và thịt lục mấy con phờ dây hư hỏng phá phách buôn làng đó. Cậu nhận ra bọn này chỉ là hạ cấp nên có thể dễ dàng rút lõi và phá hủy chúng. Nhưng Tô gia không làm thế mà sử dụng thanh kiếm mới chế tạo để xem nó sắc bén cỡ nào. Mên quay sang bảo cô gái giao mọi chuyện ở đây cho mình và dẫn người dân đi lánh nạn. Sau đó Tô gia dùng sơ kiêu bão kiếm và quét kiếm của sư phụ ra, Suo nhoáng một cái đã hạ gục bọn phở dây. Sau khi cho bọn chúng đi đời nhà ma thì cậu tiếp tục dùng phép trị thương để giúp cho các binh lính hồi phục sức khỏe. Xong việc, Tô gia và cô gái mới có dịp để giới thiệu về bản thân. Cô gái cầm đầu nhóm kỵ sĩ này là đệ nhất công chúa của vương quốc Letia tên là Hidega. Khi biết Tô gia chính là vua của bờ Juhi thì công chúa đã rất ngưỡng mộ cậu. Đám quái vật mà Minat có lập nhóm cũng không đánh bại được lại bị Tô gia luộc thịt trong nháy mắt. Cô chú ý đến thanh kiếm của cậu, nó được làm từ cơ thể của bọn phờ dây nên mới cứng cáp như thế. Thấy Minat thèm khát muốn có được thanh kiếm này, Tô gia liền tặng nó cho công chúa. Sau đó cậu rời khỏi thị trấn để tìm đến con golem Ojicha và hạ gục nó. Trên đường về nhà, Tô gia bắt gặp một con nai cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu đuổi theo nó đến dòng suối thì Mên thấy một cô gái đang bị thương.
Tô Gia lập tức đi đến chữa trị, chỉ một lúc cô ấy đã tỉnh lại. Tô Gia nhanh chóng đưa gái lạ đến tòa luyện kim để Floja hồi phục. Floja nói rằng cô gái kia đã bị chứng mất trí nhớ. Dù khả năng đọc hay tính toán vẫn còn nhưng cô ấy chẳng nhớ gì về bản thân cả. Tô Gia nghi ngờ liệu có phải việc tái tạo tay chân dẫn đến việc mất trí nhớ không? Đùa tái tạo tay chân chứ có phải tái tạo não đâu mà kêu gây mất trí nhớ. Nếu Men còn nghi ngờ thì Floja sẽ cắt phăng của quý đi rồi tái tạo lại xem có mất trí không. Tô Gia nhanh chóng che chắn chỗ hiểm của mình lại ngăn cho con robot này gây họa. Cậu tiến vào phòng trị thương hỏi thăm sức khỏe của cô gái và giới thiệu về mình rồi kể về hoàn cảnh gặp cô như thế nào. Vì cô không nhớ được tên của mình nên Tô Gia cố gắng tìm cái tên phù hợp để đặt cho cô gái. Trong phút giây Tô Gia đắm chìm vào đôi mắt xinh đẹp của cô thì cậu bật ra cái tên Sakuza. Cô ấy vui vẻ chấp nhận cái tên mới đó. Sau khi Sakuza hồi phục thì Tô Gia đưa cô về lâu đài để sinh sống. Mặc dù mất trí nhớ nhưng trông Sakuza lại rất thong thả. Có lẽ vì quên đi ký ức nên cô mới không vướng bận về sự đời. Tô Gia ra ngoài vườn tìm Sakuza thì nghe được giọng hát trong trẻo của cô liền tiến đến khen ngợi. Sau đó cậu đến phòng âm nhạc và test thử đàn piano. Đã lâu lắm rồi Tô Gia mới được sờ vào đàn vì hồi nhỏ cậu đánh đàn rất kém nên đã phải luyện tập rất nhiều. Thấy Tô Gia đánh đàn hay như mô ra thì Sakuza vỗ tay khen ngợi và tiến đến order một bài nữa nghe cho đã cái nư. Cậu đánh tiếp một bản nữa, Sakuza ở bên cạnh thấy Phiêu Phiêu cũng góp giọng. Cả hai cùng hòa quyện lại với nhau và tạo ra một live show làm rung động những trái tim thiếu nữ của nhà Tô Gia. Hôm sau người của hội thám hiểm đến tìm Men để nhờ cậu đánh bại con quái vật có tên là Kato Blepat. Nó là loại ma thú khá khó xơi, miệng nó phun ra loại độc khiến hoa cỏ bị úa tàn. Nhưng thứ đáng sợ hơn là con mắt ma thuật của nó, khi nhìn vào mắt Kato thì sẽ bị hóa đá ngay lập tức. Đã có 13 nhà mạo hiểm giả bị đóng đá khi cố gắng tiêu diệt nó rồi. Vậy nên Perjim mới tìm đến người mạnh nhất là Tô Gia để giải quyết con quái vật kia. Có một người đồng hạng với cậu nhưng đó là vị vua đời trước của Letia, năm nay đã 70 tuổi rồi, nên cô không thể đem chuyện này đi nhờ vả ngài nữa. Cậu hỏi xem thù lao cho vụ này là bao nhiêu, và đồng ý ngay khi biết sẽ nhận được món hời khi tiêu diệt được ma thú Kato. Với ma thuật hồi phục của mình, Tô Gia vừa có thể cứu bản thân khi bị hóa đá và giúp những mạo hiểm giả kia được giải thoát. Khi các bà vợ nghe được Tô Gia vì món thù lao hời mà nhận lời thì khinh bỉ cậu vô cùng. Linze là người đọc nhiều sách nên có biết qua về con ma thú này. Kato thuộc loại thú hiếm vì chúng có thể hóa đá được đối phương nên rất khó tìm được bạn đời. Nghe vậy các cô gái đều thấy chúng thật đáng thương khi không thể nhìn vào mắt người mình yêu được. Thậm chí ra Eda sầu đa cảm còn rơi nước mắt nữa. Cuộc đi săn lần này không chỉ có mình Tô Gia mà còn có cả các bà vợ. Vì ai ai cũng đòi đi cùng nên cậu đành lôi họ theo. Ở trên khu vườn, Tô Gia tặng thanh kiếm Katana được làm từ tinh thể phở dây cho Jae, để cô dễ dàng đối phó với ma thú Kato tốt hơn. Điều này khiến cho hội chị em vô cùng ghen tị và bày ra vẻ mặt ghét bỏ đối với Men. Đã đến nơi Kato sinh sống, Tô Gia cùng đồng bọn đi tìm con quái vật. Cậu tính tiêu diệt xong ma thú mới giải cứu những mạo hiểm giả đen đủi kia. Vì Tô Gia sợ họ sẽ bị cuốn vào cuộc chiến thì lại làm vướng chân vướng tay mình. Đột nhiên có một con Kato đứng trước mặt cậu. Lập tức Tô Gia cùng đồng đội nhảy bổ ra chiến đấu với con quái vật. Nó bị đánh thì trực tiếp thả khói độc khiến đội hình chiến đấu chạy tán loạn. Linze do quá sợ hãi nên không thể chạy kịp. Thật may Tô Gia đã nhanh tay bế cô đến nơi an toàn. Tiếp đó cậu vung một kiếm làm đầu ma thú đứt đôi ra. Đúng lúc này Jumina kêu lên nhắc nhở Tô Gia đang bị hóa đá. Cậu lập tức dùng phép phục hồi để dừng quá trình hóa đá lại, nếu chậm tí là Tô Gia niệm rồi. Đột nhiên Lucia kêu lên vì cơ thể cô đang biến thành đá dù con Kato đã tỏi. Nhưng đôi mắt của nó vẫn có thể khiến cho con người bị hóa đá. Mọi người cùng nhau gỡ đá ra khỏi người cô bé. Khi cơ thể đã trở lại nguyên vẹn thì Lucia xấu hổ vô cùng và kêu Tô Gia quay đi chỗ khác. Đùa chứ hóa đá cả Pansu luôn ạ. Cũng may trước khi đi Lucia đã bỏ trang phục vào túi vật phẩm nên vẫn còn đồ để thay. Tô Gia ở đằng sau mặt đang đỏ phừng phừng thì phát hiện có một con Kato đang tiến đến gần. Nó nhanh chóng hóa đá Tô Gia khiến cậu loạn lên niệm phép hồi phục. Chít tịt đôi mắt đáng ghét, ước gì có thứ gì che được nó đi thì tốt quá. Nghĩ đến đây Tô Gia chợt nhớ ra mình đã tìm thấy phép làm mờ trong khi đọc sách. Cậu nhanh chóng dùng phép che mắt và cùng đồng đội tiêu diệt nó. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Tô Gia bàn giao ma thú cho nhân viên của hội thám hiểm và giải cứu những người bị hóa đá. Lucia thấy vậy la lên cản cậu lại nhưng không kịp nữa rồi. Đá được phá ra, 13 người trần như nhộng đứng trước mặt họ làm các thiếu nữ xịt máu mũi. Hôm sau Tô Gia cho vua của các nước phương Tây thử dàn máy phở game ghi siêu xịn sò. Ông nào ông nấy cũng chiến hết lực đến mức quên tuổi tác mà chơi cả tiếng đồng hồ. Sau khi thử nghiệm xong, vị vua nào cũng muốn có một con để tập luyện và chuẩn bị cho trận chiến với phở dây. Chỉ một mình nước bờ Du Hy thì có lẽ không thể đối phó với số lượng lớn phở dây. Nên Men cho nhà vua phở game ghi để luyện tập thành thạo trước khi mình tạo ra nhiều người máy hơn. Ông ngoại thấy công chúa Hidega nhìn thanh kiếm của Tô Gia tặng mà giàu dĩ không thôi nên đến hỏi thăm.
cựu vương biết Tô Gia sở hữu rất nhiều vũ khí kỳ lạ, như những binh lính khổng lồ được con người điều khiển nhưng không biết làm ra nó như thế nào. Thấy vậy, công chúa dự tính đưa ông mình đến vương quốc Bờ Du Hy chơi một chuyến. Tô Gia đang thêm những chi tiết mới vào thiết kế của robot chỉ huy mà cậu đặt tên là Naibazon. Đột nhiên cô Haku dùng thần giao cách cảm nói có một vị khách tự xưng là chị của Tô Gia đến tìm. Ermen làm gì có chị ở thế giới này đâu cơ chứ. Cô Haku mô tả đó là người phụ nữ có mái tóc hồng và trông lớn hơn cậu khoảng 5 tuổi. Nghe xong Tô Gia cũng không đoán ra là ai. Đột nhiên có một giọng nói cất lên, ơ đó chẳng phải thần tình yêu sao. Cô ấy giới thiệu mình là Kazen, chị ruột của Men, và ôm chặt lấy cậu cứ như ngàn năm không gặp vậy. Mấy cô vợ của Tô Gia tưởng thật, ai ai cũng rơm rớm nước mắt mừng vì hai chị em được đoàn tụ. Sau đó tất cả biết ý và cùng nhau rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Đợi cho mọi người ra ngoài hết, Tô Gia hỏi lý do tại sao thần tình yêu lại hạ phàm. Chuyện là chứng đau vai của cô đang có dấu hiệu ngày càng trầm trọng. Thấy xung quanh Tô Gia có nhiều trái tim đang yêu, vậy nên thần tình yêu xuống đây trực tiếp đắm mình trong sức mạnh tình yêu để chữa trị một thời gian. Lapis từ bên ngoài vào báo cáo khoảng 1 giờ trước có sứ giả của vương quốc Letia đến xin được thỉnh an Tô Gia. Thần tình yêu nhắc cho cậu nhớ đó là công chúa Hidega, người mà Tô Gia đã cứu khi bị phờ dây tấn công hôm trước. Đúng là Kameza chạy bằng cơm mà hóng thông tin chuẩn thật. Tô Gia đến nơi luyện tập của đoàn kỵ sĩ để gặp cựu vương và công chúa Hidega, vị vua tiền nhiệm Galen rất vui mừng khi gặp được cậu. Ông đến đây để cảm ơn Tô Gia vì món quà và tiện thể đi thăm thú Bờ Du Hy. Hai người chuẩn bị bắt tay nhau thì tay Galen không may va vào mông của Lapis khiến cô hét toáng lên. Ông khen Lapis có một cặp mông được rèn luyện tốt, chắc chắn cô không phải là một hầu gái bình thường. Hidega xấu hổ vì hành động của ông mình. Cô nhắc nhở Galen xin giữ tự trọng đi ông già, rồi quay sang xin lỗi Tô Gia. Cậu cười trừ cho qua, với hành động vừa rồi đã đủ để thấy trình độ võ công của ông rồi. Lapis có thân thủ rất tốt, vậy mà Galen có thể dễ dàng lẻn ra sau cô ấy đúng là trình của ông đỉnh thật. Galen lên tiếng muốn tìm hiểu về binh lính khổng lồ con người có thể điều khiển được. Nghe thế Tô Gia dẫn ông đi xem phở James ghi con át chủ bài để đối phó với phở dây. Tiếp đó cậu bảo Monica biểu diễn sức mạnh của nó cho mọi người thưởng thức. Galen thắc mắc Tô Gia tính làm gì khi sở hữu một đội quân như thế này. Cậu trả lời rằng lũ phở dây đã từng hủy diệt nền văn minh cổ đại ở thế giới này. Và rất có khả năng thảm kịch đó sẽ tái diễn một lần nữa. Vậy nên Tô Gia phải chuẩn bị kế sách để đối phó, nếu không thì chỉ có thể giương cờ trắng chịu thua thôi. Đó chính là lý do tại sao cậu lại khôi phục phở James ghi. Đương nhiên Tô Gia không có ý định xâm lược quốc gia khác. Nếu cần săn thú khổng lồ hay khắc phục những thiên tai như núi lở, thì cậu cũng sẵn sàng cho mượn người máy. Thấy thế Galen mở lời muốn kết đồng minh với nước Bờ Du Hy. Và nếu đức vua Letia đồng ý thì ông cũng muốn xin tham gia liên minh các nước phương Tây. Vậy là hai người bắt tay tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước. Bỗng nhiên Hidega lên tiếng mong Tô Gia hãy cho mình so tài với kiếm sĩ số 1 đất nước Bờ Du Hy. Hidega và Jae đã có một trận đấu cân tài cân sức và cuối cùng phần thắng đã thuộc về công chúa của Letia. Hidega không ngờ kỵ sĩ đoàn của Tô Gia lại có tay kiếm tài giỏi như thế. Jae đính chính lại mình là vợ chứ không phải là kỵ binh. Công chúa giật mình không ngờ Tô Gia đã có hôn thê rồi. Và cô còn sốc hơn không chỉ một mà cậu có đến 6 người vợ. Đúng lúc này thần tình yêu xuất hiện và vạch trần Hidega đang yêu đơn phương Tô Gia, làm cô ấy hoảng loạn. Thấy Men đã có đến 6 vị hôn thê, nên Hidega tính lùi lại phía sau để thấy anh rõ hơn, thì Jae mời cô vào hội nóc nhà của Tô Gia luôn. Lời mời gọi của Jae nghe rất êm tai nên Hidega đã đồng ý gia nhập ngay, nhưng Galen không chấp nhận hôn ước này. Nếu cháu gái có thể đánh bại ông thì Galen sẽ cho phép Hidega được gả đi. Sau đó Jae đưa công chúa đến gặp hội chị em để ra mắt với tư cách thê thiếp thứ 7 của Tô Gia. Ai ai cũng chào mừng cô đến với hội. Thần tình yêu nhanh chóng chạy đến chỗ Hidega và bắt cô khai ra tại sao lại yêu Tô Gia. Hidega nói lần đầu tiên gặp Men cô đã thấy xung quanh Tô Gia toàn là ánh sáng vô cùng rực rỡ, khiến cô choáng váng và đắm chìm trong tình yêu. Từ hôm đó trở đi Hidega như người mất hồn và cứ nghĩ mãi về Tô Gia. Thấy ông Galen muốn đi đến Bờ Du Hy thì cô đã ép ông cho mình đi theo. Trời ơi, đúng là dại trai đầu thai cũng không hết mà. Để trở thành vợ của Tô Gia thì Hidega phải vượt qua ông mình trước đã. Nhưng mà xác suất chiến thắng của cô chỉ có 10% thôi. Thực sự đánh bại được người sánh ngang với Tô Gia thì khá khó. Mọi người nói cô hãy an tâm vì Men chắc chắn đã có kế sách giúp Hidega đánh bại ông nội rồi. Trận chiến giữa hai ông cháu được diễn ra. Thực sự thì thân thủ của Galen hơn hẳn Hidega. Dường như từ đầu đến cuối cô chỉ có thể tử thủ. Trong giây phút công chúa sắp bị hạ gục thì Tô Gia cho chiếu hình ảnh cô gái nóng bỏng bên bờ biển khiến Galen lác cả mắt. Hidega tận dụng thời cơ ra đòn chớp nhoáng hạ gục người ông giang đẫm của mình. Mấy người vợ thấy cô gái mặc bộ đồ tắm 2 giây gợi cảm thì liền tra hỏi Tô Gia về danh tính của cô ấy. Cậu biết mình đi nước này hơi sai rồi nên chữa cháy bằng cách chạy ra ăn mừng với Hidega và chữa trị cho Galen. Sau khi thua cuộc, ông chấp nhận hôn sự của hai người và hỏi Tô Gia về cô gái nóng bỏng vừa rồi.
Thấy thế Tô Gia liền đưa Galen ra chỗ khác để khỏi lộ chuyện cậu dùng hàng nóng để thôi miên ông già. Trận chiến kết thúc, Hidega cùng những người bạn về phòng khách ăn bánh uống trà. Cô là ma mới nên có rất nhiều điều muốn tìm hiểu mọi người. Đầu tiên Hidega hỏi cha mẹ của Tô Gia là người như thế nào. Thực sự đến giờ hội chị em vẫn không biết gì về cha mẹ cậu cả. Thần tình yêu ra mặt nói sớm muộn gì Tô Gia cũng sẽ kể cho mọi người nghe mà thôi. Kazen hiểu rất rõ cảm xúc của các thiếu nữ đang yêu nên quyết định tiết lộ tình đầu thuở nhỏ của Tô Gia. Nghe vậy cô Haku cố gắng liên lạc với chủ nhân nhưng không được. Vì thần tình yêu đã chặn đường kết nối rồi còn đâu. Thôi thì Bạch Hổ đắp chăn đi ngủ cho yên thân vậy. Tô Gia đột nhiên hắt xì một cái và cảm thấy hình như có ai đó đang nhắc đến mình thì phải. Tô Gia nhận được tin tình báo từ trinh thám. Chú chim nhỏ đã phát hiện một di tích bỏ hoang nằm ở phía nam Letia. Cậu định dùng phép bay để đến đó, đột nhiên Su gọi Tô Gia và cho cậu một bất ngờ lớn. Bảy nàng vợ của cậu bỗng dưng Copper Light thủy thủ mặt trăng làm gì đây? Su hỏi Tô Gia thích mọi người ăn mặc giống mối tình đầu Soko của cậu phải không? Cái gì cơ, ông làm gì có tình đầu nào, ai bày ra cái trò này vậy? Cả đám đồng thanh là chị Kazen nói, thôi hết cứu rồi, sao thần lại làm thế, thần tình yêu ơi? Tô Gia tìm được di tích Babylon, tiếp theo là thành lũy, người quản lý ở đây là Lioza. Khác với lần trước, Tô Gia không phải làm bài test để được thừa nhận là chủ nhân nơi đây nữa vì cậu đã có 4 di tích rồi. Lioza đưa Tô Gia đến gặp Noel giúp cậu thừa kế nốt cái tòa tháp nhưng cô ấy gọi mãi mà Noel không dậy, vậy thì đành dùng biện pháp mạnh thôi. Lioza kêu Tô Gia lấy đồ ăn và dụ dỗ Noel rằng, nếu em dậy thì miếng thịt này sẽ được chui tuột vào miệng em. Nghe thế Noel thức dậy liền và yêu cầu Tô Gia nếu muốn làm chủ nhân của tòa tháp thì mau chóng nộp của ngon vật lạ và mang chăn ấm nệm êm ra. Thế thì dễ quá ỏi nên Tô Gia một lúc đã có được 2 di tích cộng thêm những nụ hôn dài đằng đẵng của hai cô người máy. Sau khi đăng ký hoàn tất, họ dẫn Tô Gia đi tham quan lần lượt tòa tháp và thành lũy. Tòa tháp được xem là trái tim của Babylon, chuyên hấp thụ ma tố từ bầu khí quyển khuếch đại chúng rồi chuyển thành ma lực. Thỉnh thoảng nó mới cần điều chỉnh một chút nên Noel mới lười nhác và lăn ra ngủ bất cứ khi nào cô muốn. Tiếp theo là thành lũy, trung tâm phòng thủ của Babylon có thể triển khai khiên chắn phòng thủ để đối phó với đòn tấn công vật lý và ma pháp. Thật là quá tuyệt vời rồi, tòa tháp đẩy nhanh tốc độ sản xuất phờ James ghi và dầu Ethe, còn thành lũy sẽ giúp cho lâu đài của Tô Gia có một khiên chắn chặn mọi đòn đánh. Đúng lúc này có thư khẩn cấp từ Be Phát gửi đến cho cậu. Lớn chuyện rồi, hoàng hậu đang bắt đầu chuyển dạ. Vậy nên cả gia đình Tô Gia phải về kinh đô ngay. Sau vài giờ hoàng hậu đã hạ sinh một hoàng tử bụ bẫm đáng yêu. Hoàng thượng vui mừng bế con trong tay và hỏi Tô Gia xem nên đặt tên nó là gì. Cậu thốt lên ra Mato, đó là một cái tên rất đẹp nên đức vua vừa bế bổng đứa bé lên vừa hô vang cái tên đó. Chính vì vậy mà bé con sợ hãi khóc lớn khiến ngài phải nhanh nhanh chạy vào trong để hoàng hậu dỗ dành hoàng tử. Chiều tàn, những thê thiếp tương lai của Tô Gia tận hưởng sự ấm áp trong bồn tắm. Sau khi hoàng tử ra đời, không chỉ đức vua mà người dân Be Phát cũng rất hào hứng đón nhận tin vui. Các nước láng giềng cũng gửi quà mừng cho sự chào đời của đứa nhỏ. Bờ Du Hy cũng có lễ ăn mừng để chào mừng em trai hoàng hậu vào đời, thậm chí Tô Gia còn tổ chức cả lễ bắn pháo hoa nữa. Một ngày nào đó họ cũng sẽ mang thai và sinh ra những đứa con của Tô Gia. Chủ đề này làm các cô gái e thẹn đỏ mặt không thôi. Ở bên ngoài, Tô Gia đã được tiết lộ thông tin sau này cậu có 9 người vợ cùng với rất nhiều con cái. Ái chà chà, giống tốt à nha, sinh được cả một đội bóng luôn. Ngoài cậu ra thì Lin cũng đã biết chuyện này. Trời ơi, thế là xong rồi, nhỡ mấy bà kia mà biết chuyện là cháy nhà tôi đó. Tô Gia nhanh chóng bịt miệng mấy đứa robot này lại và cấm có ai khai ra không là không xong với cậu đây đâu. Đúng lúc này mấy bà vợ tắm táp xong ra ngoài và tặng cậu những cú lườm cháy mặt. Jumina quay ra hỏi Lioza xem vừa nãy mọi người nói chuyện gì với nhau. Tô Gia lao ra ngăn cô nàng nói năng bậy bạ, nhưng mà tính tò mò của phụ nữ rất cao, muốn giấu được chuyện khó lắm. Gia E lôi Tô Gia sang một bên để Lioza tiếp tục câu chuyện. Cô nói rằng trong tương lai Tô Gia sẽ có 9 người vợ, chính vì thế mà Babylon chia thành 9 phần. Là người hiểu chuyện, Linze đưa Tô Gia về nhà tiếp tục tra hỏi, chứ không người ngoài nhìn vào lại tưởng nhà đang có chiến tranh. Sau thời gian tranh luận xem nên cho Tô Gia hình phạt như thế nào, thì những cô nàng quyết định bắt cậu phải hôn mỗi người một cái. Từ ban đầu họ đã xác định Tô Gia sẽ có rất nhiều thê thiếp nên 7 hay 9 người cũng không sao cả. Thay vì nói ra, cậu lại chọn im lặng khiến cho hội chị em không biết làm sao. Hơn nữa nếu chuyện này Tô Gia cũng che giấu, nhỡ đâu cậu lại giấu chuyện to hơn thì sao? Điều đó sẽ dẫn đến rạn nứt quan hệ vợ chồng, vậy nên hình phạt kia là quá xứng đáng với Tô Gia rồi. Tôi mà là ông tôi làm ngay ấy. Nhiệm vụ dễ dàng vậy mà Tô Gia lại đánh trống lảng. Muốn khi nào tổ chức xong lễ hội chúc mừng hoàng tử ra đời thì cậu sẽ hoàn thành hình phạt đó. Ngày lễ hội được tổ chức, mọi người cùng nhau vui vẻ thưởng thức pháo hoa và đồ ăn. Jumina tiến lại gần Tô Gia, trông cậu có vẻ đang cực kỳ hạnh phúc. Đúng vậy, khi thấy hoàng tử chào đời, Tô Gia đã rất bất ngờ khi bậc cha mẹ lại vui mừng đến thế khi thấy con mình được sinh ra. Chắc hẳn đó là niềm hạnh phúc khi gia đình có thêm một thành viên.
Cậu cũng vậy, tuy chưa có con nhưng Tô gia có những người vợ bên cạnh, vậy nên cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cậu cũng sẽ bảo vệ những người quan trọng của mình. Jumina cực kỳ cảm động vì lời nói của Min, ngay lập tức cô đã dành cho Tô gia một nụ hôn nồng cháy. Sau khi thấy cảnh này thì mọi người ồ ạt kéo đến đòi hôn. Lucia xấu hổ quá chạy mất dép trước khi được hôn, Hidega vì quá căng thẳng trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Thậm chí Jae và Eze được hôn rồi lại đua nhau vật và đấm knock out Tô gia ra khỏi lâu đài. Sau khi bị đánh cho sứt đầu mẻ chán thì Tô gia được Eze đỡ dậy để kịp xem màn pháo hoa cuối cùng. Buổi lễ kết thúc, Setka lấy viên đá nhìn thấu tương lai ra soi. Qua viên đá họ nhìn thấy cả 9 người vợ của Tô gia, cũng chính là 9 người đang bên cạnh cậu hiện tại. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận của bạn để ủng hộ kênh, cũng như giúp chúng mình cải thiện nội dung hơn nữa nhé.